bí thư trùng sinh, vương tử quân. Chương 521, tin tức là lực lượng. Vương tử quân vốn cũng không ăn nhiều ở huyện Nhạc Huy, hơn nữa còn chạy qua chạy lại đến tận bây giờ, thế cho nên cảm thấy bụng đói kêu vang. Hắn để cho thái thần Bân lấy ra một chai rượu hồng La Xuân, sau đó mọi người cùng ngồi uống rượu trong khoảng sân nhà đỗ Ngọ Thành. Ông Long Long coi như tai nạn lao động, thế cho nên tiền viện phí phải do công ty xây dựng chi trả, điều này ngài cũng không cần lo lắng. Vương tử quân gắp một miếng rau chấm nước tương rồi khẽ an ủi Đỗ Ngọ Thành. À, tử quân, lần này cậu đến thật sự làm tôi giảm bớt nhiều lo lắng. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu bọn họ không xử lý, tôi sẽ tìm đến thành phố, đến tỉnh, đến trung ương tố cáo bọn họ. Tôi cũng không tin thiên hạ này lớn như vậy nhưng không còn chỗ nào để nói lý lẽ. Đỗ Ngọ Thành nâng ly uống một hớp sau đó đặt xuống bàn rất nặng nề, trong ánh mắt độc ngầu có vài phần kiên quyết. Vương tử quân rót rượu thêm cho Đỗ lão gia tử, sau đó cười ha hả nói: "Ông, ngài cứ yên tâm, bọn họ phải bồi thường không thiếu một đồng." "Đúng không thể thiếu một đồng nào." Đỗ Tam thúc nãy giờ uống rượu luôn cảm thấy tên thanh niên kia nói chuyện có giọng điệu khá lớn lối giống như đang trôi nổi giữa không trung mà chẳng phải ngồi trên bàn ăn. Nhưng lúc này lão cũng không muốn chọc giận vị trưởng họ đang ngồi trên bàn, nếu không đỗ ngọ thành nổi giận đuổi mình ra khỏi bàn thì cũng mất mặt thế cho nên dù lão có thật sự nghi vấn với những lời nói mạnh miệng của vương tử quân lão vẫn chỉ có thể nói vài lời phụ họa mà thôi lý cẩm hồ và thái thần bân cũng được mời đến bàn rượu nhưng hai người kia căn bản chỉ cười mà không nói lời nào đặc biệt là thái thần bân trên cơ bản đều không mở miệng ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía nhị nha đầu nếu nói lúc này người bận rộn nhất phải là nhị nha đầu dù thật sự không có món gì quá ngon thế nhưng tất cả đều từ hai bàn tay của nàng mà ra nàng liên tục bưng thức ăn lên dưới khí trời khô nóng vào thời điểm này gương mặt nàng càng trở nên đỏ ửng tuyết 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 những tiếng còi xe máy từ phương xa truyền đến vài phút sau xe máy dừng lại cách nhà đỗ ngọ thành không xa khi xe tắt máy thì tiếng gõ cửa vang lên không đợi nhị nha đầu mở miệng hỏi thì cổng đã bị đẩy ra hai tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi vào bên trong hai người đàn ông nhìn đám người vương tử quân đang dùng cơm sau đó trầm giọng nói Chiếc xe bên ngoài là của ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh Hà, anh thấy điều hòa của xe tôi như thế nào? Dù mặt trời đã ngã về tây nhưng bầu không khí vẫn oi nóng, cũng không vì vắng bóng mặt trời mà tiêu tán, lúc này chỉ đi ra bên ngoài một lúc đã vã đầy mồ hôi. Nếu nói hưởng thụ tốt nhất vào lúc này chính là ngồi trong phòng điều hòa, đón nhận những luồng gió mát lạnh. Nếu không có phúc được ngồi trong phòng điều hòa, như vậy ngồi trong xe điều hòa cũng là một hưởng thụ không tệ. Lúc này chủ tịch Hà đang ngồi trong xe điều hòa, từng luồng gió mát thổi ra làm cho chủ tịch Hà cảm thấy toàn thân sảng khoái, thế là không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tên tên đàn ông ở phía đối diện. Con bà no, một con chó chạy trốn mà được ngồi trên chiếc xe thế này, trong khi ông đường đường là cán bộ cấp phó phòng lại chỉ có thể uất ức ngồi trên xe máy. Chủ tịch Hà nghĩ đến chiếc xe máy mà trước nay mình phải chạy thế là trong lòng càng bùng lên cảm giác bị đè nén. à, điều hòa rất tốt, bên ngoài thật sự giống như một cái lồng hấp, vào trong này thật sự cảm thấy rất thoải mái. chủ tịch hà tuy thầm mắng đối phương thế nhưng ngoài miệng lại cười ha hà nói. tên đàn ông mập bị chủ tịch hà ghen ghét cũng chỉ chờ những lời nói này. chiếc xe thật sự đã làm cho hắn nhiều lần nở mày nở mặt, bây giờ thấy chủ tịch hà nói như vậy thì hắn trở nên hớn hở, lại vỗ vào bụng mình nói. tất nhiên rồi, chủ tịch hà. Chiếc xe này trước kia là của nhị thúc của tôi, nhưng khi nhị thúc mua Audi thì đào thải nó ra. Ông chú rất thương tôi, thế là vung tay nói, Chí Bân, chú thấy mày mập như heo mà phát sầu, nếu không giảm béo ngay từ lúc này, đến mùa hè sao có thể chịu được nóng. Tên mập vừa vung vẫy hai cánh tay béo núc vừa dùng giọng đắc y nói. Nhị thúc mắng như vậy nhưng thực chất lại rất thương tôi, vừa mắng yêu cầu tôi giảm cân vừa phái người đưa xe đến cho tôi, nói là để mùa hè mát mẻ một chút. Nói cho trùng thì năm ngón tay trên một bàn tay cũng ở gần nhau. Chủ tịch Hà nhìn tên mập rung đùi đắc ý dùng giọng khoe khoang nói với mình, hắn thầm mắng. Một đứa cháu như mày tính là cái gì? Vài năm trước không biết còn đang cày cuốc đất ở vùng nào, bây giờ trong nhà xuất hiện một nhân vật lớn, thế cho nên chó gà như mày cũng thăng thiên. Suốt ngày mở mồm là gọi nhị thúc, chỉ sợ người ta không biết không bằng. Giám đốc Lưu coi trọng cậu cũng là vì có nguyên nhân. Người nào không biết cậu chính là thủ hạ trẻ tuổi nhất, có khả năng nhất của giám đốc lưu. Chủ tịch Hà công tác lâu năm ở tuyến xã, tất nhiên hắn đã luyện thành thói quen gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói giọng quỷ. Dù hắn thật lòng xem thường loại nhà già mới nổi như tên mập này, thế nhưng những năm gần đây nói chuyện dựa vào thực lực, chính mình và đối phương căn bản không có xung đột lợi ích, cần gì phải nói những lời làm người ta tổn thương. Chủ tịch Hà thật sự là người có ánh mắt tinh đời, ha ha lưu mập xòe hai bàn tay dùng sức vỗ mạnh lên vai chủ tịch hà sau đó nói tiếp nhị thúc rất tốt với tôi cả thôn đều biết điều này thế cho nên làm cho nhiều thằng ghen ghét đám người kia nhìn thấy chiếc xe của tôi thì biến thành mắt thỏ thật sự đỏ như mặt trời ông cũng không có biện pháp ai bảo nhị thúc không thèm quan tâm đến bọn họ chủ tịch hà tôi đây không có gì hay nhưng lại là người nghĩa khí chuyện đỗ ra không có gì lớn nhưng sự việc giống hệt như một con ruồi nếu cứ bay vo ve bên tai cũng làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Vì thế anh nghe tôi nói, hai ngày tới anh tranh thủ xử lý cho xong đi, nhị thúc của tôi còn đang chờ kết quả xử lý. Nếu sự việc gì làm ảnh hưởng đến nhị thúc thì cũng xem như là ảnh hưởng đến tôi, nếu sự việc gì làm ảnh hưởng đến ông đây, ông sẽ cho bọn chúng nó biết thế nào là mã vương ra có ba mắt. Lưu Mập nói xong, trên mặt có vài phần dữ tợn. Con bà nó, còn muốn kiện lên trên, ông sẽ cho chúng nó biết hậu quả của kiện lên trên là thế nào. Chủ tịch Hà cũng không đáp lời tên mập lưu trí bên này. hắn dùng giọng có chút do dự hỏi. Những năm nay có thể lái xe đến cũng có chút địa vị. Chúng ta làm như vây có phát sinh sơ suất gì không? Có cái gì mà sơ suất? Chủ tịch Hà của tôi ơi, chúng ta làm vậy thì thế nào? Nói rằng đồn công an nhận được tin báo xe bọn họ tông phải một người, thế là đưa bọn họ về hỗ trợ điều tra. Như vậy thì có hậu quả gì? anh cũng đừng quá lo lắng đỗ ra căn bản chẳng có gì dựa dẫm cả tôi đã điều tra rõ ràng rồi lưu trí bân vung tay lên cực kỳ tự tin nói nếu không phải đột nhiên đỗ ra có vài tên thân thích chạy xe đến thăm ông cũng chẳng cần dùng phương pháp này để điều tra lai lịch của đối phương làm gì cho mệt chủ tịch hà khẽ gật đầu nếu không phải cảm thấy người ngồi trong nhà đỗ ngọ thành có chút địa vị hắn cũng sẽ không bỏ lỡ giữa chừng biện pháp của lưu trí bân tuy không tính là cao siêu nhưng nếu dùng nó để điều tra lai lịch của đối phương thì cũng có thể thực hiện được. Biết đâu tiểu tử kia thật sự có chút địa vị. Chủ tịch Hà lấy thuốc ra châm lửa rồi khẽ nói. Tốt nhất là đối phương nên có chút địa vị, nếu không thì xem tôi thu thập hắn như thế nào. Nhưng chủ tịch Hà cũng không nên lo lắng, cho dù đối phương có chút địa vị thì có thể vượt qua nhị thuốc của tôi được sao. Lưu Trí Bân nói đến chú của mình thì giống như toàn thân bùng sáng và đạt đến mức khí thế đỉnh phong, bàn tay mập chống hông, chiếc cổ mập cũng ngưỡng lên cực kỳ vinh váo tự đắc. Chủ tịch Hà nghe thấy Lưu Trí Bân liên tục 5 lần 7 lượt nhắc đến người chú, thế là trong lòng thầm mắng đối phương một phen, nhưng cũng không thể không dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đối phương. Trong lòng thầm nghĩ nếu mình có một người chú như vậy, biết đâu mình cũng không cần vùi đầu vỉnh mông công tác mệt mỏi ở dưới xã như thế này. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Chủ tịch Hà tuy có vài phần qua loa khi tỏ thái độ trên mặt, thế nhưng lại gật đầu như gà mổ thóc nói lời khẳng định. Lưu Trí Bân dùng hai tay chống nạnh, gương mặt kiêu ngạo không ai bị được. Hắn đã nhiều lần liên hệ với đám cán bộ địa phương, chỉ cần nhắc đến chú mình, cho dù là lãnh đạo huyện cũng phải giảm bớt khí thế, đừng nói là loại cán bộ phó chủ tịch xã nhỏ như móng tay thế này. Lưu Trí Bân nghĩ đến đây mà cảm thấy rất đắc ý, hắn chuẩn bị nói hồi con nhỏ chú thương mình như thế nào thì đột nhiên một luồng gió nóng ập đến. Hắn là người quen thuộc chiếc xe của mình, thế là hắn nhanh chóng vặn khóa, xe tắt máy. Chủ tịch Hà đang hưởng thụ luồng gió mát trên xe, lúc này hắn cũng bị khí nóng làm cho khó chịu. Hắn nhìn Lưu Trí Bân đã tắt máy, dùng giọng kỳ quái hỏi. Anh Lưu, làm sao vậy? Con bà nó, cạn nước, sao lúc này đám tiểu tử của đồn công an còn chưa về? Ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không xong, còn làm ăn cái quái gì nữa? Lưu Trí Bân thật sự dùng ánh mắt khó chịu nhìn về thôn ở phương xa, lại dùng giọng tức giận không thôi nói. Chủ tịch Hà nhìn về phương xa, thấy có khói bếp bay lên, cũng thấy đám cảnh sát kia đi có hơi lâu. Làm sao vậy? Thái thần bân nghe có người hỏi xe thì đưa mắt nhìn Lý Cẩm Hồ, sau đó hắn đứng lên khỏi bàn. Xe của các anh phải không? Vậy thì theo tôi một chuyến. Chúng tôi là người của đồn công an xã, có quần chúng báo cáo bị một chiếc xe màu đen hút phải, theo chúng tôi được biết thì ngày hôm nay chỉ có duy nhất chiếc xe của anh chạy vào thôn đỗ ra khẩu. Mình chạy xe có húc phải người nào hay không thì Thái Thần Bân biết rất rõ, lúc này nghe thấy cảnh sát hỏi như vậy thì hắn thật sự giận tím mặt. Nhưng hắn nhìn Vương Tử Quân vẫn đang ngồi uống rượu bên cạnh bàn, hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Tôi có thể dùng lời chịu trách nhiệm nói cho anh biết, chúng tôi đi đường căn bản không tông phải bất kỳ người nào. Đồng chí, Chúng tôi phá án chú ý chứng cứ pháp luật, có phải Tông phải người ta hay không thì cũng chẳng phải một mình anh nói, anh phải đi theo chúng tôi tiếp nhận điều tra mới có thể cho ra kết luận." Một tên cảnh sát khác tiến lên nói. "Anh bây giờ không những khả nghi Tông phải người ta, còn khả nghi Tông xe bỏ chạy, xin anh theo chúng tôi một chuyến." Người nhà đỗ ra nghe được lời nói của hai tên cảnh sát thì có phản ứng rất mạnh mẽ, chỉ cần nhìn vào tốc độ của hai tên cảnh sát thì bọn họ biết rõ vì sao đối phương lại chạy đến chỗ này. Đỗ lão gia tử nhìn thấy Thái thần Bân đứng lên thì cũng định vỗ bàn đứng lên. Dù thế nào thì tiểu tử kia cũng đến cùng Vương Tử Quân, tuy Đỗ Ngọ Thành không biết Thái thần Bân có quan hệ với Vương Tử Quân thế nào, nhưng ít nhất đó cũng là bạn của cháu nội đại đội trưởng. Nếu bọn họ vì chuyện liên quan đến nhà mình mà bị đưa đi đến đồn công an, như vậy lão thật sự khó thể tiếp nhận được. "Ông Đỗ, ngài cứ ngồi xuống, để cháu giải quyết." Vương Tử Quân vừa nói với Đỗ lão gia tử vừa nháy mắt với Lý Cầm Hồ. Lý Cẩm Hồ là người đi theo Vương Tử Quân nhiều năm, lúc này hắn có thể thấy được Vương Tử Quân đang nổi giận, thế là hắn đứng lên nói. Các anh xác định đó là chiếc xe gây chuyện sao? Điều này là đương nhiên, chỉ có chiếc xe này chạy qua, không phải là các anh thì là ai? Tên cảnh sát béo cũng là kẻ quen hoành hành ngang ngược ở dưới xã, bây giờ gặp phải một người không nể mặt mình thì cảm thấy rất mất mặt. Hắn thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, cho dù các người có người quen ở tuyến trên ít nhất cũng phải cho các người khổ sở một phen. Các anh đã xác định như vậy, được, thần bân, hai chúng ta sẽ theo các vị cảnh sát này một chuyến, để xem rốt cuộc là chúng tôi đụng phải ai." Lý Cẩm Hồ nói rồi khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó hắn đi ra ngoài. Thái Thần Bân cũng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân nở nụ cười thì hắn yên tâm, cảm thấy lãnh đạo cũng không quá khó chịu. Hắn cũng không khách khí mà theo chân Lý Cẩm Hồ đi ra ngoài hai tên cảnh sát thật sự cũng có ý nghĩ riêng về sự kiện lần này, vừa rồi bọn họ chạy xe máy đến và nhìn thoáng qua chiếc xe hơi trên bãi đất trống, dù bụi đất bám đầy trên xe nhưng cũng là loại xe tốt. Lúc đó hai người bọn họ có chút sợ hãi, nếu như chủ nhân của chiếc xe không chịu phối hợp thì sao? Không ngờ hai người kia cũng không nói nhiều mà đứng lên cùng đi với mình. Đỗ Ngọ Thành thấy hai người Lý Cẩm Hồ định đi cùng hai tên cảnh sát thì chờ gấp gáp, lão định đứng lên ngăn cản thì lại bị Vương Tử Quân kéo lại. Chú cứ để hai người bọn họ đi, cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì. Đỗ Tam Thúc cũng là cán bộ trong thôn, đã từng gặp mặt hai tên công an này. Khi thấy Đỗ Ngọ Thành đứng lên thì lão cũng định đứng lên theo, muốn nói rõ ràng với hai tên cảnh sát, lại không ngờ Vương Tử Quân giữ Đỗ Ngọ Thành lại. Sẽ không chịu thiệt thòi, tên thanh niên này rõ ràng là quá bừa bãi, cậu tưởng rằng có chút tiền thì giỏi lắm sao? Có một tên hàng xóm ném tiền khoe khoang và bị đám công an xã hành cho một trận nên thân đến bây giờ thấy mặt cảnh sát còn phải đi đường vòng. Đỗ Tam Thúc thầm nghĩ như vậy, lão định mở miệng khuyên nhủ Vương Tử Quân, thế nên khi hai người Lý Cẩm Hồ và Thái Thần Bân đi theo hai tên cảnh sát, hắn giảm thấp âm thanh nói: "Này cháu, lúc này tôi nói với cậu một tiếng, bây giờ cậu tốt nhất nên tìm người nói chuyện, nếu không đưa đến đồn công an thì thật sự sinh chuyện lớn." Đỗ Tam Thúc còn chưa nói dứt lời nhưng ý nghĩa lời nói đã quá rõ ràng, Vương Tử Quân khẽ cười cười nói với Đỗ Tam Thúc: Tam thúc không cần lo lắng, bọn họ biết xử lý thế nào. Ông Đỗ, cháu mời ông một ly. Nhị nha đầu vốn cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Vương Tử Quân, nhưng lúc này thấy hắn uống rượu rất trầm ổn, bộ dạng vui vẻ như không có gì xảy ra, thế là những sợi dây cung trong lòng đột nhiên giật giật khó hiểu nguyên nhân. Đỗ Tam thúc thấy Vương Tử Quân căn bản không xem những lời nhắc nhở đầy thiện ý của mình ra gì thì thật sự mất hứng, nhưng có Đỗ lão gia tử ở chỗ này, lão cũng không biết nói gì hơn lão nhìn đỗ lão ra từ cụng ly với vương tử quân thế thầm nghĩ tên thanh niên kia thật sự ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức đợi đến khi ăn quả đắng thì mới hối hận khi đỗ tam thúc đang lo lắng cho hai người lý cẩm hồ và thái thái thần bân lúc này lý cẩm hồ và thái thần bân cũng đã cùng hai tên cảnh sát đi đến trước chiếc xe audi tên cảnh sát mập dùng ánh mắt tò mò nhìn chiếc audi đầy bùn đất hắn chợt dùng giọng có chút khách khí nói với hai người lý cẩm hồ anh bạn theo chúng tôi đi tôi cũng nói trước chúng tôi chấp hành công vụ cũng không phải làm khó hai người lý cẩm hồ cười cười không nói gì thái thần bân thì đứng sau lưng lý cẩm hồ cũng chỉ cười lạnh một tiếng mà không nói gì tên cảnh sát mập thấy rõ thái độ của hai người lý cẩm hồ thế là trong lòng không khỏi thầm cảm thấy có vấn đề thế nhưng đây là sự việc mà đồn trưởng của bọn họ sắp xếp cho dù có gì xảy ra thì bọn họ cũng có thể đẩy trách nhiệm thế nên tất cả cố kỵ trong lòng tan thành mây khói hừ nhị ca anh xem Chiếc xe này biển số rất đẹp, là số 2, chỉ là một số 2 cuối cùng, còn dễ nhớ hơn cả chiếc xe jeep của bí thư đảng ủy xã. Tên cảnh sát gầy không biết chạy đến phía sau chiếc xe từ khi nào, hắn khẽ phủi bụi đất dính ở trên biển số, sau đó cười nói với tên cảnh sát mập. "Xe này." Tên cảnh sát mập định thuận miệng nói một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại giống như nghĩ đến điều gì, thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra sau xe, nhìn thấy biển số chỉ là một con số 2 ở cuối cùng thế là đầu óc chợt nổ ầm một tiếng. Tên cảnh sát trẻ tuổi kia có lẽ nhìn vào biển số xe cũng không hiểu rõ vấn đề, dù sao thì đồn công an xã cũng không bắt xe. Nhưng tên mập là cảnh sát chính thức, hắn rất chú ý đến biển số xe, trong thành phố đông bộ có thể chạy chiếc xe với biển số như thế này, chỉ có thể là lãnh đạo đứng vị trí thứ hai trong thị ủy. Lúc này tên cảnh sát mập hận không thể cho chính mình vài cái tát, mình tại sao lại ngu ngốc như vậy? Sao lại chạy thẳng qua? không biết xuống xe xem xét biển số sao. Nếu như vừa rồi được nhìn thấy biển số thì đánh chết hắn cũng không phạm vào sai lầm thế này. Tên cảnh sát mập nhìn những con số 0 và con số 2 trên biển số, hắn cảm thấy giống như nó biến thành những gương mặt đang cười chế nhạo mình. Hắn lắc đầu thật mạnh, hắn biết rõ biển số này tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tượng làm giả, dù chủ nhân của chiếc xe không ở chỗ này, chỉ cần dựa vào chiếc xe này cũng đủ để cho đồn công an bọn họ, không, dù là cục công an huyện cũng phải điêu đứng chiếc xe này chẳng lẽ là tên cảnh sát mập không tự giác được phải đưa mắt nhìn lý cẩm hồ nói lý cẩm hồ không mở miệng nhưng thái thần bân ở bên cạnh lại cười lạnh nói đúng vậy anh nói không sai tuy đã xác định nhưng sau khi nghe được lời khẳng định từ trong miệng thái thần bân tên cảnh sát mập chợt cảm thấy tâm tình của mình rơi xuống vực sâu không đáy lúc này nhìn hai người thái thần bân và lý cẩm hồ chỉ đang cười mà không nói gì cuối cùng thì thảo nói hai vị hai vị tôi tôi thấy đây chỉ là hiểu lầm mà thôi hiểu lầm vừa rồi không phải anh bảo xe này tông người sao sự việc liên quan đến tính mạng con người thế này mà hiểu lầm được à đi thôi chúng tôi theo các anh đến đồn công an điều tra rõ ràng để xem chiếc xe này đụng phải người nào lý cẩm hồ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên cảnh sát giọng điệu càng thêm nghiêm khắc sao anh có thể nói chuyện với nhị ca như vậy tôi nói cho anh biết tên cảnh sát trẻ tuổi thấy hai tên kia có chút kiêu ngạo trong lòng thật sự nén giận nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị tên cảnh sát mập kéo lại tên cảnh sát mập nhìn tên đồng sự đang tức giận mà thầm nghĩ quay về nhất định phải báo với đồn trưởng sau này nhận cảnh sát cũng phải nhìn xem tố chất thế nào cái gì gọi là tố chất chính là phải có ánh mắt ngàn vạn lần không thể nhận người thân của chủ tịch xã hay cháu của bí thư đảng ủy xã nếu loại người nào cũng ném vào đồn công an, như vậy sẽ gây phiền toái lớn. Chỗ này không phải cậu có thể lên tiếng. Tên cảnh sát mập dùng giọng hung hăng dậy bảo tên cảnh sát gầy một câu, sau đó cố gắng nở nụ cười, dùng giọng khách khí nói. Hai vị, chuyện này rõ ràng là hiểu lầm, như vậy cũng không làm nhọc lòng hai vị, tôi sẽ trở về hỏi người tố cáo cho ra lẽ, để xem người kia rốt cuộc là có ý gì, sau đó sẽ quay lại báo cáo với hai vị rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tên cảnh sát mập vừa nói cũng không đợi hai người Lý Cẩm Hồ lên tiếng, hắn kéo tên cảnh sát gầy, hai người cùng leo lên xe mô tô chạy ra ngoài thôn. Tôi còn chuẩn bị đi cùng hai người này đến đồn công an, con bà nó mới nhìn biển số đã sợ bỏ chạy mất rồi. Thái thần bân nhìn hai tên cảnh sát bỏ đi, hắn nhổ một bãi nước miếng, lại dùng giọng không cam lòng nói. Lý Cẩm Hồ nhìn đám bụi bốc lên mù mịt, hắn khẽ cười một tiếng nói. Đi thôi, Cần gì phải nổi giận với bọn họ. Khi hai người đẩy cổng đỗ ra, Đỗ Tam Thúc thật sự không tin đó là sự thật, lão đưa mắt nhìn Lý Cẩm Hồ và Thái Thần Bân, thật sự phải dùng tay dụi mắt. Hai tên cảnh sát đâu? Không đợi Vương Tử Quân mở miệng thì Đỗ Tam Thúc đã ngạc nhiên hỏi. Hai vị đồng chí cảnh sát nhìn biển số xe của chúng tôi, sau đó kết luận không phải chúng tôi gây chuyện, sau đó chạy xe máy đi rồi. Lý Cẩm Hồ cười cười với Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói với đỗ tam thúc đám người đồn công an xã khi nào thì dễ nói chuyện như vậy đỗ tam thúc thầm nghĩ và cảm thấy khá nghi ngờ nhưng dù hắn có nghi ngờ thế nào thì ít nhất hai người lý cẩm hồ và thái thần bân đã bình an quay lại điều này làm cho đỗ lão gia tử rất vui vẻ cũng uống rượu thả lỏng hơn khi bầu trời dần tối thì hai chai hồng la xuân đã cạn trơ đáy khi đỗ tam thúc chuẩn bị mở bình rượu thứ ba thì tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó có người chợt lên tiếng. Có người ở nhà không? Cổng chậm rãi mở ra, một người đàn ông hơn 40 đi vào. Người này đeo một cặp giày da rất ít gặp ở nông thôn, cơ thể hơi mập làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy nụ cười trên mặt người này có chút bình dị gần gũi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên chợt động lại, bàn chân đang cất bước chợt dừng lại. "Chủ, chủ tịch Vương." người mở cửa cho người đàn ông trung niên kia chính là nhị nha đầu khi nhìn thấy người đàn ông này thì nàng thật sự cảm thấy sợ hãi tuy nàng chưa từng có liên hệ với người này nhưng nàng lại biết đối phương là ai nàng nhớ rõ trước đó vài ngày có vài chiếc xe hơi chạy đến đây nói là đến thôn kiểm tra công tác tình hình lúc đó tiền hô hậu ủng mà người đàn ông này hình như là bí thư xã là vị quan lớn nhất trong xã bí thư lý là bí thư đảng ủy xã thế cho nên nhiều người trong thôn tỏ ra cực kỳ kính sợ lúc này bí thư lý xuất hiện trong nhà mình, một người với cấp bậc như vậy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến nhà mình, bây giờ đến không phải vì anh tử quân đấy chứ. Nhị nha đầu nghĩ đến tình huống vương tử quân vừa dùng giọng ôn hòa nói mình gọi anh ấy là anh tử quân, nàng chợt đỏ mặt. Nhưng khi trái tim nàng đập lên rộn rã, nàng chợt cảm thấy mình và anh tử quân cách biệt quá xa, căn bản cũng không thể nào là đối tượng của mình. Khi nhị nha đầu đang cực kỳ lo lắng, nàng chợt thấy bí thư lý đang ngây ngốc chợt bừng tỉnh vị bí thư này đi đến bên cạnh anh tử quân gương mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt nụ cười nịnh nọt đó rõ ràng là nụ cười nịnh nọt trong trí nhớ của nhị nha đầu những đứa bé trong thôn muốn mình giúp đỡ cái gì đó cũng thường nở nụ cười như vậy nhưng so sánh với nụ cười của đám trẻ thì nụ cười của bí thư lý càng làm cho người ta cảm thấy rất chân thành chủ tịch vương tôi là bí thư đảng ủy xã liêu diêu là lý toàn sinh bí thư lý dùng giọng khô cằn giới thiệu chính mình cũng không biết nói gì thêm dù trước khi đến thì hắn cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị khi gặp mặt chủ tịch vương cũng nghĩ ra nhiều lý do thoái thác nhưng lúc này thấy mặt vương tử quân thì cảm thấy đầu óc như ngắn lại thật sự không biết nói gì cho phải vương tử quân khẽ gật đầu với lý toàn sinh rồi nói bí thư lý tôi đến thôn đỗ gia khẩu để thăm trưởng bối anh nếu không có gì thì cứ về đến thăm trưởng bối trưởng bối của chủ tịch vương lại ở trong thôn thuộc địa phận xã mình quản hạt. Lý Toàn Sinh nhìn đỗ lão gia tử ngồi ở vị trí chủ tịch, thế là cảm thấy đầu óc của mình khó thể xoay chuyển. Phải nói rằng Lý Toàn Sinh đã gặp ông lão quật cường này, trước đó vì muốn tìm một câu trả lời rõ ràng cho sự kiện cháu trai bị tai nạn, ông cụ đã nhiều lần đến tìm hắn. Điều này làm hắn cảm thấy rất phiền, trốn cũng không trốn được, thậm chí có lúc còn không muốn đi vào ủy ban xã. Không ngờ ông lão này cũng rất kiên cường, đến ủy ban xã và vào trong phòng chờ đợi hắn giống như ôm cây đợi thỏ, sống chết cũng không chịu đi. Cuối cùng hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể để cho chủ tịch Hà đuổi ra khỏi phòng. Điều làm cho Lý Toàn Sinh cảm thấy khó chịu chính là không ngờ ông lão kia lại nổi giận và chạy lên huyện, thấy xe thì đón lại kêu oan. Sau khi bị ngăn chặn, ông lão này thật sự không chịu đi mà dứt khoát ngồi bên ngoài cổng khối chính quyền huyện, khi thấy người đi qua thì liên tục mở miệng chất vấn, hỏi xem ai là quan chăm lo cho dân chúng. Khi đó nhận được điện thoại của lãnh đạo phòng văn thư của huyện, Bí Thư Lý tranh thủ đặt điện thoại xuống chạy lên huyện đón người. Với thể chế hiện tại thì phòng văn thư cũng được một phiếu phủ quyết, thế cho nên khi gặp ông lão họ đỗ ở cổng khối chính quyền huyện, hận không thể giam ông lão này vào trong bệnh viên tâm thần một tháng cho bất lo. Không ngờ người không thể nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không đong bằng đấu, câu tục ngữ này thật sự ứng nghiệm với đỗ lão gia tử đừng nhìn ông lão này râu tóc bạc trắng, gương mặt hơi gầy, hốc mắt hãm sâu mà tưởng rằng chẳng còn tinh lực, không ngờ lại có thân thích là chủ tịch vương. Sớm biết ông lão kia có năng lực lớn như vậy thì Lý Toàn Sinh phải xem là Bồ Tát mới đúng, chỉ sợ hắn đi đường tắt với đỗ lão gia tử sẽ còn tốt hơn liều mạng công tác ở xã rất nhiều lần. Lúc này Lý Toàn Sinh thật sự hối hận, chỉ cảm thấy hối hận biên cuồng. Một con đường quá tốt mà mình lại bỏ qua, đây không phải là ngồi trên núi vàng còn đi ăn xin sao biết đâu ông lão kia vui sướng sẽ nói tốt cho mình vài câu trước mặt chủ tịch vương, khi đó mình sẽ trèo lên cành cây cao của chủ tịch vương. Ôi, rõ ràng là mình có mắt không trồng, còn bà nó, xem ra sự việc này là một núi tiếc lớn. Người ta nói tri thức là sức mạnh, bí thư lý cảm thấy căn bản không nên tin vào những lời này. Vì trong quan trường thì quyền thế là sức mạnh, nhưng sau khi sự việc liên quan đến đỗ lão gia tử phát sinh, hắn thật sự không thể không xác nhận tin tức mới là sức mạnh chủ tịch vương, tôi đến đây để xem anh có gì phân phó hay không. Lý Toàn Sinh nở nụ cười cực kỳ chân thành, sau đó dùng giọng cung kính xin chỉ thị nói. Anh về trước đi. Vương tử quân khẽ khoát tay áo với Lý Toàn Sinh, tỏ ý cho đối phương quay về. Lý Toàn Sinh lên tiếng đồng ý, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà, trước khi đi còn khẽ đóng cửa lại. Chủ tịch thành phố, vừa rồi bí thư Lý gọi cậu là chủ tịch thành phố sao? Đỗ Tam thúc chừng mắt nhìn Vương Tử Quân, Lão căn bản không để ý ly rượu trong tay đã đổ mất một phần. Vương Tử Quân nhìn thấy đỗ ngọ thành trừng mắt nhìn mình, hắn hoàn toàn hiểu được lời của Đỗ Tam Thúc, thế là cười cười nói: "Tam Thúc, bây giờ cháu công tác ở thành phố Đông Bộ." Đỗ lão ra từ lúc này cũng có chút ngồi không yên, lão cũng không ngờ Vương Tử Quân là một vị chủ tịch thành phố. Tuy bây giờ lão đã lớn tuổi nhưng cũng không kém hiểu biết hơn người còn trẻ, chủ tịch thành phố là chức vụ gì thì lão hiểu rất rõ ràng nếu như không phải vừa rồi bí thư lý gọi vương tử quân là chủ tịch thành phố đỗ ngọ thành cũng sẽ không tin vương tử quân là chủ tịch thành phố ông đỗ chủ tịch chính là chức vụ công tác của cháu cháu đến chỗ ông sẽ là cháu nội của ông mà thôi vương tử quân cầm lấy ly rót rượu cho đỗ ngọ thành sau đó khẽ nói đỗ ngọ thành dù sao cũng là người từng trải qua sinh tử chiến trường lão nhanh chóng bình tĩnh lại nhưng đỗ tam thúc là cán bộ thôn lão nâng ly rượu vương tử quân rót cho mình mà khó thể nào bình tĩnh trở lại lão thầm nghĩ vừa rồi mình không những cùng ngồi uống rượu với chủ tịch thành phố thậm chí còn mở miệng gọi đối phương là cháu cực kỳ thuận miệng tử quân chuyện tiểu long có thể nắm chắc chứ đỗ ngọ thành uống một ngụm rượu rồi không nhịn được phải hỏi vương tử quân ông đỗ đối với sự kiện này pháp luật có quy định rõ ràng chúng ta cứ làm theo pháp luật là được vương tử quân nói rồi nâng ly rượu lên ông Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ đi lên tòa án yêu cầu phân xử, hôm nay mọi người chú ý uống rượu cho vui vẻ. Ý nghĩ muốn uống rượu vui vẻ của Vương Tử Quân thật sự rất hay thế nhưng chấp hành lại rất khó khăn. Còn chưa uống được bao nhiêu thì tiếng gõ cửa vang lên, lần này có một nhóm người đi vào, kẻ nào cũng nở nụ cười rạng rỡ bí thư lý là người đi sau cùng. Người đi đầu tiên chính là bí thư Quách Đông Lượng huyện Nguyên Lộc. Bí thư Quách Đông Lượng có thân hình cao lớn, giọng nói rất lớn, cũng là một người có tư cách trong số các vị bí thư hai quận 6 huyện trong thành phố Đông Bộ. Khi tiết Diệu Tiến còn là bí thư thị ủy Đông Bộ thì Quách Đông Lượng là người nổi tiếng mạnh mẽ cường thế, có người còn nói sở dĩ người này có thể ngồi trên vị trí bí thư huyện ủy nhiều năm cũng là vì có tác phong công tác quá bá đạo, quá mạnh mẽ. Trước kia khi Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ thì đã từng gặp địch Quan Long, nhưng hai bên cũng không có quá nhiều liên hệ. Đứng phía sau Quách Đông Lượng chính là chủ tịch Lâm Cát Vĩ. Chủ tịch Lâm Cát Vĩ có nhiều liên hệ với Vương Tử Quân hơn Quách Đông Lược, thế nhưng lúc này hắn cũng không tiến lên tranh giành với bí thư Quách. Sau lưng hai người bọn họ chính là vài vị lãnh đạo huyện Uyên Lộc, đám người dùng ánh mắt tràn đầy cung kính nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thật sự không hài lòng về công tác của huyện Uyên Lộc với vấn đề của Đỗ Gia, hắn gật đầu với Quách Đông Lượng nói. Bí thư Quách, vừa rồi tôi đã nói chuyện với bí thư Lý, tôi đến đây để thăm trưởng bối, các anh cũng đừng huy động nhân lực đến đây, Mọi người cứ bận rộn công tác của mình đi. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân rất nhạt, điều này làm cho quách đông lượng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Trên đường đến đây hắn đã căn bản nghe rõ sự việc của Đỗ gia, hắn vừa mắng đám thuộc hạ vừa thầm kêu không may. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này dù sao cũng đã xảy ra, nhưng vì sao đối phương lại là thân thích của chủ tịch Vương? Chủ tịch Vương, khó có cơ hội ngài đến huyện Uyên Lộc một chuyến thế nên vừa nghe nói ngài đến thì chúng tôi đều hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, đến bây giờ còn chưa dùng cơm, ngài cũng không thể để cho chúng tôi chết đói được. Hơn nữa trưởng bối của ngài thì cũng là trưởng bối của tôi, nếu đã đến đây thì cũng phải kính lão ra tử một ly chứ. Địch quan Long tuy nổi tiếng cường thế nhưng lại xem xét rất kỹ, hắn đối mặt với vị chủ tịch có thể làm thay đổi cả hệ thống quan trường trong thành phố đông bộ thì thật sự căn bản không có chút cường thế nào cả. Bí thư Quách vừa giải thích với Vương Tử Quân vừa cầm một chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó hắn cười giải thích với Đỗ lão gia tử. "Lão gia tử, tôi đói bụng xin ngài miếng cơm, ngài cũng không phản đối chứ?" "Ngồi xuống cùng ăn đi." Đỗ lão gia tử tuy không biết Quách Đông Lượng là bí thư huyện ủy, thế nhưng nhìn bí thư Lý đi theo bên cạnh mà không dám lên tiếng, lão cũng biết đối phương có lai lịch không nhỏ. Tuy lão rất có ý kiến với đám cán bộ huyện, thế nhưng lão vẫn là một người đân trong huyện căn bản không dám đắc tội với quan viên địa phương. Vương Tử Quân nhìn Quách Đông Lượng đã ngồi xuống, hắn cầm đũa chỉ về phía bí thư Quách nói: Ai cũng nói anh Quách giỏi công tác, tôi thấy rõ ràng là nói dễ nghe hơn làm. Vương Tử Quân cười, Quách Đông Lượng thở dài một hơi. Hắn đã có chuẩn bị với sự việc của Đỗ gia, lúc này chủ tịch Vương có thể cười, căn bản là sự việc có dư âm cứu vãn. Chủ tịch Lâm cũng ngồi xuống cùng ăn đi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lâm Cát Vĩ rồi không nói gì thêm. Lâm Cát Vĩ tất nhiên hiểu ý của Chủ tịch Vương, hắn đưa mắt nhìn bí thư quách đông lược, sau đó phất tay với đám người bí thư lý ở phía sau. Đám người bí thư lý vội vàng nở nụ cười với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng rời khỏi đỗ ra. Lão gia tử, ngày năm nay thọ bao nhiêu rồi? Quách Đông Lượng lúc này phát huy đầy đủ tài ăn nói vừa được Vương Tử Quân khen ngợi, hắn vừa cầm chai rượu rót cho Đỗ Ngọ Thành vừa cười ha hả lôi kéo làm quen sang năm thì 75. Đỗ lão gia tử tiếp nhận ly rượu của quách đông lượng rồi lớn tiếng nói. Nhìn ngài thật sự rất khỏe mạnh, nếu sau này tôi bằng tuổi ngài và có sức khỏe như vậy, thật sự cảm ơn trời đất. Quách đông lượng mở miệng nịnh hót đỗ lão gia tử, sau đó hắn nâng ly lên nói. Lão gia tử, tôi mời ngài một ly, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đỗ Ngọ Thành tiếp nhận ly rượu của Quách Đông Lượng, lão nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của bí thư Quách, trong lòng hiểu rõ vị bí thư này mời rượu cũng không phải coi trọng mình, chỉ là nể mặt Vương Tử Quân đang ngồi bên cạnh mà thôi. Lão nghĩ đến tình huống cháu trai của mình gặp chuyện không may, chính mình năm lần bảy lượt lên huyện nhưng bị chặn không cho vào, dùng biện pháp gì cũng chỉ có thể phơi nắng ngoài cổng ủy ban, thật sự không tìm được lãnh đạo và căn bản không thể nào giải quyết cho xong. Bây giờ bí thư huyện ủy lại đến mời rượu mình, tuy lão gia tử có chút khó chịu nhưng vẫn tiếp nhận. Đỗ Ngọ Thành biết rất rõ chính mình bây giờ không uống thì quách đông lượng cũng chỉ có thể mỉm cười nhìn mà thôi, nhưng đỗ ra dù sao cũng cần sinh tồn trong thôn đỗ ra khẩu, chuyện lớn có thể tìm vương tử quân, nhưng chuyện nhỏ lại không thể làm phiền chủ tịch thành phố được. Quách đông lượng mời rượu đỗ ngọ thành làm cho bầu không khí bàn cơm tốt hẳn lên. Đỗ tam thúc ngồi bên cạnh chủ tịch lâm cát phí đây là lần đầu tiên lão được ngồi gần và cùng uống rượu với chủ tịch huyệt. Sau khi bí thư quách mời rượu, lão nói với nhị nha đầu đang không biết phải làm sao nhị nha đầu cháu đi tìm thím bắt vài con cá sau đó làm thêm vài món quách đông lượng cũng không buông chai rượu trong tay xuống nhưng tâm tình nóng sốt đã giảm nhiệt được phân nửa hắn là một cán bộ từ cơ sở đi lên hắn hiểu rất rõ càng là lúc này càng phải làm tốt công tác với đỗ gia chỉ cần làm thông công tác với bọn họ xem như cứu vãn được căng thẳng với chủ tịch vương tử quân sự việc sẽ dễ giải quyết hơn khi nhóm vương tử quân đang dùng cơm trong sân Lúc này ngoài sân có một đám cán bộ huyện nguyên lộc còn chưa rời đi, vẻ mặt ai cũng cực kỳ nghiêm túc. Tất nhiên trong số này có những kẻ giả vờ nghiêm túc, nhưng cũng có kẻ thật sự nghiêm túc. "Chủ tịch Hào, anh xem chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bí thư Lý Toàn Sinh thật sự hiểu rõ chuyện gì xảy ra với Đỗ gia, vì thế mà trong lòng như bị mèo cào, nếu bí thư Vương truy cứu việc này, cũng không phải chỉ là phê bình mà thôi. Trên gương mặt béo tốt của chủ tịch Hào cũng vã đầy mồ hôi không biết có phải vì thời tiết nóng bức hay không mà trong lòng cực kỳ sốt ruột. Hắn nhìn vẻ mặt lo sợ bất an của Lý Toàn Sinh, hắn cố gắng tỏ ra chấn định nói. Mất bò mới lo làm chuồng, thời gian cũng không quá muộn. Anh đừng quá lo lắng, sự việc sẽ sớm được giải quyết, trời sập thì sẽ có người tuyến trên chống đỡ. Người bên trên chống đỡ. Lý Toàn Sinh nhìn dáng người mập mạp và lùn hơn mình của Phó Chủ tịch Hào, trong lòng không khỏi thầm oán, việc này gõ lên đầu ai còn chưa xác định, chủ tịch Hào Anh thì biết cái gì. Chưa nói những thứ gì khác, kẻ nào ra tay xử lý vụ này sẽ trở nên nổi tiếng. Tuy bí thư lý nghĩ như vậy nhưng biểu hiện vẫn rất tôn trọng lãnh đạo, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi bí thư lý toàn sinh đang cực kỳ yêu sầu thì đám nhân viên công tác của xã chuyển đến vài thùng nước mát, đám lãnh đạo đang chờ nào chịu nổi cơn nóng. Thế là cả đám lấy nước uống thả cửa. Chủ tịch Hào uống hơn nửa chai nước, mồ hôi trên mặt giảm đi khá nhiều sau khi thở dài một tiếng cực kỳ thoải mái hắn quay sang nhìn gương mặt mất hồn của bí thư lý toàn sinh không nhịn được nói bí thư lý anh không thể ngồi xuống ổn định một chút sao anh đi tới đi lui như vậy tôi cũng cảm thấy bức bối tôi đã nói với anh rồi sự việc này có liên quan gì đến anh anh cần gì phải gấp hơn nữa vừa rồi tôi đã gọi điện thoại với lưu lão nhị hắn nói nên chữa bệnh thì chữa nên bồi thường thì bồi thường giải quyết thế nào hắn cũng chịu. Anh còn đi tới đi lui ở đây, không phải đang cố ý làm tôi không yên sao. chương 522, lớn gan hơn một chút, nhanh chân hơn một chút. Bí thư lý dùng giọng bất an nói. Chủ tịch Hào, tôi nghe nói hôm nay chủ tịch Hà bọn họ đến thôn đỗ ra khẩu. Ôi, chúng ta cũng đừng quá quan tâm, nhà này trùng hợp là người thân của chủ tịch Vương, chỉ có thể nói là người ta thật sự quá tốt số, dựa lưng vào cây cổ thụ, người ta chạy đi tố cáo làm gì không phải muốn đòi tiền sao lưu gia có tiền muốn bao nhiêu mà chẳng có còn phải quan tâm làm gì tiền đưa đến thì chủ tịch vương cũng có mặt mũi anh ấy sẽ tiếp tục náo loạn với lưu gia sao chủ tịch hào nói xong thì trên mặt có chút đắc ý bây giờ hắn dù đang an ủi bí thư lý thế nhưng cũng không thể không phục chính mình bí thư lý dùng ánh mắt bội phục nhìn chủ tịch hào thật sự là như vậy chủ tịch vương cánh không có lý do gì để đắc tội với lưu gia nếu chủ tịch vương có thái độ dàn xếp ổn thỏa, như vậy thì quá tốt, bọn họ cũng không phải chịu trách nhiệm gì cả. Lý Toàn Sinh nghĩ như vậy và cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, hắn lập tức nhớ đến vị trí bí thư đảng ủy xã của mình. Hắn đưa mắt nhìn vị chủ tịch xã đang đi chào hỏi các vị lãnh đạo huyện, thế là trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn gọi thư ký đảng ủy xã đến, dặn dò người này tranh thủ thời gian sắp xếp người chuẩn bị thức ăn cho lãnh đạo huyện. Chủ tịch Hà hôm nay là người thiệt hại nặng nhất, hắn là một vị phó chủ tịch xã, hắn căn bản không có bối cảnh gì. Hắn muốn tiến lên làm phó chủ tịch xã cũng phải đâm đầu xuống đất trồng mông lên trời công tác nhiều năm ở xã, bây giờ sự việc phát sinh, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình sẽ biến thành pháo hôi hy sinh cho lãnh đạo. Hắn không đi tìm bí thư lý mà đến lôi kéo Lưu Trí Bân, dù thế nào cũng yêu cầu đối phương sắp xếp thỏa đáng việc này cho mình. Gương mặt Lưu Trí Bân cũng cực kỳ âm trầm, đã sớm không còn tâm tư khoác lác. Lưu Trí Bân vừa rồi gọi điện thoại đã bị mắng một chập, vị nhị thúc mà hắn không chỉ một lần khoe khoang rất thương mình đã chửi mắng tổ tông tám đời nhà hắn. Dù Lưu Trí Bân rất muốn nhắc nhở nhị thúc là thật ra tổ tông 18 đời của hai người là như nhau, thế nhưng khi thấy nhị thúc nổi giận như một con sư tử, hắn vẫn nhẫn nhịn không dám lên tiếng. Thật sự con bà nó quá tà dị, lão già họ đỗ kia sao lại có quan hệ với chủ tịch thành phố? Con bà nó, có quan hệ như vậy sao không nói sớm? cần gì phải ra tay sau mà đến trước, con bà nó đúng là hãm hại người. Tuy Lưu Trí Bân cư xê kỳ căm hận nhưng bây giờ dù hận cũng không còn tác dụng, một người là người thân của chủ tịch thành phố, đây là thế lực mà hắn không thể chống đỡ được. Nghĩ đến tình huống nhị thúc đang vội vàng chạy từ thành phố đông bộ đến nơi này, hắn thầm nghĩ đợi sự việc được xử lý xong, chính mình nên thừa nhận sai lầm với nhị thúc như thế nào cho phải. Nhưng Lưu Trí Bân lại căn bản không lo lắng đến hậu quả của sự việc, tốt xấu gì hắn cũng đã làm việc với nhị thúc được hai năm, hắn biết năng lượng của chú mình là như thế nào. Những năm qua nhị thúc của hắn kinh doanh rất tốt, chủ tịch thành phố thì như thế nào? Không phải cũng là người sao, chỉ cần có tiền và nhị thúc ra mặt là xong, hơn nữa đằng sau còn có đại thúc bao phủ. Chủ tịch Hà, cũng đừng phiền não nữa, tôi đã nói rồi, nhị thúc đang chạy đến. Chúng ta sẽ không có việc gì cả, phiền toái này sao lại tìm đến chứ? Không phải là tự mình đa tình sao? Lưu Trí Bân thấy chủ tịch Hà phiền muộn không nói lời nào, thế là dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Cậu Trí Bân, chuyện này tôi cũng ra ta vì giám đốc Lưu, nếu có động tính gì xảy ra, ngài có khả năng chống đỡ được, nhưng tôi đây là cây nhỏ không chịu được gió lớn. Chủ tịch Hà lúc này đã là cỏ mọc đầu tường, chỉ cần đối phương có năng lượng mạnh hơn, dù hắn có suy xét thế nào cũng vô dụng, không thể làm gì hơn. Trời dần tối, từng chiếc xe rừng bên ngoài thôn đỗ ra khẩu. Sau nhiều năm thì đây là lần đầu tiên thôn Đỗ Gia Khẩu chào đón tình cảnh đồ sộ như vậy, đám thôn dân thật sự rất tò mò với đoàn xe kia, bọn họ nhìn ra ngoài thông qua khe cửa hẹp, sau đó vội vàng đóng chặt cửa. Tuy rất nhiều người có cùng ý nghĩ như Chủ tịch Hào, thế nhưng lúc này tiệc rượu trong sân Đỗ Gia Vân chưa tiêu tán thì tâm thần bọn họ vẫn khó thể nào yên được. Nếu Chủ tịch Vương truy cứu sự việc, chỉ sợ sẽ không thể nào xong việc. Tuyết tuyết tuyết, tiếng còi xe hơi vang lên, hai ánh đèn sáng trói từ đầu thôn chiếu đến hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Vài phút sau một chiếc Audi màu đen xuất hiện trước mắt mọi người. Xe vừa dừng lại thì một tên thanh niên ngồi phía sau nhanh chóng chạy ra, hắn nhanh chóng mở cửa tay lái phụ, một người đàn ông hơn 40 mặc áo sơ mi hồng ngắn tay bước xuống xe. Khi thấy người đàn ông kia thì hai mắt chủ tịch hào chợt lóe lên hào quang, hắn cũng bất chấp phong độ mà tiến lên trước mặt đối phương rồi dùng giọng nóng như lửa đốt nói. Giám đốc lưu, Cuối cùng anh cũng đã đến, Chủ tịch Vương đang ở bên trong. Lưu Siêu Cử nhìn gương mặt đầy nóng bỏng của Chủ tịch Hào, hắn nào không biết rõ tâm tư của đối phương. Trong lòng dù có chút xem thường bộ dạng ra vẻ ta đây của Chủ tịch Hào, thế nhưng hắn vẫn vung tay lên nói. "Chủ tịch Hào, cũng không có chuyện gì, tôi đi gặp Chủ tịch Vương cái đã, lát nữa sẽ mời mọi người uống rượu xem như an ủi." Chủ tịch Hào nghe thấy những lời như đã có dự tính từ trước của Lưu Siêu Cử, tâm tư căng cứng cũng dần bình tĩnh lại. Hắn còn muốn nói vài câu với giám đốc Lưu, thế nhưng lúc này Lưu Siêu Cử đã đi về phía cánh cổng mục nát bên kia. Tên thanh niên đi theo sau lưng Lưu Siêu Cử định đưa tay mở cửa, Lưu Siêu Cử vung tay cản lại, hắn dùng tay khẽ gõ lên cánh cửa cổ. Cửa mở ra, Lưu Siêu Cử đi vào. Sau khi Lưu Siêu Cử đi vào thì đám cán bộ huyện Uyên Lộc ở bên ngoài bắt đầu nghị luận ồn ào. Người kia là Lưu Siêu Cử, nghe nói người này lên xe chỉ ngồi phía trước, chỉ muốn nhìn thấy rõ những gì trước mắt. Một tên cán bộ thanh niên trong xã nhìn Lưu Siêu Cử đi vào bên trong, không khỏi nói thầm với tên đồng sự ở bên cạnh. "À, tôi cũng nghe nói như vậy, sự việc hôm nay coi như xong, nếu Lưu Siêu Cử đã đến đây thì cũng không cần phải dây dưa thêm. Người này đã làm nhiều công trình, đừng nói là người gặp tai nạn lao động ngã gãy xương, dù là chết người thì hắn cũng có thể xử lý được ổn thỏa." Một tên cán bộ nói đến đây thì cảm thấy minh lỡ miệng hắn vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng lời nói của người này lại khơi lên hứng thú của tên cán bộ kia, hắn cười hì hì nhìn bạn mình, lại mở miệng hỏi về những chuyện đã từng xảy ra. Lưu siêu cử tất nhiên sẽ không nghe được những lời nghị luận bên ngoài, hắn đi vào trong đỗ ra mà thầm cảm thấy xui xẻo. Sáng hôm nay tứ đệ của mình đắc tội với vương tử quân, chính mình vừa gọi điện thoại xin lỗi, bây giờ đến tối lại xảy ra chuyện lớn thế này cho đến bây giờ Lưu Siêu Cử cũng không quá quan tâm đến sự việc công nhân làm việc và ngã bị thương, nếu như không phải cháu mình gọi điện thoại đến, như vậy hắn cũng không thèm quan tâm. Có chuyện gì mà tiền không giải quyết được mà cần bản thân hắn phải ra sức. Chỉ là không ngờ người bị tai nạn lao động lần này là thân thích của Vương Tử Quân. Nếu có liên quân tới Chủ tịch Vương, cho dù không phải là chuyện lớn thì cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Dù Lưu Siêu Cử cảm thấy mình không việc gì phải quá e sợ Chủ tịch Vương, thế nhưng vì thể diện mà hắn không thể không chạy đến. Sau khi đi vào trong sân thì Lưu Siêu cử thấy dưới ánh đèn nhàn nhạt chỉ có vài người ngồi uống rượu, vị trí chủ vị là một ông già, vương tử quân ngồi bên cạnh ông lão kia, bên dưới một chút chính là hai vị lãnh đạo huyện Nguyên Lộc. Lưu Siêu cử dù không có quan hệ với vương tử quân thế nhưng hay xem thời sự nên cũng chẳng xa lạ gì vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi này. Hắn lập tức đi nhanh hơn đến bên cạnh bàn, sau đó khách khí giới thiệu mình. Chủ tịch vương, tôi đến đây tự thú tôi thừa nhận sai lầm không làm tốt công tác để sinh chuyện ngài cứ yên tâm sự việc nên xử lý thế nào sẽ được xử lý như vậy chờ sau khi tôi quay về sẽ nhất định dạy cho đám người kia một bài học lưu siêu cử vừa nói vừa nhìn về phía đỗ lão gia tử chào cụ tôi xin nhận lỗi về sự việc đã xảy ra chuyện này đều là lỗi của tôi trước tiên tôi bày tỏ thái độ với ngài chuyện chữa trị cho cháu trai hết bao nhiêu chúng tôi sẽ chi trả bấy nhiêu cũng sẽ không rút bớt một phần nào. Đỗ lão gia tử căn bản chưa từng gặp qua Lưu Siêu Cử, thế nhưng chỉ cần căn cứ vào lời nói của người này, lão có thể đoán được đối phương chính là ông chủ của công ty xây dựng kia. Sau khi nghe lời đảm bảo của Lưu Siêu Cử, lão thầm nghĩ, nếu như khi cháu tôi bị thương và anh nói ra những lời này thì thật sự ấm lòng người đến mức nào. Vương Tử Quân cũng không thèm đưa mắt nhìn Lưu Siêu Cử, hắn nâng ly rượu lên cười cười nói với Đỗ lão gia tử. Ông hai ngày nữa cháu sẽ phái người đưa ông đến thành phố Giang Thị ở chơi vài ngày, hôm nay cũng không còn sớm nữa rồi, ngày mai cháu còn phải đi làm, vì vậy xin phép về trước. Đỗ lão gia tử thấy vương tử quân nâng ly rượu lên thì cũng nâng ly, hai bên khẽ cụm một cái. Hai người bí thư quách cũng có chút sướng sờ, sau đó cũng nâng ly rượu của mình lên. Vương tử quân uống xong ly rượu của mình thì khẽ gật đầu với Lý Cẩm Hồ, sau đó đi ra ngoài cửa, căn bản là không quan tâm đến ý nghĩ của Lưu Siêu Cử. Lúc này Lưu Siêu Cử nhìn Vương Tử Quân xoay người bỏ đi, chỉ cảm thấy máu huyết sôi lên, một cảm giác tức giận bừng bừng trong lòng. Lưu Siêu Cử là ông chủ doanh nghiệp vài năm qua phát triển mạnh mẽ ở thành phố Đông Bộ, cũng xem như tạo dựng được danh tiếng của mình. Hắn thành lập công ty bất động sản và kinh doanh khá êm ả tốt đẹp, ngoài liên quan đến sự bao phủ của ông anh làm thiếu tướng, cũng nhờ hắn đi đủ mọi con đường để bỏ tiền, tặng quà kéo quan hệ thân mật với đầy đủ các vị quan viên lớn nhỏ ở thành phố Đông Bộ. Đám quan viên kia sau khi nhận được lợi ích thì mỗi lần mở miệng là xưng anh em với Lưu Siêu Cử, thậm chí cũng không quá quan tâm khi liên hệ với đám côn đồ Lưu Manh để làm việc cho giám đốc Lưu. Tất nhiên sức mạnh của giám đốc Lưu sẽ liên tục tăng tiến, mỗi khi hắn gặp phải vấn đề khó khăn thì sẽ được người ta dơ cao đánh khẽ, được nhân chính sách thông thoáng, đến nổi hắn càng càng lớn gan, kinh doanh càng lúc càng thuận, tạo nên một vòng tuần hoàn cực kỳ tốt. Khi địa vị của anh trai Lưu Siêu Cử liên tục tăng lên, hắn càng có tư chất để mê hoặc đối phương mà đối tượng sẽ càng thêm khách khí với hắn không ngờ bây giờ hắn chạy đến nhưng vương tử quân căn bản không quan tâm không thèm nhìn giống như không thấy được sự hiện hữu của hương một cảm giác nhục nhã bùng phát trong lòng lưu siêu cử nhìn vương tử quân đang bỏ đi như sao băng trong lòng dâng lên cảm giác kiêng kỵ quách đông lượng và lâm cát vĩ đưa mắt nhìn nhau bọn họ không ngờ chủ tịch vương sẽ không nể mặt lưu siêu cử nhưng nhìn vương tử quân nghênh ngang bỏ đi bọn họ lại thầm nghĩ sự việc nên là như vậy. Lưu siêu cử tính là cái gì? Cho dù bây giờ thì cũng chỉ có anh trai của Lưu siêu cử mới có thể ngồi cùng mâm với Vương Tử Quân, bản thân Lưu siêu cử căn bản còn kém xa chủ tịch Vương. Hơn nữa sự kiện này là Lưu siêu cử làm sai, đấm đá người ta chụp cái rồi lên tiếng xin lỗi là xong sao. Cũng quá đơn giản rồi. Chủ tịch Vương, bây giờ trời đã tối, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trong huyện một tối, sáng mai hãy về thành phố. Quách Đông Lượng nhìn Vương Tử Quân bỏ đi mà tranh thủ thời gian chạy đến cố gắng nói lời níu giữ. Lâm Cát Phí cũng chạy theo khuyên ngủ. "Chủ tịch Vương, điều kiện của huyện Nguyên Lộc không tốt bằng thành phố, thế nhưng lúc này trời đã tối, an toàn vẫn là trên hết. Không bằng ngày đến nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi một chút, ngày mai chỉ đạo công tác của chúng tôi một lát rồi đi cũng không muộn." Vương Tử Quân cũng không dừng chân, hắn nhìn về phía Quách Đông Lượng và Lâm Cát Phí rồi nói: ngày mai tôi còn có chuyện, cung không ở lại đây được. Về sau tôi sẽ chú tâm xem xét công tác của huyện Nguyên Lộc, nhưng tôi hy vọng huyện Nguyên Lộc không những có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế, cũng phải có biểu hiện tốt ở phương diện dân sinh. Vẻ mặt quách đông lượng và lâm cát vĩ chợt có chút mất tự nhiên, hai người bọn họ cũng không ngốc, tất nhiên bọn họ sẽ hiểu ý của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi đứng đây xin nói rõ với ngài sau này huyện Uyên Lộc chúng tôi nhất định sẽ đem vấn đề dân sinh đặt ngang hàng với công tác phát triển kinh tế, nắm chặt dân sinh không thả lòng, vừa muốn là cánh chim đầu đàn phát triển kinh tế vừa làm tốt công tác làm quan phụ mẫu của nhân dân. Quách Đông Lượng là người có tài ăn nói rất tốt, hắn có chút trầm ngâm rồi vỗ ngực đảm bảo. Vương Tử Quân nhìn về phía Quách Đông Lượng rồi cười cười nói. Tốt, bí thư Quách, nếu đã như vậy thì tôi sẽ mỏi mắt trông chờ, tôi tin ban ngành huyện Nguyên Lộc sẽ không làm cho mình thất vọng chiếc xe Audi màu đen chậm rãi khởi động hai luồng sáng phát ra từ đèn xe chiếu sáng con đường tối đen trong thôn Đỗ Gia Khẩu sau đó chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm Vương Tử Quân vừa chạy xe ra khỏi thôn Đỗ Gia Khẩu Quách Đông Lượng đã gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an huyện Nguyên Lộc bí thư Quách yêu cầu cục công an phái ra một chiếc xe cảnh sát chạy trước xe của chủ tịch Vương đảm bảo hộ tống chủ tịch Vương về thành phố an toàn bí thư quách khi quách đông lượng đặt điện thoại xuống thì lưu siêu cử đã đi đến bên cạnh mở miệng chào hỏi quách đông lượng lúc này rất không muốn phản ứng với lưu siêu cử thế nhưng hắn lại không muốn đắc tội với người đứng sau lưng của lưu siêu cử thế là hắn có chút do dự sau đó khẽ gật đầu nói giám đốc lưu tôi thấy sự việc của quý công ty có chút phức tạp sau này cũng nên chú ý đến chất lượng công trình còn phải chú ý đến tố chất cả đám thuộc hạ vâng bí thư quách sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Lúc này trong lòng Lưu Siêu Cử càng có những hương vị khác thường, hắn biết rõ bí thư quách trước nay đều tươi cười khi đối diện với mình vì sao lại trở nên như vậy, thế là cảm giác oán hận vương tử quân lại tăng thêm vài phần. À, vậy thì tốt, Chủ tịch Lâm, lát nữa anh mở hội nghị thường vụ khối chính quyền, cho ra một ý kiến xử lý vụ việc này. Tôi có ý kiến là sự việc đã xả ra, cũng không để đi đường vòng, căn cứ vào thái độ không né tránh vấn đề, cần phải xử lý làm cho sao người nhà của bệnh nhân được thỏa mãn. Quách Đông Lượng cũng không quan tâm đến Lưu Siêu Cử mà trầm giọng nói với Lâm Cát Vĩ. Lâm Cát Vĩ thầm mắng Quách Đông Lượng thật sự dối trá, sự việc mất lực nhưng không thể nào nịnh hót được ai lại ném sang tay mình, vì sự việc nào có dễ dàng gì. Nếu làm thật tốt thì chọc giận anh của Lưu Siêu Cử, dù không phải có ảnh hưởng quá rõ ràng với mình nhưng dù thế nào cũng là một nguy cơ lớn, nếu hắn không làm tốt thì xem như đắc tội với Chủ tịch Vương, như vậy sau này sẽ có ngày tốt lành sao? Lâm Cát Vĩ nghĩ đến tình cảnh như vậy mà hận không thể nhổ vài bãi nước miếng lên mặt quét đông lượng. Nhưng hắn là lãnh đạo thứ hai trong huyện Uyên Lộc Thế nên luôn yếu thế, hắn nào có dư âm để từ chối. Vì vậy dù trong lòng thật sự một ngạt thì hắn cũng chỉ có thể kiên trì cho qua mà thôi. Ông Đỗ, ông cứ yên tâm, tôi đã bắt chuyện với bệnh viện huyện, sang mai bọn họ sẽ đưa xe cứu thương xuống đón Tiểu Long nằm viện, Tiểu Long nhất định sẽ được chăm sóc thật tốt. Quách Đông Lượng đang chuẩn bị nói thêm hai ba câu với Lâm Cát Phí, lúc này thấy Đỗ lão gia tử đứng lên chuẩn bị đi vào phòng, thế là nhanh chóng tiến lên cười ha hả nói với Đỗ Ngọ Thành. Đỗ lão gia tử cười khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ bí thư Quách Đông Lượng. Lúc này Quách Đông Lượng dùng hai tay nâng đỡ Đỗ lão gia tử, sau đó dùng giọng chân thành nói: "Ông Đỗ, sau này ngài gặp phải bất kỳ chuyện gì khó giải quyết thì cứ đến huyện ủy tìm cháu, nếu có thể thì cháu sẽ trực tiếp giải quyết cho ngài." nếu không thể giải quyết ngay, cháu sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chủ tịch Vương là chủ tịch thành phố đông bộ của chúng ta, mỗi ngày chủ tịch phải quan tâm lo lắng rất nhiều thứ, cần có nhiều sự việc phải tự tay giải quyết. Vì thế mà ngài cũng đừng khách khí, nếu có việc cũng không nên đến tìm chủ tịch Vương, cứ trực tiếp tìm cháu là được. Đỗ lão ra từ hiểu ý của quách đông lược, lão gật đầu nói. Sau này sẽ không thiếu tình huống làm phiền bí thư quách. Ha ha ha, ngài quá khách khí rồi, tôi là bí thư công bộc của nhan dân huyện Uyên Lộc, mà cái gì gọi là công bộc? Chính là phục vụ nhân dân, nếu ngài không đếm làm phiền cháu, như vậy là có ý kiến với công tác của cháu. Quách Đông Lượng cười ha hả dùng giọng chân thành đáp lời. Quách Đông Lượng nói thêm vài lời ấm lòng với đỗ lão gia tử, sau đó để lại một xấp tiền rồi bỏ di. Khi bí thư quách bỏ đi thì đám cán bộ huyện cũng lần lượt rời khỏi thôn đỗ gia khẩu, đừng nói là bọn họ chưa từng đến thôn nghèo nàn này, thậm chí bọn họ cũng không biết cái thôn này tên gì. Chủ tịch Vương, phía trước có xe cảnh sát chạy mở đường. Thái thần Bân vừa lái xe vừa quay đầu báo cáo với Vương Tử Quân. Có lẽ là xe của huyện Nguyên Lộc. Vương Tử Quân cũng không quan tâm, hắn dùng giọng tự tin nói. Lý Cẩm Hồ khẽ cười rồi nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi có phải ngài quá mức với Lưu Siêu Cử không? Thật sự không nên cho anh ta thể diện, Cẩm Hồ, nếu tôi tỏ ra tha thứ và dễ dãi, không phải đã tỏ rõ thái độ với hắn, đang khích lệ hắn tiếp tục làm như vậy sao? Vương tử quân nở nụ cười lạnh lùng rồi thản nhiên nói. Ngày hôm nay Lý Cẩm Hồ cũng thật sự thấy được nhiều chuyện xảy ra, trong lòng thầm nghĩ nếu một nhà đỗ ra không có sự quan tâm của vương tử quân, như vậy lưu siêu cử căn bản không đến đỗ ra, hơn nữa phiền toái còn liên tục kéo đến. Đối với loại người như Lưu Siêu Cử thì biện pháp tốt nhất là gõ đầu thật mạnh, để cho đối phương nhớ kỹ bài học hôm nay. Chủ tịch Vương, chuyện này ngài định giải quyết như thế nào? Lý Cẩm Hồ thật sự không hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn đành phải mở miệng nói. Nên xử lý thế nào thì xử lý như vậy. Vương Tử Quân ném ra một câu nói lập lờ nước đôi, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện này căn bản là quá bình thường với hắn, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn nhìn biểu hiện của đám người quét đông lượng và lưu siêu cử và hầu như có thể cho ra một kết luận, chuyện này nhất định sẽ được giải quyết viên mãn. Nhưng dù là như vậy thì hắn vẫn cảm thấy nghẹn học, thật sự rất bức bối. Một sự việc quá đơn giản căn bản như thiếu nợ trả tiền thế nhưng lại phải cần một vị chủ tịch thành phố ra mặt mới có thể xử lý ổn thỏa cho dân, đây không thể không phải là một nỗi đau. Hơn nữa vương tử quân có quan hệ với người bị hại, hắn cảm thấy nếu sự việc để lâu không giải quyết thì đỗ ra sẽ tan cửa nát nhà thế cho nên thấy làm việc theo quy củ chỉ là bốn chữ nhưng lại không phải khó khăn bình thường đầu óc phương tử quân liên tục xoay chuyển lúc này rơi hậu hồng la xuân uống vào bụng xem như phát huy tác dụng từng đợt men say bùng lên vương tử quân chợt buồn ngủ chỉ sau một lát đã ngủ vùi sáng hôm sau tỉnh lại vương tử quân cảm thấy đầu có hơi đau và rối loạn nhưng công tác vẫn phải tiếp tục Hắn rửa mặt, vào tủ lạnh lấy vài món làm bữa sáng đơn giản, sau đó ngồi xe đến khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Lúc này ngoài phòng làm việc được quét dọn sạch sẽ vẫn có không ít người đang chờ báo cáo công tác, Phương Tử Quân đưa mắt nhìn, hắn thấy trong số người đến báo cáo có bí thư huyện ủy huyện Nguyên Lộc, là quét đông lượng. "Chủ tịch Phương, suốt đêm qua chúng tôi đã lập tổ điều tra về sự việc liên quan đến Đỗ Long, đồng thời cũng đã điều tra rõ sự việc từ đầu đến cuối." Bây giờ Đỗ Long đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện và nhân viên công tác khả nghi vi phạm kỷ luật đã được xử lý. Phó Chủ tịch Hào được phân công quản lý sự việc này cũng bị xử phạt cảnh cáo. Vương Tử Quân nghe báo cáo công tác của Quách Đông Lược, hắn khẽ gõ tay xuống bàn. Chuyện này nghe qua có vẻ xử lý không tệ, nhưng rõ ràng lại không có chút ý kiến xử ý về công ty bất động sản lập phong. Mình nên nể mặt người ta, đưa công ty bất động sản lập phong lên thật cao rồi khẽ buông xuống, hay là quyết tâm đến cùng, điều tra đến cùng." Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân dù biết mình không nên tạo ra kẻ địch, thế nhưng hắn cảm thấy nếu buông bỏ sự việc như vậy là rất khó chịu. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó ánh mắt vô thức đưa lên người Quách Đông Lượng. "Bí thư Quách, chuyện này xử lý rất tốt, nhưng có một điều tôi cần nhắc nhở, nếu có xí nghiệp có vấn đề về phương diện an toàn sản xuất, anh nên chú ý và xử lý cho nghiêm, phải biết rằng an toàn là trên hết." quách đông lượng lúc này thầm nghĩ chủ tịch vương nói những lời như vậy càng đại biểu tình huống chủ tịch không hài lòng nếu thượng cấp không hài lòng chính mình sẽ phải nhanh chóng thay đổi phương án xử lý khốn nổi xử lý nhân viên công tác nằm trong ban ngành của mình thì khá dễ dàng nhưng muốn xử lý công ty bất động sản lập phong thì không đơn giản như vậy người đứng sau lưng công ty lập phong thật sự không dễ đắc tội an toàn sản xuất là trên hết địch quan long suy xét câu nói của vương tử quân thế là da đầu chợt run lên Hắn hiểu ý của Vương Tử Quân, chính là sự việc này không thể bỏ qua, phải điều tra đến cùng, công ty bất động sản Lập Phong phải trả giá vì hành vi của mình. Lúc này Quách Đông Lượng thật sự muốn khuyên nhủ Vương Tử Quân, chuyện này nên cứ xử lý như mình nói cho xong. Thế nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của chủ tịch Vương, hắn nhanh chóng nuốt những lời mình định nói vào trong bụng. "Vâng, chủ tịch Vương, sau khi quay về thì chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc vụ này." sẽ tiến hành xử lý thật nghiêm những xí nghiệp làm rối loạn trật tự kỳ cương. Quách Đông Lượng càng nói càng lớn, nhưng giọng nói này của hắn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không đủ lo lắng. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ khẽ gật đầu. Thấy Vương Tử Quân không nói thêm điều gì, Quách Đông Lượng ngồi thêm một lát rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Quách Đông Lượng thật sự cảm thấy rất đau đầu, nhưng dù sao hắn cũng là bí thư huyện ủy huyện Uyên Lộc nhiều năm, sau khi đau đầu thì hắn nhanh chóng đổ bệnh một cách cực kỳ quang vinh. Trước khi đi thủ đô kiểm tra sức khỏe, bí thư Quách dùng giọng mất hết sức lực gọi chủ tịch Lâm Cát Vĩ đến, nhắn nhủ chủ tịch Lâm phải nắm chặt công tác an toàn sản xuất, không được nuông chiều tất cả vấn đề phát sinh trong phương diện an toàn sản xuất, phải điều tra đến cùng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lâm Cát Vĩ tuy thầm chửi chó má nhưng không thể không thực hiện, dù hắn cũng rất muốn mình sinh bệnh thế nhưng chiêu thức này đã bị bí thư Quách sử dụng, bây giờ không thể tiếp tục. Bí thư Quách đã đi khám bệnh, trong huyện không thể không có người chủ trì công tác, dù hắn muốn trốn đi cũng phải chờ bí thư Quách khỏe mạnh quay về. Lâm Cát Vĩ cố tình kéo dài sự việc ra một chút, hắn mở hội nghị an toàn sản xuất trong phạm vi toàn huyện, càng đưa ra 5 yêu cầu cho những xí nghiệp trong huyện, yêu cầu đám người đến tham gia hội nghị phải kiên quyết chứng thực năm yêu cầu, ngăn chặn những vấn đề xảy ra trong công tác an toàn sản xuất những hành vi oanh liệt của lâm cát vĩ ở bên này tất nhiên sẽ không lừa đựa những người hữu tâm luôn chú ý quan sát lưu siêu cử chính là một trong những người như vậy dù hắn cảm thấy sự việc sẽ không xảy ra vấn đề nhưng dù sao vẫn chưa đến lúc cuối cùng hắn cẩn thận xem xét động tĩnh ở huyện uyên lộc nhưng khi tinh thần hội nghị của lâm cát vĩ chuyển đến hắn biết hội nghị kia mở ra là vì chĩa vào công ty lập phong của mình xem ra có người muốn nắm chặt tóc của mình không buông tha Lưu Siêu cử nhìn Lưu Trí Bân đứng bên cạnh mình cực kỳ quy củ, hắn vỗ bàn thật mạnh nói. Chú, người ta đã muốn hướng về phía chúng ta, như vậy chúng ta phải cho bọn họ một bài học, cho bọn họ biết công ty lập phong chúng ta cũng không dễ trêu vào. Lưu Trí Bân vốn là một kẻ chuyên gây chuyện, hắn thấy chú mình bị chọc giận thì mở miệng giật dây châm dầu vào lửa. Bốp, Lưu Siêu cử vỗ tay vào đầu Lưu Trí Bân không chút khách khí, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Trí Bân, sau đó trầm giọng nói cho vương tử quân một bài học lấy gì cho hắn bài học cũng không nhìn rõ chính mình tôi nói cho cậu biết cậu phải biết động não một chút lưu trí bân nhìn vẻ mặt tức giận của lưu siêu cử không phải biểu hiện vừa rồi của ngài là muốn cho đối phương một bài học sao tôi chẳng qua chỉ nói vài hai câu mà thôi ngài nổi nóng với tôi làm gì có bản lĩnh thì đến mà nổi nóng với vương tử quân tuy lưu trí bân thẩm oán lưu siêu cử nhưng biểu hiện lại cực kỳ biết vâng lời nhị thúc cháu thấy nó chẳng là cái gì cả, nhưng thật sự là hướng về phía ngài. Tất nhiên là hướng về phía mình, Lưu Siêu cử nghĩ một lát rồi vuốt vuốt gương mặt mình. Hắn thầm nghĩ, mình cũng không đủ độ nặng, xem ra nếu muốn chủ tịch vương buông tay, ít nhất phải có những phương án khác tốt hơn. Trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn suy xét một lúc lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên. Chúng ta không được thả lỏng công tác giáo dục lý luận, đồng thời chúng ta cũng phải đẩy mạnh công tác chứng thực phát triển kinh tế, cố gắng trong năm nay. Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch nghe những lời phát biểu của Đồng Quốc Khánh để tổng kết hoạt động học tập lý luận lần này, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hai người nhập gánh công tác đã được hơn hai tháng, khoảng thời gian này hoạt động thúc đẩy học tập lý luận đã chuyển qua nhiều công đoạn. Tuy chuyện học tập lý luận thế này chẳng qua chỉ làm cho cán bộ công nhân viên ghi thêm vài dòng vào sổ tay, chỉ là hình thức mà thôi, Thế nhưng có một điều không thể xem nhẹ, Đồng Quốc Khánh thông qua phương thức học tập tập trung này để đẩy mạnh lực ảnh hưởng của mình vào trung tâm thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh nhận chức bí thư thị ủy Đông Bộ được hơn 2 tháng, thời gian 2 tháng đã làm cho cái tên của bí thư xâm nhập lòng người, được người ta nhắc đến nhiều và trở nên quen thuộc. Dù đánh giá của mọi người là không đồng nhất, thế nhưng cũng không thể phủ nhận hoạt động đẩy mạnh học tập lý luận đã đạt được đúng mục đích mà bí thư Đồng Quốc Khánh cần có được xem ra trong chính trị có thể giả nhân giả nghĩa chiếm được thanh danh, thế nhưng muốn giả nhân giả nghĩa như vậy thì cần có một hành động cực cao. Đẩy mạnh xây dựng phát triển khu quy hoạch kỹ thuật cao, đẩy mạnh tu sửa đường xá, từng hạng mục công tác được phát ra từ miệng bí thư đồng quốc khánh, những công tác này được bí thư đồng yêu cầu hoàn thành trước Tết. 10 phút sau bí thư Trúc Phu Bình lên tiếng tuyên bố thắng lợi kết thúc hội nghị tổng kết công tác học tập lý luận của thành phố Đông Bộ. Khi Vương Tử Quân sóng vai đi cùng bí thư Đồng Quốc Khánh xuống đài, Đồng Quốc Khánh Trần nói. Chủ tịch tử quân, công tác của khối chính quyền thành phố 6 tháng cuối năm là khá căng, nhiệm vụ cũng nặng nề, rất nhiều công tác nếu không được chứng thực sẽ trở thành lời nói suông. Hai khối thị ủy và chính quyền chúng ta đã có lời khẳng định, như vậy chúng ta cũng cần công tác chứng thực cho tốt. Vương tử quân nhìn Đồng Quốc Khánh ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, hắn cười nhạt nói. Bí thư đồng, tôi đồng ý đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố, nhưng công tác xây dựng một quận mới phải chậm lại một chút. Dù sao nếu chúng ta thành lập một quận mới cũng có hàng loạt vấn đề phát sinh, không phải làm một lần rồi xong. Chủ tịch Vương, tôi thấy thái độ trên phương diện này đã là rất tốt nhưng trên phương diện phát triển kinh tế thì còn chưa được tốt lắm. Lúc này các thành phố chung quanh Đông Bộ đang phát triển theo từng ngày, thành phố Đông Bộ chúng ta tuy có cơ sở tốt nhưng nếu rơi vào trong tay chúng ta mà đi xuống, như vậy sẽ bị người ta đâm vào cột sống trách nhiệm như vậy rõ ràng là hai chúng ta cũng không đảm đương được. Đồng Quốc Khánh tuy vẫn mang theo nụ cười thế nhưng ý nghĩa lời nói mang tính chất phê bình thì không cần nói cũng biết. Vương tử quân chậm rãi dừng bước, hắn cười nhạt một tiếng với Đồng Quốc Khánh rồi nói. Kinh tế muốn phát triển, cũng muốn xây dựng trưởng phòng, tôi đều đồng ý, nhưng đôi khi phát triển quá nhanh sẽ không đạt, làm quá gấp sẽ không xong. Tôi không hy vọng lần này chúng ta làm cho xong để rồi ném lại một cục diện rối rắm cho người đến sau." Vương Tử Quân nói không chút khiêm nhường, điều này không khỏi làm cho gân xanh nổi lên trên đầu của Đồng Quốc Khánh. Khi hoạt động giáo dục lý luận được đẩy mạnh thì địa vị của bí thư Đồng Quốc Khánh trong thành phố càng thêm ổn định, tất nhiên không có người đứng trước mặt hắn nói những lời trái ngược. Lúc này hắn nghe thấy Vương Tử Quân mở miệng phản đối chính kiến của mình, thế là trong lòng cực kỳ không thoải mái. Chủ tịch Vương Rốt cuộc dựa theo phương pháp nào để phát triển, điều này cũng không phải là Vương Tử Quân Anh hay Đồng Quốc Khánh tôi có thể quyết định, nó phải là quyết định của toàn bộ nhân dân thành phố Đông Bộ. Tôi thật sự không muốn vì có một vài người làm việc quá cẩn thận, quá bảo thủ, mà biến thành tội nhân gây cản trở cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh nói ra những lời này rồi nhanh chóng đi về phía chiếc xe của mình. Vương Tử Quân nhìn Đồng Quốc Khánh bỏ đi mà trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, khi hắn nở nụ cười thì Lưu Nham Phú khẽ đi đến bên cạnh. Chủ tịch Vương, có thể thấy ngài đang chẳng vui vẻ gì. Lưu Nham Phú chính là vị cán bộ cấp phó sở đầu tiên hướng về phía Vương Tử Quân khi mới chân ướt chân giáo đến thành phố Đông Bộ. Trong phân công khối chính quyền thành phố thì Lưu Nham Phú là phó chủ tịch chủ quản tài chính và xây dựng. Tuy hắn là một vị chủ tịch thứ hạng ở sau cùng, thế nhưng vì nắm hai ban ngành quan trọng, lại có quan hệ tốt đẹp với Vương Tử Quân, thế nên được người ta tự xưng là phụ tá đắc lực của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn nụ cười xấu xa của Lưu Nham Phú thì không khỏi sinh ra xúc động cho đối phương một đấm, rõ ràng thấy mình và Đồng Quốc Khánh tan dã mất vui lại nói ra những lời trêu chọc như vậy, không phải đang cố ý chọc giận mình sao. Thấy gương mặt không tốt của Vương Tử Quân, Lưu Nham Phú lên tiếng chặn lại. Chủ tịch đại nhân ó phải đang mất hứng không? Vậy không bằng nghe thuộc hạ kể một câu chuyện vui để thả lỏng một chút. Vương tử quân thật sự bị gương mặt cười tươi hớn hở của Lưu Nham Phú chọc cười, hắn khẽ lắc đầu, lại cố ý trang nghiêm nói. Anh đúng là còn dám trêu chọc cả chủ tịch, được rồi, tôi xem như nể mặt anh, anh kể đi. À, câu chuyện thế này, có một vị lãnh đạo thích cải trang vi hành. Một buổi sáng nọ anh ta cố ý thay đổi cách ăn mặc rồi ra đường chạy bộ. Sau khi chạy một vòng thì đụng mặt một công nhân đang quét dọn vệ sinh. Vị lãnh đạo thấy gần đây mình đã làm được khá nhiều công tác với vấn đề vệ sinh môi trường, thế là hỏi nữ công nhân vệ sinh môi trường, hỏi xem chỉ có cảm thấy gần đây thành phố sạch sẽ lên hơn trước không. Nữ công nhân ngày thường cũng không hay xem thời sự, nào biết bộ mặt bí thư thị ủy là như thế nào. Lúc này nghe thấy có người hỏi, nữ công nhân cũng không ngẩng đầu mà chửi ầm lên, này, không sạch sẽ sao được. Từ ngày tên Ôn con kia đến thành phố này nhận công tác, trước kia tôi đi làm lúc 5 giờ mỗi ngày quét ba lượt, nhưng bây giờ tôi phải rời khỏi nhà từ lúc 3 giờ, lại còn tăng cả tiền phạt, đúng là không ra thể thống gì. Ha ha ha, Lưu Nham Phú nói xong cũng không chờ Vương Tử Quân nở nụ cười mà sớm mở miệng cười ha ha, nhưng sau khi cười hắn mới phát hiện Vương Tử Quân căn bản không nói một lời nhìn mình, thế là hắn kỳ quái hỏi. Một chuyện hay như vậy mà Chủ tịch Vương không thấy buồn cười so. Buồn cười hay không có lẽ không phải là những người ở trên vị trí như chúng ta bình luận vương tử quân nói rồi khẽ kéo cửa xe chuyện này cũng đừng nên nói ra ngoài nếu không bí mật khó giữ nhiều người biết đến chỉ sợ sẽ rơi vào trong tai của người ta tôi luôn có giác ngộ như vậy tôi và chủ tịch vương không phải là cỏ trên đầu tường cùng ngã về một hướng sao chẳng lẽ chủ tịch vương sẽ tố cáo tôi lưu nham phú cười hì hì dùng giọng hồn nhiên không quan tâm nói vương tử quân nhìn bộ dạng của lưu nham phú rồi lắc đầu nói là ai biên ra câu chuyện kia thật sự là người làm cho người ta phải chán ghét. Ôi, chủ tịch Vương, ngài sao lại biết đây là câu chuyện tự biên, khẳng định nó không phải là thật. Lưu Nham Phú giống như không đồng ý với câu nói tự biên của Vương Tử Quân, thế nên nói có hơi lớn hơn vừa rồi một chút. Anh cảm thấy sự việc như vậy có thể xảy ra sao? Vương Tử Quân nhìn Lưu Nham Phú, sau đó cười hỏi. Lưu Nham Phú cũng cười cười, cũng không nói thêm lời nào. Khi hai người quay về xe của mình, Phó Chủ tịch Trương Thông chợt tiến lên nói. Chủ tịch Vương, tôi có một công tác cần báo cáo với anh. Trương Thông gần đây thật sự rất thường xuyên báo cáo công tác với Vương Tử Quân, dù là những chuyện không phải hắn có thể quyết định cũng tìm báo cáo với Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân cũng hiểu rất rõ vì sao Trương Thông lại làm như vậy. Khi Trúc Phu Bình là Phó Bí Thư huyện ủy, Phùng Trí Trường tiếp nhận vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ, thế là bên khối chính quyền thành phố còn thiếu một vị trí Phó Chủ tịch Thường ủy. Tuy vị trí này không nặng bằng phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng lại nhập vào thường ủy thị ủy. Lúc này một cây củ cải bị nhổ ra, tất nhiên sẽ làm cho đám phó chủ tịch chưa nhập vào thường ủy cảm thấy động tâm, trương thông chính là một trong số đó. Lên xe của tôi báo cáo sao? Tuy vương tử quân không quan tâm đến thái độ của trương thông, thế nhưng trương thông làm như vậy chủ yếu muốn dựa vào mình, hắn cũng phải quan tâm đến cảm nhận của vị trợ thủ này hơn nữa cho người muốn dựa vào mình tiền vào thường ủy cũng phù hợp với lợi ích của Vương Tử Quân. Đồng Quốc Khánh sắp xếp Phùng Trí Trường đến làm phó chủ tịch thường vụ thật sự muốn kiềm chế Vương Tử Quân, hắn cũng không thể ra tay ngăn chặn Phùng Trí Trường, thế nên phải kéo vị trí phó chủ tịch thường ủy về phía mình. Nếu như trong khối chính quyền thành phố có hai vị phó chủ tịch tiến vào thường ủy đều ủng hộ Đồng Quốc Khánh, như vậy công tác của Vương Tử Quân ở khối chính quyền sẽ trở nên bị động. Vương Tử Quân thấy tốt nhất là vị trí thường ủy phải là của Lưu Nham Phú, nhưng Lưu Nham Phú là quyền phó chủ tịch thành phố Đông Bộ, dù phát triển khá mạnh nhưng lực ảnh hưởng lại không quá lớn. Ngoài Lưu Nham Phú thì Vương Tử Quân đã xem xét qua những người khác, trong số đó thì Vương Tử Quân thấy Trương Thông là tương đối phù hợp. Dù sao thì chủ tịch Trương luôn là người theo sát Vương Tử Quân từ khi hắn đến thành phố Đông Bộ. Trương Thông và Vương Tử Quân ngồi song song với nhau sau xe, hắn đưa mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của chủ tịch Vương. Trong lòng thầm có nhiều ý nghĩ. Thế nhưng trước khi họp hắn đã đồng ý với người ta, bây giờ muốn đổi ý cũng khó, chỉ có thể kiên trì mà thôi. Chủ tịch Vương, hôm nay bí thư đồng báo cáo thật sự rất phấn chấn nhân tâm nhưng bước chân có vẻ hơi lớn. Dù tình hình ở thành phố Đông Bộ chúng ta thật sự không sai, thế nhưng muốn phát triển phải tiến lên từng bước, muốn mập cũng phải ăn từng miếng. Có câu bước rộng nếu vượt qua thì tốt, nếu không vượt qua được thì dễ dàng phát sinh vấn đề. Vương tử quân chợt tươi cười, hắn không ngờ Trương Thông lại nói ra một câu như vậy. Hắn dùng ngón tay chỉ vào bộ dạng nghiêm trang của Trương Thông, sau đó cười ha hả nói. Chủ tịch Trương, các đồng chí tuyến dưới quá đứng đắn, không dám nói những lời vui đùa. Theo tôi thấy chủ tịch Trương không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì sẽ đột nhiên nổi tiếng. Trương 523, lợi ích của dân lớn hơn trời. Trương Thông thấy Vương Tử Quân nở nụ cười thì giống như sinh ra cảm giác chút được gánh nặng, trong cơ thể chợt bùng ra khoái cảm, hắn cảm thấy cảm giác này tuyệt hơn bất cứ thứ gì khác. Đến khi bầy không khí hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn lại nói: "Chủ tịch Vương, ngày hôm qua tôi mời vài người cục địa chính dùng cơm, vừa vặn gặp mặt Lưu Siêu cử giám đốc công ty địa chính Lập Phong, anh ta mời tôi vài ly, thật sự làm tôi cảm thấy vài phần men say. Sau đó anh ta nói có chuyện cần nhờ" Tôi vì uống quá vui vẻ nên mạnh miệng đồng ý, nói chuyện công thì không cần tìm tôi, chuyện tư thì có thể. Trương Thông nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân theo bản năng, sau đó mới nói tiếp. "Ôi, ai ngờ Lưu Siêu Cử kia nắm chặt không buông, hắn uống một hơi ba ly rượu, xem như ném tôi lên lò nướng." Anh ta gần đây làm sai chuyện, muốn thừa nhận sai lầm với ngài nhưng không có đủ can đảm, thế cho nên muốn tìm một trung gian để tìm ngài nói vài lời. Vương Tử Quân biết rõ sự việc này tuyệt đối không đơn giản như những lời Trương Thông nói ra, nhưng hắn là người thông minh, hắn cũng không nói thẳng như vậy. Dù sao có một số việc thì mọi người thầm biết trong lòng là được, nếu trực tiếp chọc ra thì sẽ làm cho hai bên cảm thấy khó khăn. Đối với chuyện xử lý tình huống của Đỗ Gia, hai ngày trước Đỗ Lão Gia Tử đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nói rằng Đỗ Long được đưa vào phòng bệnh cao cấp, hơn nữa còn được chuyên gia từ thủ đô đến tiến hành hội chuẩn, chỉ cần giải phẫu thành công thì tháng sau có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chủ tịch Trương, nếu là người khác đến thì tôi sẽ không thể nào quá dễ dàng với vụ này, nhưng nếu anh đã mở miệng, vậy thì nhờ anh chuyển cáo một câu với Lưu Siêu Cử. Vương Tử Quân nói mà trên mặt vẫn luôn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này lại làm cho Trương Thông cảm thấy được áp lực vô hình, hắn vốn đang ngồi sóng vai với Vương Tử Quân, cũng không nhịn được phải xê dịch người, lại nói: "Chủ tịch Vương, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho anh ta. Nói cho anh ta biết, tiền tiêu không hết, một xí nghiệp muốn phát triển mạnh thì phải nhớ kỹ một câu quân tử yêu tài, làm việc có đạo lý, nếu không thì lương tâm khó thể bình an, xí nghiệp phát triển không đi quá xa. Vương tử quân nói không quá lớn nhưng lời hơi khó nghe, thế nhưng Trương Thông nghe vậy thì có chút thả lòng. Chủ tịch Vương nói những lời phê bình thẳng thắn với Lưu Siêu Cử, xem ra sự việc này sẽ không được Chủ tịch Vương truy cứu nữa. Chủ tịch Vương nói rất hay, tôi sẽ chuyển cáo cho lưu siêu cử sau này nếu anh ta còn làm cho ngài tức giận tôi sẽ không tha cho anh ta trương thông vỗ ngực hăng hái nói vương tử quân cười cười cũng không nhắc lại chuyện liên quan đến lưu siêu cử hắn chuyển chủ đề lên sự việc khác trương thông cũng là người thông minh hắn cũng cười nói với vương tử quân về những chuyện phát sinh gần đây trong thành phố đông bộ cũng không tiếp tục mở miệng nói về chuyện liên quan đến lưu siêu cử chủ tịch vương ngài có nghe nói không hôm trước khu quy hoạch kỹ thuật cao bị phê bình, nghe nói nguyên nhân vì cán bộ tham gia học tập lý luận không được chăm chú, không đủ xâm nhập. Bí thư đồng của chúng ta rất tức giận, yêu cầu khu quy hoạch kỹ thuật cao cần phải cho ra chỉnh đốn và cải cách, nếu không sẽ nắm chặt Trương Đảo Long để xử lý. Trương Thông rút ra một điếu thuốc dùng hai tay đưa cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân sao lại không biết rõ ràng lắm về chuyện này? vì chuyện phê bình này mà trương đảo long còn tự mình chạy đến phòng làm việc của hắn để mở miệng phàn nàn điều này tôi biết rõ chủ nhiệm đảo long vì chuyện này mà đến tìm tôi tôi đã phê bình anh ấy phát triển kinh tế chính là quan trọng nhất nhưng cũng không nên buông lỏng học tập cần phải nắm chặt cả hai tay hai tay đều phải cứng vương tử quân vừa đốt thuốc vừa nói một câu hai nghĩa đúng hai tay đều phải cứng ngắc trương thông nghe rõ ý nghĩa lời nói của vương tử quân Hắn cũng nở nụ cười nói. Két, tiếng thắng gấp chói tai vang lên, Vương Tử Quân ngồi ở phía sau chợt cảm thấy cơ thể nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa đã đâm đầm vào hàng ghế phía trước. Chủ tịch Vương, lúc này có không ít người đến vây quanh chỗ này, không biết xảy ra chuyện gì. Thái Thần Bân dừng xe lại rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn theo hướng chỉ tay của Thái Thần Bân, hắn thấy phía bên kia có một đoàn người, không những chắn tất cả xe hơi, thậm chí dù là xe đạp cũng khó thể đi qua chủ tịch vương, để tôi ra xem có chuyện gì. Triệu quốc lương không chờ vương tử quân phân phó, hắn từ trong xe đi ra, sau đó nhanh chóng đi về phía đám người. Trương thông thấy triệu quốc lương thật sự thông minh lanh trí, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch vương, quốc lương thật sự rất tốt, thần bân cũng không tồi, rõ ràng là dưới tay tướng mạnh không có lính hèn. Hai tên thuộc hạ của tôi nếu bằng được một nửa bọn họ thì đã quá đủ rồi. Trương Thông nói một lời tràn đầy nịnh hót với Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng cười nói với Trương Thông. "Chủ tịch Trương, cái này thuần túy chỉ là chút cảm giác tâm lý, người xưa có câu vợ người thì tốt, con người thì ngoan." "Chủ tịch Vương, anh nói như vậy là oan uổng cho tôi, con người của tôi anh cũng biết rồi đấy, thật sự rất luôn thành thật." Trương Thông thấy Vương Tử Quân nói lời vui đùa với mình thì cũng nhanh chóng nở nụ cười, cũng nói một lời vui đùa. Thế là lúc này hắn càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Chủ tịch Vương đã kéo lại gần thêm vài bước. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Trương, là có người nhảy lầu, nhưng mà cũng rất may, lính phòng cháy đến kịp đã cứu được người kia. Triệu Quốc Lương đổ mồ hôi chạy về xe, sau đó hắn trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân chợt thu lại, hắn cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn Triệu Quốc Lương chờ những câu nói tiếp theo. Nghe nói đó là một người nông dân vào thành phố làm công, đã làm được nhiều tháng mà không lấy được tiền lương, con của anh ta lúc này lại đang cần tiền để thi lên đại học. Triệu Quốc Lương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp. Người kia đã nhiều lần tìm ông chủ công ty để đòi tiền của mình, thế nhưng thật sự không nhận được lương, thế là leo lầu công ty định tự sát. Gương mặt Vương Tử Quân càng thêm âm trầm, kiếp sống hai đời đã cho hắn không những được làm bố, còn là một giáo viên ở vùng nông thôn hẻo lánh hắn dựa vào lời nói của triệu quốc lương mà hoàn toàn cảm nhận được sự bất đắc dĩ của một người bố nông dân nghèo khó rõ ràng nợ tiền lương của người ta lại để cho người ta phải đến đòi như cháu nội cuối cùng liều mạng sống vì số tiền cho con đến trường vì sự ác ý khất nợ của ông chủ công ty mà có thể nghĩ ra biện pháp phí hoài bản thân như vậy sự việc này thật sự làm cho người ta cảm thấy chua sót nhưng không ngờ nó vẫn tiếp tục xuất hiện vương tử quân chợt cảm thấy tức giận hắn nhìn về phía đám người đang tản ra ở phía trước. Hắn chợt cảm thấy giống như có nhiều ánh mắt nhìn mình, mà những ánh mắt ấy đều mang theo một câu hỏi, đó là vì sao? Trương Thông không mở miệng, Triệu Quốc Lương cũng không mở miệng, bầu không khí trong xe giống như chết lặng. Nhưng trong đầu bọn họ đều có một ý nghĩ, đó là xem ra lần này Chủ tịch Vương thật sự nổi giận. Khu văn phòng của phòng lao động thương binh xã hội được lắp đặt điều hòa hoàn thiện, hầu như cả khu văn phòng đều có nhiệt độ 26 độ, có thể được hưởng thụ bầu không khí mát mẻ vào mùa hè nóng nực, điều này làm cho đám cán bộ công nhân viên của phòng lao động thương binh xã hội cảm thấy cực kỳ vui sướng. Lúc này trong phòng làm việc của trưởng phòng Bàng Đức Minh, hắn đang ghi chép văn kiện gì đấy, dù mở điều hòa nhưng những hạt mồ hôi vẫn tí tách chảy xuống từ trên mặt. Trưởng phòng Bàng, chuyện bút ký thế này hãy để cho chúng tôi, ngài là trưởng phòng, là lãnh đạo của chúng tôi, nếu như có vấn đề về sức khỏe như vậy phòng lao động thương binh xã hội sao có thể triển khai mở rộng công tác? Lý Hội Chiến ở bên cạnh lên tiếng nói với Bàng Đức Minh, sau đó vươn tay muốn giữ lấy quyển sổ trên bàn. Nhưng cánh tay của Lý Hội Chiến còn chưa động vào quyển sổ đã bị Bàng Đức Minh đẩy ra. "Hội Chiến, bản tổng kết học tập lý luận này bí thư đồng yêu cầu tất cả lãnh đạo tự tay làm ra, ngay cả cán bộ lãnh đạo cấp sở còn tự tay xử lý, chẳng lẽ một vị trưởng phòng như tôi không thể tự tay viết báo cáo sao?" Bàng Đức Minh nói, sau đó dùng tay chỉ vào Lý Hội Chiến. Anh thứ gì cũng tốt nhưng lại không đặt quá nhiều tâm tư lên phương diện công tác, tôi nói cho anh biết, sau này anh nên quan tâm đến công tác nhiều hơn. Giống như câu nói của Bí thư Đồng, chúng ta cần phải đặt tâm tư lên phương diện thực tế, hai ngày trước tôi còn muốn gia tăng trọng trách cho anh, bây giờ lại có hiện tượng phát sinh, như vậy sao tôi có thể yên tâm gia tăng trọng trách đây? Lý Hội Chiến tuy bị lãnh đạo phê bình nhưng trong lòng thầm vui sướng. Hắn biết rõ bây giờ Bàng Đức Minh căn bản cũng không phải phê bình mình, hơn nữa dù có phê bình cũng là một phương pháp bảo vệ mình. Lý Hội Chiến là tâm phúc của Bàng Đức Minh, hắn hiểu những biến hóa trong lòng trưởng phòng. Sau khi Vương Tử Quân trở thành lãnh đạo khối chính quyền thành phố Đông Bộ, mỗi ngày trưởng phòng Bàng đều rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên, hầu như đi làm tỏ ra cực kỳ căng thẳng, hở tí là mở miệng mắng người. Lý Hội Chiến dù là tâm phúc của trưởng phòng cũng không tránh khỏi tình huống bị mắng vài lần. Các cán bộ lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội tuy cũng bị mắng nhưng không ai quan tâm, mỗi người đều biết có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có người còn dùng ánh mắt hả hê chờ có người bị chế giễu. Nhưng Lý Hội Chiến căn bản không thể làm như vậy, vì hắn là tâm phúc của Bàng Đức Minh, nếu Bàng Đức Minh xuống đài thì hắn là chủ nhiệm văn phòng cũng không ổn định trên chiếc ghế của mình. Lý Hội Chiến thật sự muốn đứng lên chống đỡ vì chiếc ghế mà mình đã phấn đấu nhiều năm, thế nhưng thực tế thì một vị chủ nhiệm văn phòng như hắn làm được gì? dù hắn cũng có thể coi là một chức quan lớn, nhưng nếu so sánh với một vị chủ tịch quản lý một thành phố thì như kiến và voi. Nếu chủ tịch muốn nắm bắt một vị trưởng phòng lao động, căn bản không cần mất quá nhiều công sức, mà hắn là một vị chủ nhiệm văn phòng thì chống đỡ được gì. Trưởng phòng bàng có lẽ đang hối hận, nếu như mắt có thể mọc ở sau lưng, như vậy đã sớm thấy được tình huống chủ tịch vương phát triển mạnh mẽ vào lúc này, trưởng phòng sẽ không nên đắc tội với chủ tịch vương. Bây giờ chủ tịch vương đã là quyền chủ tịch thành phố, có hối hận thì cũng đã muộn. Lý Hội Chiến thầm nghĩ như vậy nhưng không nói ra, hắn biết Bàng Đức Minh nhất định rất hối hận, mà mình nói ra thì sẽ bị trưởng phòng nổi giận. Nhưng khi sự kiện học tập lý luận đến gần và càng thêm xâm nhập thì gương mặt trưởng phòng Bàng Đức Minh lại biến đổi, đặc biệt là hắn hao tổn tất cả tâm tư để sắp xếp một chương trình học tập lý luận cực kỳ sâu sắc đã được thư ký trưởng đảng Hằng và bí thư Đồng khích lệ, lúc này trưởng phòng như cá gặp nước, cảm nhận được sự ấm áp của tổ chức. Trưởng phòng Bàng cảm ơn ngài quan tâm đến tôi, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều mặt chưa tốt, còn phải cố gắng nhiều hơn. Tôi còn phải hướng về phía ngài để học tập, hy vọng ngài có thể cho tôi ở lại bên cạnh thêm 2 năm. Nếu bây giờ rời đi quá sớm, nếu làm việc không tốt sợ lại làm anh mất mặt. Lý hội chiến nở nụ cười dạng dỡ dùng giọng nịnh nọt nói với bàng Đức Minh. Ha ha ha, bàng Đức Minh dù biết Lý hội chiến đang nói lời nịnh hót với mình, thế nhưng hắn cũng không nhịn được mà cười phá lên ha ha tút tút tút. Khi hai người bằng Đức Minh và Lý Hội Chiến đang tập trung tinh thần tán gẫu vài câu cho vui thì điện thoại trong phòng làm việc chợt vang lên kháng nghị. Lý Hội Chiến nghe tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập mà thầm mắng một tiếng, hắn còn đang định thừa dịp này để hỏi lãnh đạo sắp xếp cho mình như thế nào, bây giờ thì xem như tất cả đã xong. Alo, chào anh, đây là phòng lao động thương binh xã hội thành phố Đông Bộ. Lý Hội Chiến nhấc điện thoại lên, hắn khẽ nói âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia làm cho lý hội chiến càng thêm tươi cười hớn hở hắn cười ha hả nói thì ra là giám đốc lưu chào anh chào anh lý hội chiến dù đang cười nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bàng đức minh bây giờ nếu bàng đức minh lắc đầu thì hắn sẽ nói trưởng phòng đã đi họp nhưng hắn thấy mình nói ra ba chữ giám đốc lưu sợ rằng khả năng để trưởng phòng lắc đầu là không lớn quả nhiên lý hội chiến nói ra ba chữ giám đốc lưu thì bàng đức minh khẽ gật đầu thế là hắn dùng giọng ôn hòa nói. "Giám đốc Lưu, trưởng phòng của chúng tôi hiện đang có trong phòng, ngài chờ chút." Bàng Đức Minh nhận lấy điện thoại trong tay của Lý Hội Chiến, hắn cười ha hả nói. "Anh Lưu, thế nào lại đột nhiên nhớ đến tôi như vậy? Tôi đang bận rộn cái gì sao? Đang vội vàng làm tổng kết học tập lý luận cho bí thư Đồng." Bí thư Đồng nói rất đúng, chúng tôi là cán bộ nhà nước, cần phải đặt quyền lợi của mình lên phương diện phục vụ nhân dân. Lưu siêu cử dù ở bên kia có chút việc nhưng vẫn mở miệng khích lệ trưởng phòng bàng một phen, sau đó hắn trầm giọng nói. Trưởng phòng bàng, hôm nay có chút chuyện cần làm phiền anh. Có chuyện gì thì anh cứ nói, hai chúng ta có quan hệ thế nào? Nếu tôi có thể làm được thì anh cứ mở miệng. Bàng Đức Minh vỗ ngực dùng giọng cực kỳ hào khí nói. Trưởng phòng bàng, là thế này, gần đây tôi tiếp nhận vài công trình, hiện tại vấn đề tài chính có hơi căng, Lưu Siêu Cử mở miệng và bắt đầu kêu khổ. Bàng nước Minh tuy rất tình nguyện kéo quan hệ với Lưu Siêu Cử, nhưng vừa nghe Lưu Siêu Cử mở miệng than khổ thì hắn cười ha hả nói. Anh Lưu, Giám đốc Lưu, lãnh đạo lớn như anh cần tiền thì phải đến tìm thần tài, người ta chỉ cần động tay đã có thể cho ra cả chục triệu. Còn tôi thì chịu thua, cũng chỉ có vài trăm ngàn mà thôi, còn chưa đủ cho anh em đi trả nước. Anh Bằng, chuyện tiền nong tôi đã nói với ngân hàng nhưng cũng phải chờ một khoảng thời gian, nhưng gần đây thật sự tiền bạc có hơi căng thế cho nên khất nợ một nhóm công nhân vốn cũng không phải chuyện gì lớn thế nhưng hôm nay lại có một tên công nhân đòi đi nhảy lầu con bà nó tuy được lính phòng cháy giữ lại được thế nhưng sự việc cũng náo loạn lưu siêu cử nói một câu như vậy bàng đức minh cũng xem như hiểu ý của lưu siêu cử hắn trầm ngâm một lát rồi cười nói được rồi tôi biết rồi cảm ơn trưởng phòng bàng tôi xin ghi khắc ân đức của anh vào trong lòng Hai ngày nay thật sự có hơi bận, đợi vài ngày sau anh em chúng ta sẽ tụ tập vui vẻ một phen. Lưu Siêu Cử có quan hệ không tệ với các đơn vị ban ngành trong khối chính quyền thành phố, hắn biết rõ Bàng Đức Minh nói như vậy trên cơ bản là đồng ý. Vì vậy hắn cũng không tiếp tục dây dưa, nhanh chóng chuyển chủ đề lên phương diện tình cảm anh em. Bàng Đức Minh cũng không có hứng thú quá lớn với những vấn đề này, nhưng hắn vẫn cười cười đồng ý. Lưu Siêu cử ở đầu dây bên kia coi như cũng cảm nhận được sự lãnh đạm của Bàng Đức Minh, hắn nhiệt tình cười nói: "Trưởng phòng Bàng, hai ngày trước anh của tôi gọi điện thoại nói rằng đợi mát mẻ một chút sẽ về nhà thăm mẹ. Tôi cũng không làm ra thiếp mời cho các vị lãnh đạo, chỉ là nói một câu với các vị. Những ngày này không có việc gì thì đừng ra ngoài." Bàng Đức Minh nghe được lời nói của Lưu Siêu cử thì nụ cười trên mặt sáng lạn thêm vài phần. Hắn nói vài câu nhất định rồi, sau đó cười nói: "Giám đốc Lưu." Quân đoàn trưởng Lưu Chính là niềm kiêu ngạo của thành phố Đông Bộ chúng ta. Anh ấy về thăm ông bà thì thành phố chúng ta cũng phải nói vài lời bày tỏ. Nếu có gì cần thì tôi sẽ coi như quấy giày bí thư đồng một chút. Điều này thì tôi có thể làm được. Sau khi nói thêm vài câu đơn giản với Lưu Siêu cử, Bàng Đức Minh đặt điện thoại xuống. Nhưng sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt tươi cười của hắn nhanh chóng biến mất. Hắn khẽ mắng: Tên khốn kiếp này đúng là kiếm tiền đến phát điên phát cuồng. Lý hội chiến sao không hiểu lãnh đạo đang mắng ai, thế nhưng hắn không mở miệng, dù sao có một số việc hắn nên giả vờ như không biết thì hay hơn. Bàng Đức Minh cần ly lên nhấc một ngụm trà, vẻ mặt lúc này đã phục hồi lại, hắn nhìn thoáng qua lý hội chiến ở bên cạnh rồi nói. Hội chiến, chờ lát nữa cậu nói với anh địch của đội kiểm tra, nói rằng từ từ triển khai kiểm tra sự việc liên quan đến công ty bất động sản lập phong. Từ từ triển khai kiểm tra. Lý hội chiến thầm hiểu vấn đề, hắn khẽ gật đầu nói. trưởng phòng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đội kiểm tra một chuyến. À, hội chiến, có một số việc cần phải biết dùng người. Bàng Đức Minh nói rồi gãi gãi tóc của mình, hắn nói tiếp. Anh địch năm nay đã đã 52 rồi phải không? Vâng, qua tháng 10 năm nay sẽ là 53 tuổi. Hai mắt lý hội chiến chợt lóe lên, hắn khẽ nói với bàng Đức Minh. 53 thì tốt. Bàng Đức Minh chợt cảm khái một tiếng không hiểu nguyên nhân, sau đó cười ha hả nói. Lý hội chiến hiểu ý của bàng Đức Minh, trong thành phố Đông Bộ có một quy củ bất thành văn, đó là cán bộ cấp phó cục nếu như qua tuổi năm ba mà không được tiếp tục đề bạt thì xem như đến tuổi rừng, tuy không lùi lại nghỉ ngơi nhưng cũng không thể tiếp tục ở vị trí lãnh đạo. Nếu là người có quan hệ tốt thì sẽ được làm nhân viên nghiên cứu của đơn vị, nếu không thì chỉ có thể làm cấp phó trong ban nghiên cứu mà thôi. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm lời nói của Bàng Đức Minh, anh Bàng đang nhấn mạnh vị trí để chống của anh địch. Lời nói của lãnh đạo thật sự phải xem xét cho thấu đáo, bây giờ Bàng Đức Minh không nói rõ ràng nhưng Lý Hội Chiến lại hiểu rất rõ ý nghĩa của nó là gì, thế nên hắn tiến lên rót nước cho lãnh đạo cực kỳ cung kính, sau đó khẽ đi ra khỏi phòng của lãnh đạo. Vương Tử Quân đang chờ kết quả xử lý của sự việc công nhân nhảy lầu tự tử, thế nhưng điều làm hắn thất vọng lại xảy ra, tất cả giống như một mặt nước xiếng sâu ăn bản không sinh ra chút gợn sóng nào sự việc người công nhân nhảy lầu ngoài được đám cán bộ nói vài lời trong lúc dùng cơm căn bản không có bất kỳ gì khác thần bân chuyện kia thế nào rồi vương tử quân ngồi trên ghế sa lông trong nhà mình hắn trầm giọng hỏi thái thần bân thái thần bân nhìn gương mặt bình tĩnh ẩn dấu bức bối của vương tử quân hắn khẽ hạ giọng nói chủ tịch vương người công nhân kia giống như bị công trường tiếp nhận trở về cũng chưa nghe thấy có động tĩnh gì khác nghe nói người này bị đánh một trận còn công trường của công ty lập phong vẫn thi công như trước căn bản không bị ảnh hưởng vương tử quân khẽ xoay ly trà trong tay hắn chậm rãi ngẩng đầu nói lá đơn tố cáo của chúng ta gửi cho phòng lao động thương binh xã hội có kết quả gì không không ngày hôm qua tôi dùng điện thoại công cộng để tiếp tục gọi điện tố cáo thế nhưng đối phương nói tôi nói không rõ ràng yêu cầu tôi đến đội giám sát tự mình báo cáo thái thần bân trả lời làm cho vương tử quân nở nụ cười lạnh lẽo khi thấy vương tử quân không mở miệng thì thái thần bân tiếp tục nói chủ tịch vương nếu không tôi sẽ đến báo cáo với tổ giám sát của phòng lao động thương binh xã hội không cần chuyện lớn như vậy mà bọn họ còn nói không rõ coi như quên đi vương tử quân khẽ cười cười sau đó nói tiếp gọi điện cho chủ tịch phùng hỏi xem lúc này anh ấy có rảnh không nếu có thì đến chỗ tôi một chuyến Vâng, Thái Thần Bân cũng không ngờ Chủ tịch Vương muốn tìm gặp Chủ tịch Phùng, phải biết rằng Chủ tịch Phùng là người của Bí Thư Đồng. Tuy Thái Thần Bân thầm nghĩ như vậy nhưng lại không mở miệng hỏi, vì hắn biết rõ Chủ tịch Vương sẽ không vô duyên vô cớ tìm Phùng Trí Trường. Lúc này Chủ tịch Vương tìm Phùng Trí Trường, như vậy rõ ràng là Chủ tịch đang làm bước chuẩn bị để giải quyết sự việc. Tốt tốt tốt. Khi Thái Thần Bân định cầm lấy điện thoại gọi đi thì điện thoại chợt đổ chuông, hắn chợt kinh ngạc, lại có chút do dự, sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Thái Thần Bân, lúc này Thái Thần Bân mới cầm lấy điện thoại. Sau khi bắt chuyện một câu thì hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương, là thư ký trưởng Đảng." Vương Tử Quân tiếp điện thoại, bên trong điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của Đảng Hằng. "Chủ tịch Vương, anh đã nghỉ ngơi chưa?" Đảng Hằng là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, cũng là tâm phúc đáng tin của bí thư Đồng Quốc Khánh nhưng bây giờ hắn lại rất nhiệt tình với Vương Tử Quân, dù gọi điện thoại hay chào hỏi bình thường cũng cực kỳ tươi cười. Vương Tử Quân cũng thật lòng không chán ghét đảng hằng, tuy hắn vị thư ký trưởng này là người mà Đồng Quốc Khánh đưa đến thế nhưng lại có năng lực công tác rất mạnh, hơn nữa nhiều sự việc xử lý rất tốt, điều này làm cho Vương Tử Quân thật sự tán thưởng. Vì vậy lúc này đối mặt với những lời thăm hỏi của thư ký trưởng đảng hằng, hắn cũng cười nói. Đang xem tivi thôi, thư ký trưởng đảng lúc này gọi điện thoại không biết có gì cần dặn dò. Ôi, Chủ tịch Phương, ngài lại dọa tôi rồi, tôi nào dám quấy dày ngài xem TV. Là thế này, Bí Thư Đồng nói tôi liên hệ với ngài, lần trước chúng ta tổng kết quá trình học tập lý luận, hoạt động học tập lần này đã cho ra vài đơn vị và cá nhân tiên tiến, Bí Thư Đồng muốn triệu tập hội nghị cán bộ toàn thành để khen ngợi các cá nhân và tập thể tiên tiến. Đảng Hằng nói đến đây cũng không tiếp tục nói thêm, hắn đang chờ ý kiến của Vương Tử Quân. Tuy vương tử quân không tán thành hoạt động học tập lý luận lần này, thế nhưng nếu nó đã được triển khai mở rộng thì hắn cũng không thể tiếp tục mở miệng nói này nọ. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó mở miệng trầm giọng nói. Tôi cảm thấy điều này hoàn toàn có thể thực hiện. Chủ tịch vương, văn phòng thị ủy có cho ra một danh sách những cá nhân và đơn vị điển hình tiên tiến lần này. Sáng ngày mai Bí Thư Đồng sẽ tổ chức hội nghị thường ủy để thông qua những cá nhân và tập thể này. Đảng Hằng trầm ngâm một chút rồi nói. Vương Tử Quân nói thêm hai câu với đảng Hằng, sau đó hắn cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại thì Vương Tử Quân khẽ kéo cửa sổ, đúng lúc thấy ngôi biệt thự cách đó không xa đang sáng người ánh đèn và có vài bóng người lắc lư qua lại. Đảng Hằng chính là một trong những bóng người đó, hắn cúp điện thoại và quay vào phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh. Bí thư đồng đến thành phố Đông Bộ cũng không đưa cả nhà sang theo, bây giờ trong biệt thự ngoài hắn thì cũng chỉ có một nhân viên phục vụ đến từ nhà khách thành phố Đông Bộ. Bí thư đồng có yêu cầu rất nghiêm với nhân viên phục vụ của mình. Khách sạn Đông Bộ muốn nịnh bợ bí thư thị ủy nên đưa đến một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp, nhưng lại bị bí thư đồng từ chối. Vì tránh thị hiềm cho bí thư thị ủy, thế là đám lãnh đạo khách sạn Đông Bộ chọn cho bí thư một nhân viên phục vụ từ trong nhóm nữ đầu bếp. Nhân viên phục vụ này cũng là nữ nhưng dù đồng quốc khánh giữ lại ở nhà một năm thì căn bản cũng không có ai nghĩ rằng bí thư và nhân viên phục vụ này có vấn đề. Thế nhưng dù nhân viên phục vụ này là một người phụ nữ thuộc loại hình không sợ người ta nói ra nói vào, thế nhưng trước 7 giờ vẫn bị bí thư đuổi ra khỏi nhà, tất nhiên cũng không nhất định là bí thư sợ đám người ăn không ngồi rồi tung tin đồn nhảm. Bí thư đồng, tôi đã liên lạc với chủ tịch Vương, chủ tịch không phản đối với chuyện này. Đảng Hằng ngồi xuống bên cạnh Đồng Quốc Khánh rồi khẽ nói. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ vào một bản danh sách nhìn vài lượt, sau đó lại gõ ngón tay xuống bản nói thư ký trưởng, tôi thấy phòng lao động thương binh xã hội làm rất tốt, vì sao lại không có tên trong danh sách khen thưởng. Đảng Hằng không những là thư ký trưởng thị ủy, còn là một thường ủy thị ủy, lúc này hắn nghe Đồng Quốc Khánh hỏi thì trầm ngâm nói. Phòng lao động thương binh xã hội công tác không vững chắc, tôi thấy bọn họ căn bản không phù hợp. Phùng Chí trường ngồi bên canh Đồng Quốc Khánh, khi nghe thấy Đồng Quốc Khánh nói về phòng lao động thương binh xã hội thì hai hàng chân mày chợt nhíu lại, hắn là chủ tịch tiền nhiệm của mặt trận tổ quốc thành phố Đông Bộ và bây giờ là phó chủ tịch thường vụ thành phố. Hắn tất nhiên biết rõ khi Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ thì không nhận sự chào đón của phòng lao động thương binh xã hội. Người bên dưới cũng thầm suy đoán là trưởng phòng lao động thương binh xã hội cũng không ngồi trên ghế được bao lâu nữa. Gần đây Phùng chí Trường cảm thấy phòng lao động thương binh xã hội học tập lý luận rất tốt, biết rõ trưởng phòng bằng Đức Minh làm việc gọn gàng, nhưng hắn cũng cảm thấy không nên cho phòng lao động thương binh xã hội vào trong danh sách khen thưởng vì như vậy sẽ càng đẩy vương tử quân về phía đối lập với bí thư đồng quốc khánh khi phùng trí trường đang có những suy nghĩ như vậy thì đồng quốc khánh đã khua tay nói phòng lao động thương binh xã hội công tác rất tốt bọn họ được trưởng phòng bằng đức minh dẫn đầu càng là một điển hình học tập lý luận tôi đã đọc qua bản tổng kết của các đơn vị ban ngành trong thành phố tôi cảm thấy đại khái đều là lãnh đạo để cho thư ký viết tổng kết nhưng đồng chí Bàng Đức Minh lại tự tay mình viết ra một bản tổng kết rất hay. Đối với những đồng chí như vậy nếu chúng ta không đưa ra làm gương điển hình, chẳng phải đánh vào tính tích cực của bọn họ sao? Trong các ban ngành chính quyền căn bản không có bao nhiêu bí mật, đặc biệt là những phương diện liên quan đến nhân sự, nếu có lộ ra manh mối thì sẽ lập tức chuyển đi khắp nơi như hoa bổ công anh bay trong gió. Tuy danh sách khen ngợi còn phải được thông qua hội nghị thường ủy, thế nhưng những cá nhân và đơn vị nằm trong danh sách đã nhận được tin tức. Đây là một xã hội thượng nhân, các loại quan hệ giữa người và người như mạng nhện, vì sao không thể thuận nước song thuyền. Đây cũng không phải nói rằng phòng lao động thương binh xã hội thật sự là đơn vị tốt, tuy đây thật sự là đơn vị tốt nhưng trong khối chính quyền thành phố còn có các ban ngành khác như phòng tài chính, phòng nhân sự, sở dĩ bảng Đức Minh được thuận thế dòng thuyền cũng không nằm ngoài hai nguyên nhân. Một là trong danh sách khen ngợi lần này không có phòng tài chính và phòng nhân sự, một nguyên nhân khác chính là trước kia trưởng phòng bằng thật sự bị người ta không quá quan tâm, bây giờ thừa dịp này mà cho ra chút an ủi, thuận tiện làm sâu sắc ấn tượng, đỡ phải sau này có việc gì cần tìm thì trưởng phòng bàng không biết đến mình. Trong mắt mọi người thì bàng Đức Minh là một vị trưởng phòng có vị trí lung lay sắp đổ, thế cho nên trước đó phòng lao động thương binh xã hội sẽ và trưởng phòng bàng căn bản không nằm trong danh sách khen thường. Nhưng bây giờ trưởng phòng bàng và phòng lao động thương binh xã hội lại nằm trong danh sách khen thường. Một chi tiết như vậy sẽ đại biểu cho cái gì? Lại biểu thị cái gì? Có thể sửa lại danh sách của thư ký trưởng đảng, trong thành phố Đông Bộ này cũng chỉ có vài người, hơn nữa bây giờ còn chưa tổ chức họp, như vậy cũng chỉ có bí thư thị ủy Đồng Quốc Khánh mà thôi. Đồng Quốc Khánh xem trọng bàng Đức Minh, đây là một sự kiện mà hầu như người nào cũng đồng tình. Nếu được bí thư thị ủy tán thành, như vậy sau này sẽ là khoảng thời gian tiến lên mây xanh của bàng Đức Minh. Lúc này xem như bàng Đức Minh đã hiểu được câu nói người dệt hoa trên gấm thì nhiều nhưng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn lại quá ít. Sáng hôm nay hắn đi làm thì điện thoại trong phòng làm việc hầu như vang lên không ngừng, có điện thoại đến từ văn phòng thị ủy, có điện thoại đến từ những người linh thông tin tức, cũng có những người là lãnh đạo đơn vị ban ngành như hắn. Trong số những cuộc điện thoại gọi đến chúc mừng thì bàng Đức Minh cảm thấy thích thú nhất chính là những người gọi đến là lãnh đạo đơn vị ban ngành như mình. Khi hắn thất ý khốn khổ thì đám người kia tránh xa như tránh mũi, Bây giờ bọn họ lại vây quanh hắn như ruồi bọ, thật sự làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng. Anh bàng, không ngờ lại có thể để cho bí thư đồng coi trọng, hôm nay nếu như anh không mời khách thì tôi sẽ đến tận nhà đấy. Giám đốc đài truyền hình thành phố Cảnh Xuân Mai dùng giọng giòn tan và có chút thân mật nói, giọng điệu này làm cho người ta nghe vào tai và cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Thời còn trẻ bàng Đức Minh cũng từng có hứng thú với giám đốc cảnh Xuân Mai của đài truyền hình thành phố Đông Bộ nhưng bây giờ sau hơn 20 năm thì thật sự đã không còn gì. Bây giờ tuy giám đốc cảnh vẫn còn khá quyến rũ nhưng thật sự đã không còn dư âm gì với trưởng phòng bằng nữa rồi. Nhưng dù thế nào thì giám đốc cảnh vẫn là người nổi tiếng ăn nói và trưởng phòng bằng vẫn phải chiếm chút tiện nghi trong lời nói, thế nên hắn cười ha hả nói. Giám đốc cảnh nói như vậy thì tôi sẽ không mời khách, ngược lại tôi sẽ về nhà thu dọn phòng ốc, quét dọn giường chiếu để chờ xuân mai đến lúc này nghĩ đến tình huống tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng thành tôi cảm thấy trái tim của mình giống như bị lửa thiêu bàng đức minh nói lời trêu chọc làm cho cảnh xuân mai cười lớn nhưng nàng cũng không phải là người ngoài miệng có thể hại người nàng cười khanh khách nói tốt nếu anh bàng dám để cho chị bàng chờ ở bên ngoài tôi cũng sẽ cố gắng đi vào trong cảnh xuân mai nhắc đến vợ của bàng đức minh sau đó bàng đức minh lại mở miệng chiếm chút tiện nghi sau đó hắn mới hớn hở cúp điện thoại Người ta một khi gặp vận may thì dù thế nào cũng không thể chống đỡ được, lúc này bàng Đức Minh thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Hắn tưởng rằng mình sẽ bị vương tử quân ép chết, tương lai chính trị xem như xong, không ngờ bây giờ lại có hy vọng được thắp sáng. Bí thư đồng coi trọng mình, lại cho mình hai phần vinh dự trong hoạt động khen thưởng đầu tiên là cá nhân tiên tiến và đơn vị tiên tiến của lãnh đạo ở thành phố Đông Bộ. Hai thứ này tuy tách ra, thế nhưng bàng Đức Minh hắn là trưởng phòng của phòng lao động thương binh xã hội, có ai dám nói phòng lao động thương binh xã hội đạt được vinh dự không phải là vinh dự của trưởng phòng bàng. Nhưng bàng Đức Minh cũng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu bí thư Đồng làm như vậy chủ yếu muốn chèn ép Vương Tử Quân. Chính mình trước đó làm khó Vương Tử Quân thì ai cũng biết, nếu bây giờ mình có thể phát triển tốt dưới sự dìu dắt của bí thư Đồng, tất nhiên hắn sẽ biến thành một mũi dùi tấn công về phía Vương Tử Quân. Nếu bàng Đức Minh càng phát triển mạnh mẽ thì thể diện của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ càng kém tuy như vậy sẽ là khá nguy hiểm, thế nhưng bí thư đồng sẽ cố gắng bảo vệ hắn, sẽ cho hắn từng bước thăng chức. Tuy trong lòng còn có chút cố kỵ nhưng bàng Đức Minh cũng không quan tâm nhiều vấn đề như vậy, có câu số đã chết thì không lên chiều cũng chết, nếu một cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt cho tốt thì bàng Đức Minh cũng cảm thấy phụ lòng ông trời đã quan tâm đến mình. Khi bàng Đức Minh đang suy xét đến khá nhiều vấn đề thì điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại gọi đến mà nụ cười trên mặt càng tươi sáng vài phần. Những chuyện phát sinh trong khối chính quyền thành phố thật sự khó thể nào giấu được Vương Tử Quân, không những hắn có một phó thư ký trưởng chốt chặn trong văn phòng khối chính quyền, còn có một thái nguyên thương luôn theo sát bên cạnh. Hơn nữa những thuộc hạ của Nhâm Sương Bình trước kia cũng lũ lượt kéo về bên cạnh chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương nghe nói lần này trưởng phòng bàng của phòng lao động thương binh xã hội là đối tượng được khen thưởng. Thái nguyên thương là người cực kỳ hiểu rõ quy củ, hắn cung kính đứng bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói: Vương tử quân cười cười, hắn khẽ cầm ly trà trước mặt lên làm một ngụm. Sự việc này hắn vừa rồi đã được biết từ Lý Cẩm Hồ, hắn nghĩ đến những gì mình sắp làm, thế là trong mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Trong quá trình tiếp xúc với Đồng Quốc Khánh, hai người Vương Tử Quân à Đồng Quốc Khánh đều bảo trì sự khắc chế. Chuyện này Vương Tử Quân định xử lý vào hôm nay, bây giờ Đồng Quốc Khánh lại đẩy bàng Đức Minh ra. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân nói một câu với Thái Nguyên Thương, sau đó đưa một phần văn kiện đến trước mặt Thái Nguyên Thương rồi nói: "Anh xem phần văn kiện này đi." Thái Nguyên Thương vốn chuẩn bị rời đi, lúc này lại được Vương Tử Quân đưa cho một tài liệu. Vốn hắn cũng không quá quan tâm, thế nhưng khi đọc qua tiêu đề thì hắn chợt cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng. Điều tra về việc công ty bất động sản lập phòng khất nợ lương công nhân. Thái Nguyên Thương nhìn tiêu đề mà đã hiểu sau đó sẽ phát sinh tình huống gì. Thái Nguyên Thương là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, hắn là một kẻ cực kỳ thông minh, sau khi suy xét ý nghĩa của sự việc Vương Tử Quân đưa văn kiện cho mình, trong lòng hắn chợt rung động. Hắn biết rõ chủ tịch Vương cho ra văn kiện này để làm gì, mà hắn càng hiểu rõ ý nghĩa của hành vi đưa văn kiện này ra cho mình xem của chủ tịch Vương. Xem ra cuối cùng mình cũng đi vào trong vòng quan hệ chính trị của chủ tịch Vương, tuy không thể so sánh với Lý Cẩm Hồ, thế nhưng chủ tịch Vương cũng không coi mình là người ngoài. Thái Nguyên Thương rung động một lúc rồi dùng giọng có chút run rẩy nó. Chủ tịch, chuyện này. Chuyện này nhìn qua có vẻ không có gì là lớn, thế nhưng đối với những nhân công làm việc khổ sở tìm đồng lương về nuôi gia đình thì lại là chuyện đại sự. Bọn họ cần cù chăm chỉ làm việc lại không được nhận tiền lương thuộc về mình vào đúng thời hạn, đây rõ ràng là một thất trách của khối chính quyền chúng ta. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Thái Nguyên Thương rồi gần từng chữ nói phòng giám sát khối chính quyền thành phố nhất định phải mượn nhờ cơ hội học tập lý luận lần này mà nắm chặt công tác kiểm tra dân sinh, nhất định phải ngăn chặn những sự kiện thế này tiếp tục phát sinh. Vương tử quân dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói, Thái Nguyên Thương có thể dựa vào những từ nghiêm túc như vậy mà thấy được vài thứ gì đó khác biệt. Hắn chợt hiểu rõ, dù không có hoạt động tuyên dương điển hình tiên tiến lần này thì Chủ tịch Vương cũng sẽ khai đao với bảng Đức Minh. Tôi đã hiểu thưa Chủ tịch. Thái Nguyên Thương rời khỏi phòng Vương tử quân, sau đó Triệu Quốc Lương khẽ gõ cửa đi vào. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân ngồi trên mặt ghế rồi khẽ nói: "Chủ tịch, đã đến giờ mở hội nghị thường ủy." Khi Vương Tử Quân đi đến phòng họp thì các vị thường ủy đã gần như đến đông đủ, các vị thường ủy đang nói chuyện thấy Vương Tử Quân đi đến thì dừng lời, nhưng từng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Trong những ánh mắt kia, có những ánh mắt thăm hỏi, cũng có những ánh mắt có cái nhìn khác lạ với Vương Tử Quân. Sau khi hắn ngồi xuống thì Trúc Phu Bình ở bên cạnh chợt nói: "Chủ tịch Vương, có một số việc nên cứng thì phải cứng." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu ý của phó bí thư Trúc Phu Bình. Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, bí thư Đồng Quốc Khánh nhanh chóng tiến vào. Khi Đồng Quốc Khánh đi vào thì xem như đã đông đủ, bí thư Đồng ngồi xuống vị trí rồi dùng giọng dứt khoát nói: "Thưa các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây vì có một đề tài cần thảo luận." Đó chính là tiến hành tổng kết hoạt động đẩy mạnh học tập lý luận lần đầu tiên ở thành phố Đông Bộ. Chương 524, uống nước chết nghẹn. Khi họp là lúc mà Đồng Quốc Khánh không tha thứ cho bất kỳ ai, đặc biệt là sau khi trở thành lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ. Hắn cảm thấy mỗi lần họp đều cần tất cả nhân viên tham gia phải tập trung tinh thần, chuyên tâm nghe ngóng, chỉ như vậy mới có thể quán triệt tất cả tinh thần hội nghị, mới có thể chứng thực sẽ làm tốt công tác. Bây giờ hắn chợt sinh ra cảm giác rất lạ khí thế bành trướng, tư thế oai hùng, dù không đến mức nói nước miếng vang ra khắp nơi, thế nhưng cũng là một đại nhân vật nói một không hai. vài ngày trước đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động học tập lý luận, khi sắp đọc xong bài phát biểu thì đồng quốc khánh có hắng giọng một cái, chuẩn bị cường điệu về ý nghĩa của hoạt động lần này, thế nhưng đúng lúc này bên dưới đài lại vang lên tiếng chuông điện thoại. sự việc như vậy xảy ra rõ ràng là một tên cán bộ không coi trọng tình huống công cộng, thích gì làm nấy, mặc kệ trường hợp nào cũng là như vậy rõ ràng là quá vô liêm sĩ và ý thức kém cỏi. Lúc đó bí thư đồng chợt sinh ra cảm giác giống như mình biến thành quỷ sứ cầm đinh ba, chỉ muốn ảo xuống cho tên kia một xiên lên người. Dù tiếng chuông điện thoại đã được người kia nhanh chóng tắt đi, thế nhưng bài phát biểu với khí thế như cầu vồng của hắn lại bị ảnh hưởng. Đồng Quốc Khánh tức giận đến mức không kiềm chế được, hắn chừng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, điều này không khỏi làm cho tên gây hỏa thiếu chút nữa sợ đến mức chết ngất. Sau này hễ có hội nghị nào mà Đồng Quốc Khánh tham gia, đám nhân viên chỉ cần thấp có mặt bí thư Đồng thì sẽ sinh ra một phản ứng có điều kiện là đưa tay cầm lấy điện thoại và tắt đi ngay. Lúc này Đồng Quốc Khánh lên tiếng thông báo: "Thưa các đồng chí, thông qua hoạt động học tập lý luận khắp thành phố, thế cục nặng nề đã bị phá vỡ, đã tạo ra xu thế hăng hái, tạo ra trạng thái tốt, đặc biệt là đẩy mạnh tinh thần của cán bộ và quần chúng, ai cũng đầy khí thế, dám nghĩ dám làm." hôm nay tôi tổ chức hội nghị cũng là vì muốn gióng chống khua chiêng khen ngợi những đơn vị tiên tiến và cá nhân tiên tiến trong đợt hoạt động học tập lý luận lần này. Tôi muốn hiệu triệu cả thành phố cần phải cố gắng học tập theo đuổi và vượt qua những điển hình tiên tiến này, coi như hình thành một bầu không khí học tập mới. Đồng Quốc Khánh nói đến đây thì cười cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy hoạt động khen ngợi lần này không những coi là một loại vinh dự, còn phải xem như là một thành tích, sau này sẽ là một trọng điểm tham khảo khi phân công đề bạt cán bộ. Sự linh hoạt nhanh nhẹn vào xảo quyệt của đồng quốc Khánh được biểu hiện cực kỳ tinh tế vào lúc này, hắn liên hệ giữa khen thưởng và đề bạt phân công cán bộ, thế là lực ảnh hưởng của hoạt động học tập lý luận lần này sẽ càng thêm lớn. Từng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Tử Quân, chủ tịch và bí thư đều là lãnh đạo ban ngành nhưng nếu chủ tịch so với bí thư thì vẫn kém cỏi hơn. Dù những sự việc xảy ra trước đó thì Chủ tịch Vương đã dùng chính thủ đoạn của mình để chứng minh thực lực không thua kém so với Đồng Quốc Khánh, thế nhưng lúc này Chủ tịch Vương sẽ tiếp chiêu thế nào đây? Đám người nơi đây là thường ủy thị ủy, những chuyện mà cán bộ bình thường có thể biết thì bọn họ lại càng thêm rõ ràng. Tất cả đám người nơi đây đều biết Chủ tịch Vương sắp đẩy vị trưởng phòng bàng ra khỏi phòng lao động thương binh xã hội. Vương tử quân đưa mắt nhìn Đồng Quốc Khánh, trong lòng thầm cười lạnh. Trong quá trình giao tiếp với Đồng Quốc Khánh, Vương Tử Quân biết rõ Đồng Quốc Khánh là một người cực kỳ thích tiến công, hơn nữa còn là người coi thể diện như sinh mạng. Anh có thể phản bác bí thư Đồng ở trong lòng nhưng lại đừng bao giờ biểu hiện bằng hành động, nếu như vậy không khác nào dùng dao khoét vào lòng bí thư Đồng, sẽ tạo ra hiệu ứng bắn ngược. Dù thế nào thì anh ta cũng sẽ tìm về thể diện của mình, chưa bao giờ chịu nhận thất bại. Một trong những câu nói được hắn tôn sùng nhất chính là tấn công chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Vì sự kiện Trúc Vô Bình mà Đồng Quốc Khánh luôn muốn phục thù vương tử quân, hắn không thể tìm ra biện pháp nào khác, không thể đánh, không thể mắng, cũng không thể cho ra biện pháp cứng rắn nào khác. Tóm lại hắn không nên tạo ra bất kỳ tình huống gió thổi cỏ lay nào, phải bất động cho vương tử quân một sao, dùng hành động thực tế để nói rõ một sự thật, quyền uy của lãnh đạo đứng đầu là không thể xâm phạm. Bí thư đồng, tôi hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của anh. Vương tử quân trả lời làm cho đám thường ủy đang có thái độ đứng xem phải cho ra những suy đoán của riêng mình, chủ tịch vương này rốt cuộc đang định làm gì? Vì sao lại nhảy vào hố lửa mà không rên một tiếng như vậy? Đảng hằng vung vẫy cây bút trong tay, hắn thẩm định giá vương tử quân. Dù hắn mới đến thành phố Đông Bộ được vài tháng nhưng lại hiểu rõ một vấn đề, chủ tịch vương không phải là người dễ đối phó. Lúc này đối mặt với tình huống bí thư đồng gây khó dễ mà hắn vẫn bảo trì trạng thái cực kỳ bình tĩnh, đây cũng không phải là một hiện tượng gì tốt. Bí thư đồng, trước khi hội nghị bắt đầu thì tôi có một chuyện cần thông báo với các vị. Vương Tử Quân nói rồi đập mạnh một phần văn kiện xuống mặt bàn. âm um, một âm thanh vang lên làm cho cả phòng họp trở nên cực kỳ yên tĩnh. gương mặt vui vẻ của Vương Tử Quân đã không còn. lúc này đám người chung quanh nhìn gương mặt Vương Tử Quân, những người quen thuộc chợt ý thức được có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong ánh mắt nhiều người thì Vương Tử Quân xưa nay luôn là người mà trong bông có kim, mỗi khi chủ tịch Vương nổi giận thì anh mới có thể nhìn rõ mặt sắc bén của lãnh đạo, không ngờ lúc này chủ tịch Vương lại vỗ bàn. Không biết các vị ngồi đây có nghe nói đến hay không, dù sao thì chính tôi cũng tự mắt nhìn thấy. Một nông dân chạy đến thành phố đông bộ chúng ta làm công, vì không lấy được tiền công của chính mình mà phải chạy lên nóc nhà định tự sát. Tình cảnh như vậy xảy ra, thưa các đồng chí, lòng tôi cảm thấy rét lạnh tôi cũng không muốn một tình huống đòi lương điên cuồng như vậy tiếp tục được tái diễn ở thành phố Đông Bộ. Nói thật lòng, tôi là chủ tịch thành phố, tôi cảm thấy cực kỳ hỗ thẹn, cực kỳ xấu hổ. Tôi nghĩ các vị đang ngồi đây có lẽ đã cắt liên hệ với nông thôn, thế nhưng thưa cá đồng chí là nông dân đi làm công nhân không dễ dàng gì, quanh năm suốt tháng không về nhà, đều phải vào thành phố làm việc quần quật kiếm tiền. Mọi người có thể nghĩ xem những công nhân xây dựng này ăn ngủ ở đâu, đó là những căn gác xếp nóng như chảy mỡ, Buổi sáng thức dậy thì quần áo chăn mền có thể vắt ra nước. Vương tử quân có chút kích động, Đồng Quốc Khánh nghe Vương tử quân nói như vậy thì vẻ mặt có chút khó nhìn, trong lòng đã ý thức được cái gì đó, chẳng qua là không tiện nói ra. Nông dân vất vả làm việc như vậy vì cái gì? Bọn họ không sợ khổ, anh nông dân kia đổ mồ hôi kiếm tiền vì cái gì? Đáp án rất đơn giản, đó chính là cho con cái đang học tập ở quê nhà, mong sao tương lai chúng không khổ sở như mình đám con cháu các vị nông dân này cũng không làm cho cha mẹ thất vọng, đã có giấy báo chúng tuyển gửi về nhà để qua hè đi học, hầu như đó là thời điểm mà gia đình hạnh phúc nhất. Vì sao lúc này người làm cha lại phải chọn cách nhảy lầu tự sát? Đây rõ ràng là một loại bi ai. Khi người nông dân sắp bỏ mạng thì ban ngành chức năng chúng ta đang làm gì? Điều 3 chương 5 của Trung ương đã yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, như vậy ban ngành khối chính quyền chúng ta đang làm cái gì? Vương tử quân nổi giận, Hắn thậm chí còn hất cả ly trà xuống đất. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của đám thường ủy thị ủy, hắn càng tỏ ra cực kỳ thất thố thì sẽ càng làm cho người ta cảm thấy chân thật đáng tin. Hắn vỗ bàn phòng họp rồi tiếp tục nói. Sự việc đã phát sinh được 5 ngày nhưng ban ngành chức năng lại thờ ơ không quan tâm, điều này nói lên điều gì? Đây là phục vụ vì dân sao? Là điển hình của câu nói cổng khó vào, mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm, tôi thấy đó không phải là công bộc của dân rõ ràng là sâu mọt của xã hội. Nếu như người ta phải mất mạng, anh là người phụ trách ban ngành chức năng thì sẽ giải thích với đảng ủy chính quyền thành phố như thế nào? Anh dám nói cả đơn vị đang phải học tập lý luận không đi được không? Như vậy không phải quá đáng lắm sao? Thị ủy triển khai hoạt động học tập lý luận có điểm xuất phát và dừng chân là gì? Không phải chỉ để dừng lại trên miệng, đó chính là muốn các anh làm việc thực chất, cố gắng đổi tác phong công tác, bỏ ra cái giá, nhảy sổ ra mà công tác cố gắng chứng thực cho dân vương tử quân nói những lời này nhận được hiệu quả không gì tốt hơn tất cả đám người trong phòng họp đều á khẩu không nói được gì đồng thời bọn họ cũng cảm thấy chột dạ lời nói của vương tử quân căn bản là không chê vào đâu được hậu quả theo lời nói của hắn cũng hoàn toàn có thể phát sinh dù hắn không nói rõ đó là ban ngành chức năng nào thế nhưng quyền lợi của nông dân thuộc về phòng lao động thương binh xã hội thành phố đây là sự thật không thể nghi ngờ thế là lúc này từng ánh mắt nhìn về phía Đồng Quốc Khánh. Gương mặt Đồng Quốc Khánh lúc này căng phồng và tím ngắt, lời nói của Vương Tử Quân thật sự giống như một cái tát thật mạnh vỗ lên mặt hắn. Hắn vốn đang chuẩn bị ngồi buông câu nhìn Vương Tử Quân vùng vẫy khổ sở, không ngờ mình lại rơi vào thế khốn khó như lúc này. Năm xưa Đồng Quốc Khánh rơi vào thế hạ phong khi đối chiến với Tiết Diệu Tiến cũng chưa từng xấu hổ như lúc này. Dù văn kiện về danh sách điển hình tiên tiến cần khen thưởng còn chưa đưa vào trong tay các vị thường ủy, thế nhưng ít nhất thiếu chút nữa đã tạo nên trò hề khi khen thưởng phòng lao động thương binh xã hội. Đây là một bản điều tra về tình hình thu nhập của nông dân khi làm công ở thành phố Đông Bộ chúng ta, có hơn một nửa số nông dân này không nhận được tiền công đúng hạn, mà ban ngành chức năng của chúng ta lại làm như không thấy. Sự việc này xảy ra, tôi là chủ tịch thành phố Đông Bộ, tôi cảm thấy mình là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Là tôi không nắm chắc công tác mới đẻ cho anh em nông dân đi làm công đổ mồ hôi mà không nhận được đồng tiền của mình, đồng thời cũng phải xin lỗi các anh em nông dân vì muốn lấy được tiền công của mình mà chạy khắp nơi, kêu chơi không biết kêu đất không hay. Vương Tử Quân càng nói thì giọng điệu càng thêm trầm thấp, rất nhiều thường ủy chợt cúi đầu. Những năm qua bọn họ thật sự thấy nhiều tình huống nông dân đòi tiền làm công của mình giống như bác sĩ quen thấy người chết, bọn họ cũng không nói lời nào cho những kẻ yếu thế kia. Không ngờ đến lúc này lại phát sinh ra sự kiện tự sát đau lòng kia. Chủ tịch Vương người nông dân kia đến bây giờ đã nhận được tiền lương chưa trưởng phòng tuyên truyền triệu thúy bình chợt đỏ mắt nói chưa vương tử quân lạnh lùng đáp phòng lao động thương binh xã hội rốt cuộc làm ăn như thế nào người này sắp mất mạng mà bọn họ còn bình chân như vậy triệu thúy bình tiếp nhận tài liệu trong tay vương tử quân xem xét sau đó đập tài liệu lên mặt bàn nói bí thư đồng nếu như chúng ta không truy cứu những người bỏ rơi nhiệm vụ và trách nhiệm như thế này chỉ sợ thành phố đông bộ chúng ta cuối cùng cũng sẽ loạn. Triệu Thúy Bình nói bằng giọng chém ninh chặt sắt, khoảnh khắc này từng ánh mắt nhìn lên mặt Đồng Quốc Khánh. Lúc này Đồng Quốc Khánh đã bình tĩnh trở lại, hắn đối mặt với thế công hùng mạnh của Vương Tử Quân, căn bản cảm thấy mình khó thể nào tránh né cho xong. Vương Tử Quân nói rất đúng, chính Đồng Quốc Khánh hắn là người đề xuất hoạt động học tập lý luận. Mục đích cuối cùng chính là yêu cầu cán bộ cố gắng công tác thực tế và thực chất chứ không phải chỉ là những lời nơi khóe miệng. Nhưng Đồng Quốc Khánh bên này còn chưa triển khai thì Vương Tử Quân ở bên kia đã tấn công như bão táp, hơn nữa tấn công cực kỳ đạo mạo và đường hoàng, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu và một ngạt. Hắn thầm mắng Bàng Đức Minh đồng thời trong lòng có chút chán nản. Nếu như không phải mình thấy Bàng Đức Minh học tập chuyên chú, nếu như không phải mình thấy Bàng Đức Minh và Vương Tử Quân có chút tranh chấp, như vậy mình sao làm ra những trò thế này? Đồng Quốc Khánh đã suy nghĩ rất kỹ về sự kiện dựng phòng lao động thương binh xã hội lên làm tấm gương điển hình. Hắn làm như vậy biểu hiện là vì công tác, thực chất chỉ là tính toán nhỏ nhặt muốn dùng nó để đả kích huy vọng của Vương Tử Quân. Nhưng Đồng Quốc Khánh không ngờ sự việc lại rơi vào tình huống thế này. Nhưng dù sao Đồng Quốc Khánh vẫn là Đồng Quốc Khánh, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại trong cảm giác chán nản và hối hận. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân và đám thường ủy vài lượt, lú này mới trầm giọng nói. Thưa các đồng chí, tôi cực kỳ đau lòng với những sự việc như vậy phát sinh ở thành phố Đông Bộ. Những chuyện thế này thể hiện cái gì? Tôi thấy đó chẳng những là hành vi thất trách, còn thể hiện rõ ràng sự chết lặng và lạnh lùng của ban ngành chức năng chúng ta. Đối với chuyện này chúng ta phải điều tra đến cùng, phải làm ra một hoàn cảnh làm việc tốt đẹp và đảm bảo cho anh em nông dân công nhân trong thành phố. Tuy sự việc khất nợ tiền lương công nhân chỉ liên quan đến phòng lao động thương binh xã hội, Thế nhưng nó đại biểu cho những vấn đề trong công tác của chúng ta. Đối diện với những vấn đề này, chúng ta cần tăng cường kiểm tra giám sát, nhanh chóng phát hiện những đơn vị cá nhân bỏ rơi nhiệm vụ để cùng xử lý, lấy hoạt động học tập lý luận lần này là cơ hội để ngăn chặn những sự kiện tương tự phát sinh. Vương Tử Quân lẳng lặng nghe Đồng Quốc Khánh lên tiếng, hắn thật sự không thể không bội phục Đồng Quốc Khánh vẫn có thể lợi dụng cơ hội lần này để đẩy mạnh công tác chứng thực của hoạt động học tập lý luận trước đó. Bí thư đồng bại mà không loạn Xem ra cũng khó thể xem thường. Nhưng dù là Đồng Quốc Khánh có biểu hiện thế nào thì hắn vẫn là kẻ bại trận trong cuộc chiến lần này. Sau đó mọi người bắt đầu phát biểu về sự kiện này, cuối cùng để cho Bí thư Ủy ban kỷ luật La Kiến Cường chịu hoàn toàn trách nhiệm xâm nhập điều tra sự kiện lần này. Sau khi hội nghị thường ủy cho ra quyết định với sự việc liên quan đến phòng lao động thương binh xã hội thì Bí thư Đồng Quốc Khánh tuyên bố giải tán. Vương Tử Quân đã chọc sự kiện tiền lương của nông dân trên hội nghị thường ủy dù là đồng quốc khánh hay những người khác cũng không còn tâm tư nhắc đến chuyện khen ngợi hội nghị thường ủy gió thổi mây phun tất nhiên không phải là người bình thường có thể cảm nhận được mà đã cảm nhận được cũng không giúp đỡ nhau lúc khó khăn với bảng đức minh vì vậy khi lưu duy chính phái người đến phòng lao động thương binh xã hội điều tra sự việc thì bảng đức minh còn chưa biết có chuyện gì xảy ra khi một vị phó bí thư ủy ban kỷ luật đi vào trong phòng làm việc của bảng đức minh lúc này trưởng phòng bàng đang chăm chú viết ra những kết luận tâm đắc của mình. Ôi, bí thư tôn, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Khi thấy cán bộ của ủy ban kỷ luật đến thì bàng Đức Minh trượt kinh hoàng. vì ủy ban kỷ luật là quả đen, hắn hiểu câu nói như vậy có nghĩa là gì? Vì thế khi thấy người của ủy ban kỷ luật thì hắn chợt cảm thấy không có gì hay, nhưng sau khi suy xét lại cẩn thận thì hắn căn bản không chút sợ hãi. Chính mình đang vùi đầu vào công tác học tập lý luận, hơn nữa còn được bí thư đồng khen ngợi vào thời điểm mấu chốt này sẽ xảy ra chuyện gì được chứ trưởng phòng bàng anh đang bận rộn gì vậy bí thư tôn và trưởng phòng bàng xem như có quen biết biết rõ lần này bàng đức minh tuy khó tránh khỏi tai vạ nhưng tối đa cũng chỉ là mất chức mà thôi thế cho nên vẫn khá khách khí không có gì ghi vài chữ mà thôi bàng đức minh gãi gãi đầu xấu hổ sau đó chuẩn bị dùng tay che lại ôi cho tôi xem nào Bí thư tôn vừa nói vừa lấy bản thảo lên xem. Bản thảo đã được viết ba bốn trang, bên trên là dòng tiêu đề với nét bút cứng cáp có lực. Chỗ dựa thực tế, ánh mắt lâu dài, coi hoạt động học tập lý luận là một cơ hội để sáng tạo một thời kỳ huy hoàng. Hi hi, bí thư tôn, đây cũng chỉ là bản thảo mà thôi, anh nên đưa tôi ghi cho kịp. Bàng Đức Minh nhìn bí thư tôn đang chăm chú xem bản thảo của mình, hắn cười hì hì xoa xoa bàn tay nói. Bí thư tôn đưa mắt nhìn bàng Đức Minh, Hắn nở nụ cười dở khó dở cười với đối phương, sau đó trầm giọng nói: "Trưởng phòng Bàng, việc này anh cũng đừng vội, cái này vẫn còn kịp. Hôm nay tôi có việc cần phối hợp với anh." "Ôi, bí thư Tôn, xem anh nói kìa, phòng lao động thương binh xã hội chúng tôi cũng không có gì tốt, chỉ là lao động và lao động, cũng không hơn. Ngài có gì cứ phân phó, tôi sẽ lập tức cho người đi làm." Bàng Đức Minh suy nghĩ cẩn thận chuyện của mình, sau đó nở nụ cười vui vẻ nói: Tút tút tút. Khi Bí thư Tôn chuẩn bị nói chuyện thì chuông điện thoại chợt vang lên. Bàng Đức Minh nhìn thoáng qua Bí thư Tôn, sau đó hắn cười cười nói: "Bí thư Tôn, tôi tiếp điện thoại cái đã. Anh cứ nghe máy đi, không cần khách khí." Bí thư Tôn khẽ gật đầu với Bàng Đức Minh, tỏ ý cho trưởng phòng Bàng có thể tiếp điện thoại. "Alo, tôi là Bàng Đức Minh." Bàng Đức Minh cầm lấy điện thoại trầm giọng nói với phía bên kia, nhưng âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia làm cho vẻ mặt hắn trở nên trắng bệch. Anh nói là Chủ tịch Vương nổi giận vì chuyện này. Gương mặt bàng Đức Minh trở trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại đã trở nên run rẩy. Người đầu dây bên kia không biết nói những gì mà bàng Đức Minh không thể nói gì thêm, một phút sau hắn chậm rãi cúp điện thoại, nhưng lúc này chút cảm giác kiêu ngạo trong mắt hắn đã tan biến sạch sẽ. Trường phòng bàng, chúng ta đi thôi, bí thư la vẫn đang chờ ở bên kia. Anh cũng đừng nên quá lo lắng, cùng lắm thì mất chức mà thôi. Cây chuyển thì chết nhưng người chuyển thì sống, chủ yếu là anh phải chuẩn bị tư tưởng. Bí thư tôn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của bàng Đức Minh thì khẽ nói. Bàng Đức Minh lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng muốn cười một cái với bí thư tôn, chỉ là da mặt giống như thiếu sợi dây chẳng nào đó, thật sự không thể nào kéo lên được. Một ngọn gió đột nhiên thổi ùa vào phòng, Gió cuốn bản thảo mà Bí thư Tôn vừa đặt lên mặt bàn lên không trung, bay phấp phới. Một tên nhân viên công tác đi theo Bí thư Tôn định đưa tay chụp lấy bản thảo thì Bàng Đức Minh khoát tay nói: "Khỏi cần, cảm ơn, không cần nhặt nó lên, vô dụng mà thôi." Bàng Đức Minh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, khi mọi người nối đuôi nhau đi ra, cửa phòng đóng ầm lại, bản thảo đang bay bổng trên không cũng rơi xuống đất. Phòng Lao động Thương binh Xã hội không làm tốt công tác hành chính không làm tròn trách nhiệm. Trưởng phòng Bàng Đức Minh bị miễn trừ chức vụ trưởng phòng, tin tức này như mọc cánh truyền ra khắp thành phố Đông Bộ. Đám người nghe được tin tức này thì thật sự cảm khái, đồng thời không khỏi đưa mắt nhìn về phía khu văn phòng khối chính quyền thành phố nhìn vài lượt. Tuy có nhiều lời nghị luận vang lên, nhưng những người hiểu rõ tin tức chỉ ném ánh mắt về phía những sự kiện phát sinh sau này, vì đối với bọn họ thì Bàng Đức Minh bị miễn chức chỉ là một sự kiện bắt đầu mà thôi. Chủ tịch Vương hôm qua Lưu Siêu cử đến phòng làm việc của tôi, anh ấy nói đã bổ sung tiền lương thiếu nợ, hơn nữa vì tỏ lòng thành còn cố ý tặng cho người nông dân kia thêm 2 ngàn, coi như ban thưởng thành tích thi đậu đại học của cậu con trai của người này. Phùng Chí Trường ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng báo cáo. Trả tiền lương đã nợ, lại tặng cho viên công nhân kia 2 ngàn để ban thưởng vì con trai thi đậu đại học, xử lý như vậy nghe qua thì có vẻ không tệ nhưng Vương Tử Quân lại có ý khác. Chủ tịch Phùng, những công nhân khác có nhận được tiền lương chưa? Vương tử quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó hắn trầm giọng hỏi Phùng Trí Trường. Khi đến đây Phùng Trí Trường đã chuẩn bị về vấn đề này, thế nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Vương tử quân thì trong lòng vẫn cảm thấy trột dạ. Phùng Trí Trường trầm ngâm một lát, sau đó hắn mở miệng báo cáo chi tiết. Chủ tịch Vương, chuyện này tôi đã nói với Lưu Siêu Cử, anh ấy nói hiện tại công ty gặp khó khăn về tài chính, vì vậy sau khi hoàn công mới có thể trả lương được. Khi công trình hoàn công, cũng không biết đến khi nào, vương tử quân cũng không nói lời nào, hắn chỉ lặng lặng nhìn phùng trí trường. Chủ tịch vương, tôi cũng biết rõ lưu siêu cử làm vậy là không đúng, thế nhưng anh ta nói thị trường xây dựng bây giờ là như vậy, không khất nợ tiền lương công nhân mới là không bình thường. Phùng trí trường thấy vương tử quân nhìn mình như vậy, thế là cảm thấy giống như mình biến thành tên giám đốc phạm vào sai lầm kia vậy chủ tịch phùng, thiếu nợ thì trả tiền, điều này là lẽ đương nhiên. Lần này người nông dân kia may mắn gặp chúng ta xem như được cứu vớt, chẳng lẽ chúng ta có không rút ra bài học, còn muốn sự kiện nông dân vì đòi lương mà tự sát tái diễn nữa sao? Vương tử quân dùng giọng không khách khí. chương 525, anh là đá cản đường tôi tiến lên. Phùng Chí trường cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng bỏng, hắn hiểu vương tử quân nói rất đúng, nhưng bây giờ trong sự nghiệp xây dựng của thành phố Đông Bộ cũng không có mấy nhà trả lương đúng hạn cho công nhân. Lưu siêu cử lúc này cũng cực kỳ đau đầu, nếu muốn hắn trả tiền lương cho công nhân vào đúng hạn thì căn bản là một chuyện không dễ dàng chút nào. Nếu nói đám người làm trong ngành xây dựng mà không có tiền thì phùng trí trường căn bản không tin, tiền ở trong tay bọn họ có thể đẻ ra tiền, nếu trả muộn nửa năm một năm sẽ kiếm được thêm một mớ tiền khác, những chuyện nuôi gà đẻ trứng thế này sao bọn họ có thể bỏ qua cho được. Chủ tịch Vương, nếu muốn các công ty xây dựng trả tiền lương cho công nhân vào đúng thời hạn thật sự là rất khó. Ví dụ như công ty Lập Phong, tôi đã nói qua với Lưu Siêu Cử, anh ấy dùng giọng cứng nhắc nói rõ ràng, nếu thật sự trả lương đúng hạn thì bọn họ chỉ có một con đường để đi là đình công. Phùng Chí Trường cố gắng xem xét lại ngôn ngữ, sau đó ngẩng đầu nói với Vương Tử Quân. Đình công? Vương Tử Quân nhìn gương mặt ngưng trọng của Phùng Chí Trường, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười thản nhiên hắn biết rõ những người kia sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, dù sao điều này cũng liên quan đến lợi ích của bản thân, có người nào tình nguyện nhổ miếng cơm đã nuốt ra chứ. Lý do của bọn họ với phùng chí trường có thể nói là hữu dụng, nhưng đối với một người đã hạ quyết tâm như Vương Tử Quân thì chỉ là một cái cớ mà thôi. Chủ tịch Vương, trước mắt thành phố đông bộ chúng ta đang có 5-6 công trình trọng điểm được xây dựng, hơn nữa những công trình xây dựng đơn giản hơn có khoảng hơn 20. Nếu tất cả công trình đình công, như vậy quá trình xây dựng ở thành phố đông bộ chúng ta sẽ ngưng trệ, căn bản không thể hoàn thành công trình vào đúng thời gian quy định. Phùng Chí trường vốn không định nói ra những lời này, thế nhưng lúc này nhìn trạng thái của Vương Tử Quân, hắn vẫn phải cắn răng nói ra những lời như vậy. Những công trình trọng điểm không thể ngừng, nhưng tiền lương của công nhân xây dựng cũng phải được đảm bảo trả vào đúng thời hạn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn thoáng qua Phùng Chí trường, sau đó hắn nói. Chủ tịch Phùng, đây là hợp đồng lao động của phòng lao động thương binh xã hội anh xem có gì cần bổ sung không nếu như không có gì cần bổ sung như vậy để cho tất cả đơn vị thi công thực hiện theo đúng hợp đồng lao động phùng trí trường nhận lấy bản hợp đồng lao động trong tay vương tử quân hắn đưa mắt nhìn cực kỳ chăm chú khi hắn nhìn thấy mục phải trả tiền lương từng tháng cho công nhân theo đúng hợp đồng hắn căn bản bản biết rõ lần này vương tử quân quyết tâm làm cho ra lẽ vụ này chủ tịch vương dựa theo quy định pháp luật thì tôi cảm thấy hợp đồng này có thể thực hiện, vấn đề là nó không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của thành phố chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta cần nhập ra tùy tục, cần phải phân tích theo đúng tình hình cụ thể. Phùng Chí Trường đưa hợp đồng lại cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng đề nghị nói. Chủ tịch Phùng, tôi hiểu ý của anh, nhưng có một số việc có thể kéo, cũng có một số việc không thể kéo. Vương Tử Quân đứng lên sau bàn làm việc rồi cười cười nói với Phùng Chí Trường. Dù sao cũng có người đứng ra làm chuyện đắc tội với người, nếu như tất cả chúng ta đều đi đường vòng, như vậy vấn đề này sẽ mãi tồn tại. Bất kỳ thời điểm nào anh cũng phải đề phòng xem có người tự sát vì tiền lương hay không, như vậy thật sự khó thể nào yên tâm cho được. Phùng Chí Trường nhìn gương mặt tươi cười kiên định của Vương Tử Quân, hắn biết dù mình có khuyên nữa cũng vô dụng. Thật ra khi nghe được sự kiện có người vì không nhận được tiền lương mà phải nhảy lầu tự sát thì chính hắn cũng cảm thấy cực kỳ căm phẫn trong lòng cũng thật sự muốn nắm bắt đám người kia cũng thầm đổ mồ hôi hột vì những năm gần đây có bất kỳ sự việc gì xảy ra thì lãnh đạo chủ quản cũng là người bị truy cứu trách nhiệm đầu tiên chủ tịch vương chuyện này chúng ta có nên mở hội nghị thảo luận không phùng trí trường cuối cùng cũng là lão quan trường hắn biết rõ ý nghĩ của vương tử quân là như thế nào hắn là trợ thủ cũng phải mở miệng nhắc nhở đầy thiện ý điều này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng không cần chuyện này nằm trong phạm vi của khối chính quyền thành phố, nên sớm không nên trễ, anh để cho phòng lao động thương binh xã hội thành phố nghiêm chỉnh chấp hành là được. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng kiên định nói. Phùng Chí trường nói đến đúng điểm là dừng, hắn cũng nghe và hiểu lời của chủ tịch vương. Nếu đưa ra thảo luận ở hội nghị thường ủy thì có thể cho ra quyết định, dùng danh nghĩa của khối chính quyền để xử lý cũng hoàn toàn có thể. Tên họ vương kia rõ ràng không muốn cho chúng ta sống, còn bắt chúng ta trả lương đúng hạn theo từng tháng. Hừ, đám công nhân xây dựng này là cán bộ ăn lương theo biên chế sao? Đúng là, sự việc này rõ ràng là không xong. Lưu Trí Bân cầm lấy hợp đồng trong tay, hắn dùng giọng bất mãn nói với Lưu Siêu Cử. Lưu Siêu Cử ngồi trên ghế salon, hắn đưa mắt nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của Lưu Trí Bân, sau đó cười lạnh nói. Nếu cậu muốn phát tiết cơn giận thì đi mà tìm tên họ Vương ở khối chính quyền thành phố, đứng chỗ này lớn tiếng thì có gì gọi là anh hùng. Ôi, nhị thúc, cháu nào dám làm anh hùng trước mặt ngài? Còn không phải cháu nổi giận vì tên họ vương kia nhắm vào chúng ta sao? Cháu thấy người này được một tấc thì không phải chỉ tiến lên một thước, rõ ràng là tiến lên cả chục thước. Nếu không cho hắn biết thế nào là đau đớn, chỉ sợ hắn sẽ coi chúng ta là quả hồng thích làm gì thì làm. Lưu Trí Bân đưa cho Lưu Siêu cử một ly trà, sau đó dùng giọng nịnh nọt nói. Lưu Siêu cử dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Trí Bân, lúc này mới nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lại nói. Cậu đấy, cậu đúng là quá non, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nhớ kỹ lời của tôi, chó sủa không cắn người, chó không sủa mới cắn người, cậu mạnh miệng như vậy có tác dụng gì sao? Hi hi, nhị thúc, có ngài ngồi đây không phải là có chỗ dựa cho cháu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng sao? Chú xem, người này cũng thật sự quá mức, rõ ràng là gây khó cho lưu gia chúng ta hắn không phải ép chúng ta trả tiền lương cho công nhân đúng thời hạn sao chúng ta dứt khoát một là không làm hai là làm cho xong dứt khoát không phát lương và trực tiếp đình công làm sao cậu biết chúng ta không thể nào phát lương cho công nhân đúng hạn vẻ mặt lưu siêu cử dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lưu trí bân khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên lưu trí bân đã đi theo lưu siêu cử không ít năm hắn thật sự quá hiểu về tính tình của lưu siêu cử hắn thầm nghĩ tất nhiên chú có thể trả được nhưng chú luôn xem tiền là xương sườn trên người mình chú cam lòng lấy nó ra phát lương sao số tiền kia đừng nói là đầu tư vào hạng mục khác để thu lợi chú thậm chí không lấy làm gì cũng để đó nhìn cho sướng mắt căn bản có ý buông tha trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy nhưng lưu trí bân lại tuyệt đối không nói ra trên mặt hắn nhanh chóng lộ ra nụ cười nhị thúc cháu biết rõ ngài có nhiều tiền hoàn toàn có thể bỏ ra chút tiền kia, thế nhưng nếu làm như vậy thì chuyện vốn lưu động sẽ gặp phải vấn đề. Lưu siêu cử nghe thấy Lưu Trí Bân nói đến ba chữ vốn lưu động, thế là hắn lạnh lùng cười nói. Trí Bân, xem ra bây giờ lông cánh của cậu hơi cứng rồi đấy. Lưu Trí Bân nghe những lời của Lưu Siêu Cử thì vẻ mặt chợt biến đổi, tuy điều hòa trong phòng được mở rất thấp thế nhưng hắn nhanh chóng đổ mồ hôi đầm đìa, lực ảnh hưởng tác động qua nhiều năm làm cho Lưu Trí Bân thật sự sinh ra cảm giác sợ hãi theo bản năng với Lưu Siêu Cử. Nói đi, rốt cuộc bọn họ cho cậu cái gì? Vì sao cậu lại về cổ động tôi đình công? Lưu Siêu Cử chợt lộ ra nụ cười nói. Nhị thúc, nhị thúc, cháu cũng chỉ là hồ đồ nhất thời mà thôi, bọn họ thật sự cũng không cho cháu lợi ích gì. Chỉ là khi uống rượu với anh Lý, nhóm anh Lý nói bọn họ thật sự không gắng gượng được nữa, Bọn họ nói bây giờ chú là người đứng đầu trong ngành xây dựng ở thành phố Đông Bộ, nếu ngài không đứng ra làm chủ đạo, bọn họ căn bản không còn biện pháp gì nữa. Lưu Siêu Cử nở nụ cười lạnh lùng, khóe miệng chợt nhếch lên với bộ dạng châm chọc. Cậu cứ như vậy mà tin lời bọn họ, nếu thật sự là như vậy thì cậu cũng đừng đi theo tôi nữa. "Không, nhị thúc, cháu nói thật, bọn họ đồng ý sau khi thành công sẽ cho cháu một bộ biệt thự." cháu nghĩ sự việc này cũng không tổn hại đến lợi ích của bọn họ, chúng ta cũng không có vấn đề gì, thế cho nên mới đồng ý nói vài lời với ngài. Lưu Trí Bân thật sự đổ mồ hôi hột, hắn cũng không quan tâm đến chuyện lau mồ hôi, chỉ nói tiếp. Anh Lý còn nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực kết hợp lại thành một khối, cũng không sợ vương tử quân không thỏa hiệp, đến lúc đó làm thế nào là do chúng ta quyết định. Hừ, cậu đúng là kẻ ngốc, cậu còn tự cho rằng mình là người thông minh, lại bị bọn họ đẩy lên đầu súng mà không biết. Lưu siêu cử dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Lưu Trí Bân, sau đó hắn cười nói. Nhưng đây cũng là một cơ hội, nếu bọn họ đã muốn lợi dụng chúng ta, như vậy cũng phải trả một cái giá lớn. Những năm nay không có lợi sẽ không ai dậy sớm, dựa vào cái gì chúng ta làm chỗ dựa cho bọn họ. Nhị Thúc nói rất đúng, sao cháu lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Lưu Trí Bân gái gãi đầu, bộ dạng giống như đã hiểu ra vấn đề đừng tiếp tục dở trò chiếm được tiện nghi còn giả vờ thông minh ở đây nữa, bọn họ hứa cho cậu một bộ biệt thự, như vậy cậu cứ giữ lấy. Nhưng cậu phải nhớ cho kỹ, có gì cũng phải nói rõ ràng với tôi, nếu còn ý nghĩ lừa gạt, như vậy sớm cuốn gói cút đi. Lưu siêu cử vỗ vỗ lên vai Lưu Trí Bân rồi cười mắng. Lưu Trí Bân nghe nói bộ biệt thự kia sẽ là của mình thì tỏ ra hớn hở ra mặt. Cháu biết nhị thúc là người thương cháu nhất, ngài cứ yên tâm, sau này sẽ tuyệt đối không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Cút đi nhanh lên. Lưu siêu cử cười mắng một tiếng, sau đó đuổi Lưu Trí Bân ra khỏi phòng làm việc của mình. Lúc này trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Lưu siêu cử. Hắn nâng ly trà lên nhấc một ngụm, sau đó đặt bản hợp đồng lao động lên bàn rồi dùng giọng ác độc nói. Mày con bà nó đúng là một con khỉ, nếu anh đây không cho mày lăn xuống, như vậy anh cũng khó bỏ lên trên sau khi bàng đức minh bị miễn chức thì phòng lao động thương binh xã hội rơi vào tình huống bấp bênh nhưng sự kiện bàng đức minh bị miễn chức lại làm cho nhiều người vui mừng không thôi trong số đó có phó phòng bạch hiểu cường là người thân tín của trưởng phòng bàng bạch hiểu cường chính là tâm phúc do một tay bàng đức minh để bạt lên nhưng sau khi tiến lên một vị trí nhất định dù hai bên có là thân tín thế nào cũng sẽ trở thành những tảng đá cản chân nhau phát triển bạch hiểu cường là người rất thông minh hắn hiểu được trong quan trường điều cần làm nhất chính là quản cái miệng của mình cho thật chặt. Phải biết rằng khắp nơi đều là tai mắt của lãnh đạo, nếu anh nói một câu và lãnh đạo đều biết rõ, như vậy tốt nhất là giả ngu thì sẽ an toàn. Điều này Bạch Hiểu Cường làm rất tốt, hắn ra sức công tác, lại cố gắng giả ngu trước mặt bằng Đức Minh. Thử nghĩ mà xem, có lãnh đạo nào thích loại thủ hạ không gì không làm được, không gì không hiểu, lại có bản lĩnh vượt qua cả mình vì vậy tuy bạch hiểu cường cực kỳ oán hận tảng đá cản đường của mình là bàng đức minh lại biểu hiện rất cung kính nói gì nghe nấy hơn nữa lúc nào hắn cũng tự nhắc mình không cần phải quá hoàn mỹ thỉnh thoảng cũng phải lộ ra chút khuyết điểm để chiếm được niềm tin vui của bàng đức minh đồng thời cũng làm cho bàng đức minh yên tâm là được bạch hiểu cường thật sự không có bản lĩnh để loại trừ tảng đá chặn trên con đường sự nghiệp của mình nhưng bây giờ tảng đá bàng đức minh đã bị lãnh đạo thành phố loại bỏ một chuyện tốt với mình mà không cần bỏ sức xảy ra vào đúng thời điểm. Điều này thật sự không khỏi làm cho Bạch Hiểu Cường cảm thấy vui sướng, buổi tối nằm mơ cũng mỉm cười. Tuy trước mắt Bạch Hiểu Cường không phải là trưởng phòng lao động thương binh xã hội, chỉ là phó phòng chủ trì công tác, thế nhưng chức vụ này khác biệt hẳn so với phó chủ tịch bình thường. Hắn thưởng thức ly trà ngon có người pha sẵn rồi dùng ánh mắt thản nhiên tự đắc nhìn đội trưởng đội giám sát lao động đang đi tới di lui trước mặt, hắn mở miệng nói. Đội trưởng địch, có gì thì anh cứ ngồi xuống rồi nói, anh đi tới đi lui như vậy nào giải quyết được vấn đề gì chứ? Trưởng phòng Bạch, anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Đám công ty xây dựng kia giống như đã thương lượng sẵn với nhau vậy, bọn họ từ chối ký hợp đồng lao động. Hơn nữa vừa nhắc đến chuyện khất nợ lương của công nhân thì ai cũng khóc than, nói cái gì là cùng cực lắm mới phải khất nợ, nếu thật sự phải trả đúng hạn thì bọn họ cũng chỉ có thể đình công mà thôi. Còn có người nói thẳng, bây giờ không có tiền nhưng lại có mạng sống, bọn họ đã là con chuột chui vào trong ống tre bị hai đầu ép chết, như vậy còn cách nào khác hơn. Đội trưởng địch thu thanh dáng người không cao, cũng không quá béo, nếu ném vào trong đám đông thì thật sự khó thể nào tìm ra được. Nhưng hắn là một người không thể thiếu trong phòng lao động thương binh xã hội, vì hắn là đội trưởng đội giám sát lao động thành phố, đơn vị cấp 2 của phòng lao động thương binh xã hội. Địch Thu Thanh không những là đội trưởng, còn là một thành viên đảng ủy của phòng lao động thương binh xã hội, lời nói trong đơn vị thậm chí còn có độ nặng hơn một vị phó phòng như Bạch Hiểu Cường. Nhưng cũng vì như vậy mà địch thu thanh thật sự không có tính tích cực trong công tác, cả ngày trên cơ bản chỉ lo trả nước báo chí, hao tổn thời gian chờ ngày về hưu. Hắn thật sự không buồn đẩy mạnh công tác, giống như một kẻ đang công tác ngủ gật. Lần này bằng Đức Minh gặp chuyện không may làm cho địch thu thanh sợ cuống cuồng, dù sao hắn là đội trưởng đội giám sát lao động nên cũng biết rõ chuyện khất nợ tiền lương công nhân, hắn thấy sự kiện này mình không bị xử lý đây rõ ràng là một cơ hội vì nếu trở bên trên có ý kiến xử lý sự việc sợ rằng thời gian yên ổn của hắn cũng biến mất vì thế mà những ngày qua địch thu thanh rất tích cực công tác nhưng những công ty xây dựng thật sự không ra gì phản kháng bằng nhiều trò khác nhau hắn thật sự không có tác dụng gì lớn tuy hắn rất muốn dựa theo trình tự cho đám giám đốc công ty xây dựng một bài học thế nhưng đám giám đốc công ty xây dựng kia và đặc biệt là kẻ đứng đầu là công ty lập phong ai mà chẳng có hậu trường. Nếu chọc vào chỉ sợ không làm gì được người ta mà chính mình sẽ bị ảnh hưởng, làm việc như vậy rõ ràng là bị hai bên khinh bỉ. Đội trưởng địch, anh cần gì phải gấp, trời sập không phải sẽ có tuyến trên chống đỡ sao? Bạch Hiểu Cường đi đến đẩy địch Thu Thanh ngồi xuống ghế, sau đó thuận tay rót cho đối phương một ly trà. Chuyện này là Chủ tịch Vương sắp xếp, như vậy cứ chờ chỉ thị của Chủ tịch Vương, đồng thời cũng chịu khó báo cáo công tác. Lãnh đạo muốn gì, đó chính là mọi việc có hồi âm, sự việc có nguyên nhân hậu quả. Có câu chỉ cần tư tưởng không sai thì dù thế nào cũng có phương pháp xử lý khó khăn, biết đâu Chủ tịch Vương đã sớm nghĩ ra biện pháp rồi. Địch Thu Thanh tìm đến gặp Bạch Hiểu Cường cũng vì ý nghĩ này, lúc này thấy trưởng phòng Bạch nói ra thì nhanh chóng trầm tĩnh lại. chương 526 là một người không bao giờ ngã. Địch Thu Thanh nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng không thể chờ đợi được nói trưởng phòng bạch tôi thấy việc này cũng không nên chậm trễ được không bằng thế này bây giờ chúng ta sẽ đến văn phòng khối chính quyền thành phố để xem chủ tịch vương có rảnh không bạch hiểu cường trầm ngâm dây lát rồi gật đầu nói lúc này cũng có thể nhưng chúng ta không mang theo thứ gì mà đi những hai người thì cũng không tốt không bằng để cho văn phòng làm ra một phần tài liệu ngày mai rồi hãy đi trưởng phòng bạch tôi đã sửa lại tài liệu báo cáo anh xem còn gì cần sửa chữa nữa không? Nếu như không, chúng ta trực tiếp đi là được." Địch Thu Thanh lấy ra một phần tài liệu, sau đó dùng hai tay đưa cho Bạch Hiểu Cường. Bạch Hiểu Cường nhìn Địch Thu Thanh, thầm nghĩ lão già này đúng là cái gì cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng ông cũng đừng nên đắc ý quá sớm, nếu không có người giúp tôi báo cáo sự việc, như vậy dám chơi trò tính toán với tôi sao? Hừ, tuổi cao thì nghĩ nhiều, đúng là bạch hiểu cường thầm nghĩ như vậy nhưng biểu hiện lại không chút vấn đề đội trưởng địch anh nghĩ thật chu đáo địch thu thanh nở nụ cười chân thành nói trưởng phòng bạch tài liệu này vốn là cho ngài xem nếu ngài đã muốn đến báo cáo cho chủ tịch vương như vậy lấy nó làm tài liệu báo cáo đội trưởng địch hôm nay anh ra tay xem như tôi đã trúng chiêu trừ khi tối nay anh mời khách nếu không tôi sẽ chẳng bỏ qua bạch hiểu cường vỗ vai địch thu thanh rồi cười trêu ghẹo không có vấn đề, có thể mời trưởng phòng bạch uống rượu thì rõ ràng là vinh quang cho đội giám sát chúng tôi. trưởng phòng bạch nói cho ngài biết một việc, hi hi, dù hôm nay ngài không nói, tôi cũng muốn uống vài ly với ngài. địch thu thanh trả lời làm cho bạch hiểu cường rất vui. bây giờ các vị phó phòng trong phòng lao động thương binh xã hội đều đang cố gắng dùng sức, tuy hắn là người chủ trì công tác, bên trên cũng có người lên tiếng, nhưng nếu muốn tiến lên vị trí trưởng phòng thì cũng cần có sự giúp sức của người bên dưới nữa tuyển lãnh đạo khá với tuyển điển hình tiên tiến, mọi người đều phải tranh thủ ra tay và lợi dụng tất cả điều kiện có thể. Địch Thu Thanh là một thành viên trong đảng ủy khối phòng lao động thương binh xã hội, hơn nữa là cán bộ công tác nhiều năm, còn quản một đơn vị cấp 2, với thân phận như vậy thì tất nhiên Bạch Hiểu Cường sẽ rất muốn lôi kéo. Nếu lần này hắn bỏ lỡ chuyến xe, cũng không biết đến ngày nào tháng nào mới có tuyến xe tiếp theo. Hai người cùng cười nói một phen, sau đó leo lên xe đi về phía văn phòng khối chính quyền thành phố. Vốn hai người đều có xe riêng, thế nhưng vì bàng Đức Minh gặp chuyện không may, thế cho nên lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội cũng an phận hơn xưa. "Trưởng phòng Bạch, tôi chưa từng có liên hệ với chủ tịch Vương, nghe nói chủ tịch Vương rất nghiêm túc, tôi lại không có đủ tiêu chuẩn lời nói, thế cho nên nhờ lãnh đạo một chút." Khi đi đến cổng văn phòng khối chính quyền thành phố thì Địch Thu Thanh chợt nói với Bạch Hiểu Cường. Bạch Hiểu Cường thầm nghĩ: anh chưa từng có liên hệ với chủ tịch Vương, chẳng lẽ mỗi ngày tôi đều đi quanh chủ tịch Vương sao? Nhưng những lời nói trốn tránh trách nhiệm như vậy hắn cũng không thể nói ra vào lúc này, trước mắt hắn đang đi trên con đường và ở vào thời điểm quan trọng, nếu như biểu hiện quá vô năng thì địch thu thanh sẽ xem thường. "Đội trưởng địch cứ yên tâm, chủ tịch Vương rất bình dị gần gũi, có một số việc anh cứ cam đảm lên tiếng, có gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm." Bạch Hiểu Cường cực kỳ trang nghiêm có một hương vị sau này hai bên sẽ cùng chung vinh nhục. Thật ra trái tim hắn cũng đập lên điên cuồng, trong lòng không phải không có lo lắng. Khi vương tử quân nắm bắt bàng Đức Minh, hành động chuẩn xác và hung ác của vương tử quân thật sự làm cho mọi người không kịp chuẩn bị. Có lẽ trong thành phố Đông Bộ càng có không ít cán bộ tỏ ra sợ hãi khi đối diện với vương tử quân. Hai người bạch hiểu cường xuống xe đi vào khu văn phòng khối chính quyền thành phố, địch thu thanh trầm ngâm một lát rồi đột nhiên kéo bạch hiểu cường. Trưởng phòng bạch, Trước kia tôi đã từng vài lần uống rượu với thư ký trưởng Thái, quan hệ coi như không tệ. Anh xem, chúng ta có nên đến báo cáo với thư ký trưởng, sau đó cùng thư ký trưởng đến báo cáo với chủ tịch Vương không? Bạch Hiểu Cường cũng hiểu uy thế của chủ tịch Vương đang tăng tiến mạnh mẽ trong thành phố Đông Bộ, trong lòng cũng thầm nghĩ muốn kết giao với phó thư ký trưởng Thái Nguyên Thương đang dần biến thành tâm phúc của Vương Tử Quân, thế là hắn lên tiếng. Cũng tốt, có thể làm cho thư ký trưởng Thái giúp chúng ta một tay như vậy chúng ta cũng an tâm hơn phòng làm việc của thái nguyên thương ở bên dưới một lầu so với phòng làm việc của vương tử quân khi hai người bạch hiểu cường gõ cửa thì thái nguyên thương đang nhắc nhở vài nhân viên công tác khi thấy hai người đến thì đứng lên nói trưởng phòng bạch đội trưởng địch ngọn gió nào đưa hai người bận rộn như các anh đến chỗ tôi vậy bạch hiểu cường và thái nguyên thương căn bản không có kết giao chẳng qua cũng xem như gặp mặt nhiều lần mà thôi khi thấy Thái Nguyên Thương nhiệt tình chào hỏi mình, hắn thầm nghĩ, hèn gì sau khi nhâm xương bình rơi đài thì Thái Nguyên Thương có thể nhanh chóng xoay người khởi tử hồi sinh, xem ra người này cũng không phải mạnh mẽ theo kiểu bình thường. Bạch Hiểu Cường thật sự khá cảm thán, hắn dùng hai tay bắt chặt tay thư ký trưởng Thái Nguyên Thương rồi nói. Thư ký trưởng, ngài nói những lời như vậy thật sự làm tôi hỗ thẹn, bình thường cảm thấy lãnh đạo ngày chạy vạn giảm quá bận rộn nên không dám đến quấy giày, vì thế cũng không đến báo cáo công tác cho đủ, hôm nay xem như xin thư ký trưởng thái một cơ hội để trao đổi với lãnh đạo thư ký trưởng vừa rồi tôi còn nói về ngài với trưởng phòng bạch tử lượng của anh thái cũng xem như xếp hàng thứ ba trong thành phố đông bộ thật sự là một trong những lãnh đạo nằm trong danh sách không bao giờ ngã vì thế tối nay mong anh rút ra chút thời gian để trưởng phòng bạch kiến thức tử thần được rèn luyện như thế nào địch thu thanh dùng giọng nửa thật nửa giả lên tiếng thế là khoảng cách giữa ba người được kéo lại khá nhiều Thái Nguyên thương thấy hai người Địch Thu Thanh và Bạch Hiểu Cường kẻ sướng người họa, sao không biết rõ ý nghĩ của bọn họ. Hai người kia tuy có cùng chức vụ phó cục, thế nhưng một người là lãnh đạo đơn vị cấp 2, một người là cấp phó chủ trì công tác của đơn vị cấp 1, đều là những người đứng đầu một phương, thân phận của bọn họ hoàn toàn ngang hàng với mình. Bây giờ bọn họ coi mình là lãnh đạo, không phải vì sau lưng mình có cây cổ thụ Vương Tử Quân sao? Tuy Thái Nguyên thương hiểu rõ điều này nhưng trong lòng vẫn sinh ra chút cảm giác hưởng thụ. Trưởng phòng Bạch, đội trưởng địch, hai anh cũng đừng quá đề cao tôi, tôi làm công tác gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Hôm nay chủ tịch Vương tiếp đón vài người bạn từ trên tỉnh xuống, tôi phải đi sắp xếp, thật sự không đi được. Thế này đi, hôm nào đó chúng ta rảnh rỗi, tôi sẽ thu xếp để mời các vị uống một bữa cho thoải mái. Sao có thể để cho thư ký trưởng sắp xếp được, phòng lao động thương binh xã hội chúng tôi sẽ là người mời khách, nếu hôm nay thư ký trưởng không đi được, như vậy thì chuyển sang ngày mai bạch hiểu cường rất hiểu quy củ quan trường hắn vừa cười vừa tiến thêm một bước mời mọc được rồi ngày mai chúng ta cố gắng tranh thủ hai vị lãnh đạo đến tìm tôi có lẽ cũng không phải chỉ là vấn đề dùng cơm có gì hai vị cứ nói thẳng nếu không lát nữa chủ tịch vương phải đi ra ngoài tôi cũng phải đi theo một tấc không rời thái nguyên thương nhìn đồng hồ treo tường rồi cười ha hả nói bạch hiểu cường và địch thu thanh đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cũng là địch thu thanh mở miệng Hắn dùng giọng đơn giản nói rõ sự việc một lần, sau đó trầm giọng nói. "Thư ký trưởng, chuyện này chúng tôi cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, đám công ty xây dựng kia cứ muôn miệng một lời, nếu một công ty thì không có vấn đề, quan trọng là bây giờ bọn họ liên hợp lại, chúng ta cũng không thể nào sử dụng thủ đoạn cưỡng chế với tất cả cho được." Hai mắt Thái Nguyên thương chợt híp lại, hắn đã sớm có dự đoán với tình huống này. Người ta đã nuốt miếng thịt vào trong miệng, bây giờ muốn bọn họ nhổ ra thì căn bản là rất khó hơn nữa đám người ăn thịt này đều là loại tay mắt thông thiên, phần lớn đều có bối cảnh. Thái Nguyên Thương cũng từng đề cập qua vấn đề này với Chủ tịch Vương, nhưng Chủ tịch Vương vẫn cho ra quyết định như vậy. Thái Nguyên Thương thật sự cảm thấy cực kỳ bội phục quyết đoán của Vương Tử Quân, đồng thời cũng phải suy xét xem nên đối mặt với tình huống sắp tới như thế nào. Dù sao hắn bây giờ cũng xem như dẫm chân lên thuyền của Vương Tử Quân, hai bên cùng chung vinh nhục. Thái Nguyên thường suy nghĩ rất nhiều nhưng thật sự không có kế sách nào với cục diện vào lúc này. Nếu chỉ đơn thuần làm thủ đoạn cưỡng chế, rất có thể làm cho tình tiết sự việc biến hóa phức tạp, nhưng nếu mặc kệ, sự việc cuối cùng cũng sẽ có vấn đề phát sinh, như vậy cũng sẽ là một đả kích đến uy vọng của Chủ tịch Vương. Thái Nguyên Thương trầm ngâm dây lát rồi nói. Thế này đi, chúng ta đến xin chỉ thị của Chủ tịch Vương. Thái Nguyên Thương nói rồi cầm điện thoại lên, sau khi điện thoại nối thông thì hắn cười ha hả nói với đầu dây bên kia quốc lương tôi là thái nguyên thương bây giờ chủ tịch vương có trong phòng không không biết triệu quốc lương ở đầu dây bên kia nói điều gì thái nguyên thương đặt điện thoại xuống rồi nói chúng ta rất may mắn chủ tịch vương vừa vặn đang có mặt trong phòng làm việc chúng ta nên tranh thủ thời gian cần phải báo cáo rõ ràng sự việc này cho chủ tịch vương hai người bạch hiểu cường lúc này nào dám chậm trễ bọn họ vội vàng đứng lên đi theo Thái Nguyên Thương, cũng không đi thang máy mà trực tiếp theo cầu bang bộ đi lên phòng làm việc của Chủ tịch Phương. Chào thư ký trưởng Thái. Triệu Quốc Lương nở nụ cười đi đến bên cạnh Thái Nguyên Thương rồi mở lời chào hỏi. Thái Nguyên Thương rất thân mật với Triệu Quốc Lương, hắn cười bắt chuyện với Triệu Quốc Lương rồi lại hỏi. Chủ tịch Vương bây giờ có rảnh không? Chủ tịch Vương cho mời anh vào, nhưng ngày thư ký trưởng, 20 phút sau chủ tịch có hội nghị cần tham gia, ngài tốt nhất là nhanh lên. Triệu Quốc Lương vừa nói vừa khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bạch Hiểu Cường và Địch Thu Thanh nhanh chóng đi theo Thái Nguyên Thương vào trong phòng, sau đó thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi viết gì đó sau bàn làm việc. Bầu không khí trong gian phòng và tư thái của vị chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh bàn làm việc đột nhiên làm cho tâm tình của hai người Bạch Hiểu Cường trở nên căng thẳng. Tuy bọn họ chưa từng tiếp xúc với chủ tịch Vương, thế nhưng bọn họ lại nghe rõ thủ đoạn của vị lãnh đạo này, thế cho nên cảm giác căng thẳng của bọn họ vào lúc này thậm chí còn mãnh liệt hơn trước kia gặp mặt một vị chủ tịch công tác ở thành phố Đông Bộ được 5-6 năm như Nhâm Sương Bình. Nguyên thương đã đến đấy à, vào ngồi xuống đi. Vương tử quân đặt bút xuống, ánh mắt cũng nhìn về phía Bạch Hiểu Cường và Địch Thu Thanh. Chào chủ tịch Vương. Bạch Hiểu Cường và Địch Thu Thanh quy củ ngồi xuống ghế salon, vẻ mặt nghiêm túc, chờ Vương tử quân đặt câu hỏi. Chủ tịch Vương, Vừa rồi phát triển Bạch và đội trưởng địch của phòng lao động thương binh xã hội đã nói ra những chuyện có liên quan đến việc ký kết hợp đồng lao động và đảm bảo công nhân được phát tiền đúng hạn, tôi cảm thấy sự việc không thể phớt lờ, vì vậy mới đưa bọn họ đến báo cáo với ngài. Thái Nguyên Thương vừa tiếp nhận ly trà từ tay Triệu Quốc Lương vừa trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, ánh mắt hắn rơi lên người đội trưởng địch, lại nói: Rốt cuộc là tình huống gì, có gì khó khăn, không cần che giấu cứ nói cho tôi biết. Chủ tịch Vương, chuyện này là chúng tôi không làm tốt công tác. Địch Thu Thanh vội vàng đứng lên khỏi ghế, hắn dùng giọng chân thành kiểm điểm với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo không cho Địch Thu Thanh nói những lời vô ích, hắn gọn gàng dứt khoát nói. Trách nhiệm để về sau hãy nói, bây giờ tôi muốn biết có gì đang xảy ra. Địch Thu Thanh lúc này thật sự sinh ra cảm giác luống cuống tay chân, sau khi trở thành đội trưởng đội giám sát lao động thì hắn thật sự ít khi nào sinh ra cảm giác lo sợ thế này hắn đưa mắt nhìn thoáng qua vương tử quân sau đó khẽ nói ra những vấn đề đang gặp phải chủ tịch vương bây giờ bọn họ không chịu ký kết hợp đồng lao động nếu như chúng ta ép thì chỉ sợ bọn họ sẽ đình công như vậy tôi sợ sẽ phát sinh nhiều vấn đề xấu khác địch thu thanh nói rồi có hơi dừng lại cuối cùng vẫn nói ra những lời mình luôn do dự vương tử quân khẽ gật đầu hắn hiểu ý của địch thu thanh, đối phương có thể đình công nhưng sẽ không ký hợp đồng lao động, và cũng không trả lương cho công nhân đúng hạn. Hắn nghĩ đến những lời vừa rồi của địch thu thanh mà khẽ cười lạnh một tiếng. Thư ký trưởng Thái, thế này đi, anh đi tìm chủ tịch Lưu, để cho anh ấy phụ trách chuyện này, tiến hành xử lý tất cả đơn vị công ty xây dựng làm việc không theo quy định pháp luật tho theo đúng như quy định pháp luật. Vương tử quân liếc mắt xem qua báo cáo của địch thu thanh đưa đến, sau đó trầm giọng phân phó với Thái Nguyên Thương. Vẻ mặt Thái Nguyên Thương chợt biến đổi, dù hắn đã nghĩ đến phương án xử lý của Chủ tịch Vương, nhưng không ngờ Chủ tịch lại cứng rắn như vậy. Nhưng nếu xử lý cứng nhắc như thế, chỉ sợ sự việc sẽ rất khó tốt đẹp. "Chủ tịch Vương, chuyện này, tôi cảm thấy hay là?" Thái Nguyên Thương đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. "Thư ký trưởng Thái, có một số việc có thể phối hợp giải quyết, nhưng những chuyện trái với nguyên tắc thì không thể nào thỏa hiệp. Bọn họ không phải không thể phát lương sao?" vậy cho bọn họ dừng thi công, cho bọn họ đình công. Vương tử quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía không trung phương xa rồi lạnh giọng nói. Thái Nguyên thương thấy vương tử quân đã quyết thì cũng không nói thêm điều gì, hắn hỏi vương tử quân có phân phó gì khác hay không, sau đó đưa Bạch Hiểu Cường và địch thu thanh rời khỏi phòng làm việc của vương tử quân. Bạch Hiểu Cường từ khi đi vào phòng làm việc của vương tử quân thì luôn tỏ ra vâng lời, nhưng lúc này hắn thật sự là cảm xúc phập phồng, thật ra hắn cảm thấy rất ủng hộ phương án mạnh tay của chủ tịch Vương vì đám lãnh đạo công ty xây dựng kia trong túi toàn là tiền dơ bẩn lắm tiền nhiều của nhưng lại quá mức keo kiệt mãi không bao giờ đi vào khuôn khổ cứng nhắc không phối hợp nếu ở vào tình huống bình thường thì căn bản cũng không có gì nhưng lúc này ông là người chủ trì công tác thì phát sinh sự việc như vậy bảo sao hắn chịu nổi vì thế lúc này Vương Tử Quân tỏ thái độ trong sáng như vậy càng làm cho tinh thần Bạch Hiểu Cường chấn động vẻ mặt tươi tắn tinh thần xa suốt bị quét sạch, thiếu chút nữa thì hét lên, phải chị, con bà nó. Mãi đến khi ngồi vào trong xe thì tâm tình của hắn mới bình tĩnh trở lại, hắn cẩn thận suy xét và cảm thấy có gì đó không đúng, thái độ của chủ tịch vương ở phương diện này sao lại cứng như vậy. Có câu cứng thì dễ gãy, nếu không tìm ra nguyên nhân hay phương án xử lý tốt đẹp, chỉ sợ khó xong việc. Trường phòng triệu, không lầm đấy chứ, ngài, ngài nói chúng tôi đỉnh công. Lưu Trí bân kẹp một điếu thuốc, trên mặt mang nụ cười không đếm xỉa, hắn cười hì hì nói với người đàn ông trước mặt. Trường phòng triệu này rõ ràng rất quen thuộc bộ dạng côn đồ của Lưu Trí Bân, hắn tươi cười dùng rong khó xử nói. Giám đốc Lưu, tôi cũng không còn cách nào khác, liên hợp chấp pháp, lần này là chủ tịch Lưu đi đầu, tôi cũng là người làm công vụ, không có biện pháp nào khác. Điều này tôi biết rõ, không phải là đình công sao. Xem như nghỉ ngơi một chút, nhưng căn nhà này phải hoàn công vào tháng 9, nếu như không thể hoàn thành đúng thời hạn, chúng tôi cũng không thể chịu được trách nhiệm. Lưu Trí Bân chỉ vào một ngôi trường đã được xây dựng một nửa rồi dùng giọng điệu uy hiếp nói. Nhất định phải phụ trách, không những phải chịu trách nhiệm, đồng thời cũng phải gánh chịu tất cả hậu quả khi không xây dựng xong trường học vào đúng thời gian quy định. Một âm thanh nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng trưởng phòng triệu, khi âm thanh kia xuất hiện, Lý Cẩm Hồ với gương mặt lạnh lẽo đi đến trước mặt Lưu Trí Bân. Lưu Trí Bân nhìn gương mặt với nụ cười lạnh lẽo của Lý Cẩm Hồ, hắn cười hì hì nói. Ngài thật sự là quan lớn đẻ chết người, nghĩ sao làm vậy? Đây là công trình của khối chính quyền thành phố, làm không đàng hoàng sẽ bị xử phạt, đình công cũng chịu xử phạt, đến thời hạn không giao công trình cũng bị phạt. Thế nào, ngài có phải cảm thấy nhân dân chúng tôi dễ ức hiếp sao? Cũng đừng nói những lời như vậy, tất cả mọi người đều phải làm việc theo nếp, ai cũng không ức hiếp ai nếu đã có ý kiến bất đồng, vậy thì chủ nhiệm tề, anh nói cho giám đốc Lưu biết vì sao chúng ta lại truy cứu trách nhiệm của anh ấy. Lý Cẩm Hồ cũng không giận, hắn mỉm cười nói với chủ nhiệm tề hiếu lục của ban pháp chế văn phòng khối chính quyền thành phố đang đi ở sau lưng. Tề hiếu lục là chủ nhiệm ban pháp chế, hắn là người có ánh mắt không thua kém ai nhưng lại rất biết cách biểu hiện, thế là người ta nhìn qua thấy hắn giống một học giả hơn một quan viên. Sau khi nghe Lý Cẩm Hồ phân phó thì hắn cười hì hì nói giám đốc lưu nếu lãnh đạo đã cho phép tôi lên tiếng tôi cũng không khách khí chúng ta nói về công trình này nó là công trình trọng điểm của chính quyền công ty đã thông qua đấu thầu để nhận tư cách xây dựng công trình khi đấu thầu cũng đã ghi rõ thời gian hoàn thành công trình giám đốc lưu có thể căn cứ vào hợp đồng để đi xem xét vấn đề trách nhiệm của hai bên nếu như chúng tôi làm không tốt các thủ tục liên quan để công trình không hoàn thành đúng hạn như vậy trách nhiệm là của chúng tôi bây giờ công ty các anh lại đình công trái pháp luật thế cho nên công ty các anh là người vi phạm hợp đồng. Hơn nữa nửa theo hợp đồng, chính quyền có thể bỏ qua không hợp tác với công ty các anh, sẽ tuyển một công ty khác đến thực hiện các hạng mục còn đang giang dở. Đổi công ty khác, hừ, chú tôi có thể dừng thi công, nhưng tôi xem ai dám đổi cho công ty khác. Đúng là quá lớn gan. Lưu Trí Bân nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi cất bước đi về phía xa. Thư ký trưởng, Lưu Trí Bân là người như vậy, mong ngài không nên chấp nhất. Trưởng phòng Triệu nhìn gương mặt nghiêm túc của Lý Cẩm Hồ rồi nói. Lý Cẩm Hồ cười ha hả nói: "Trưởng phòng Triệu, chúng tôi có thể hiểu điều này, dù sao thì việc này cũng không có gì gọi là tốt đẹp với bọn họ. Nhưng chúng ta đang làm chuyện tốt cho anh em công nhân." "Thư ký trưởng, tuy chúng ta không quan tâm đến khối giám sát lao động, thế nhưng mỗi lần thấy anh em công nhân vì muốn lấy tiền lương vốn thuộc về mình mà phải đi nhảy lầu tự sát thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng, thật sự khó thể ngồi yên." Lý Cẩm Hồ căn bản không biết những lời này của trưởng phòng Triệu là thật hay giả, nhưng người ta đã nói như vậy thì hắn cũng nhiệt tình đáp lại, ít nhất như vậy cũng tạo nên dư luận giúp đỡ chủ tịch Vương. Mục đích của chủ tịch Vương cũng là như vậy, vì sự việc này cực kỳ quan trọng nên chúng ta phải làm sao cho tốt, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải chạy đến công trường, đến khi hoàn thành tôi sẽ mời anh em dùng cơm. Cảm ơn thư ký trưởng, chúng tôi sẽ không khách khí trưởng phòng triệu dù là phó phòng xây dựng nhưng lại cực kỳ cam tâm tình nguyện kết giao với một tâm phúc của chủ tịch thành phố như thư ký trưởng lý, mà nơi có thể kéo quan hệ một cách nhanh chóng nhất chính là bàn cơm. Còn chuyện thư ký trưởng lý muốn mời bao nhiêu khách thì hắn cũng đồng ý, đó là vì trưởng phòng triệu đã có quyết đoán, chỉ cần thư ký trưởng lý tình nguyện, mời bao nhiêu khách thì hắn cũng chịu, nhưng chuyện trả tiền thì hắn phải là người dai tay nhanh gọn. Khác biệt với ý nghĩ đến tối nên dùng cơm ở đâu để làm sâu sắc cảm tình với thư ký trưởng Lý, lúc này Lý Cẩm Hồ chủ yếu nghĩ đến tình huống chủ tịch Vương đang rơi vào trong gió bão. Bây giờ có rất nhiều người đang chú ý đến sự việc này, Vương Tử Quân lại là người đứng đầu xử lý, cũng không biết phải chịu áp lực thế nào. Điện thoại của Vương Tử Quân lúc này hầu như biến thành đường dây nóng, nó liên tục vang lên, có điện thoại đến từ lãnh đạo ban ngành thành phố, cũng có không ít lãnh đạo đơn vị trên tỉnh nếu so sánh với những cuộc điện thoại kia lại có vài vị lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, dù bọn họ đến trên danh nghĩ muốn trò chuyện với Chủ tịch Vương, thế nhưng thực tế thì ai cũng đến mang theo áp lực. Chủ tịch Vương, ngài chú ý đến dân sinh, điều này ông lão như tôi giơ tay tán thành, nhưng có một điều tôi cần phải nhắc nhở ngài, đó là ăn một lần sẽ không mập, muốn mập phải ăn từng miếng, làm việc quá gấp sẽ không đạt. Chúng ta cho ra quyết định cần phải quan tâm đến hoàn cảnh xã hội, lúc này ngài cũng không thể vung một gậy đập chết ban ngành xây dựng của thành phố đông bộ được. Vương tử quân cầm lấy ấm trà châm thêm nước rồi cười nói. Chủ tịch Nhiêu, những lời anh nói đều là vàng ngọc, thật sự rất có ích với tôi. Tôi thấy hay là thế này, tôi sẽ tiếp thu, chờ thêm một khoảng thời gian, tôi sẽ suy xét lại, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục, thế nào? Chủ tịch Nhiêu là một trong rất nhiều phó chủ tịch của mặt trận tổ quốc thành phố Đông Bộ, Trước khi đến công tác ở khối mặt trận Tổ quốc thì từng làm phó chủ tịch thường vụ thành phố, cũng xem như lão cán bộ công tác nhiều năm có tư cách cao độ. Những người như thế này đến mặt trận Tổ quốc thì trên cơ bản chỉ xem như đứng sang bên cạnh, bình thường cũng không có gì làm, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng xem báo mà thôi. Chỉ là nhìn từ mặt ngoài thì thấy đám người này không tranh quyền thế, nhưng càng là như vậy thì bọn họ càng làm cho người ta đau đầu. Một là bọn họ có thân phận rõ ràng, lại có kinh nghiệm công tác trên địa bàn nhiều năm, cũng xem như có lực ảnh hưởng nhất định, dù bây giờ không làm gì nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hoàn toàn có thể chen vào, thật sự làm cho người ta cảm thấy phiền phức đau đầu. Chủ tịch Nhiêu là người có kinh nghiệm tham chính nhiều năm, sao lão không hiểu ra ý nghĩa từ chối trong lời nói của Vương Tử Quân. Lão định nói lại hai câu thì chợt nghe Vương Tử Quân cười cười tiếp tục nói. Chủ tịch Nhiêu, nghe nói đại công tử của ngài đang công tác ở phòng tài chính tỉnh, trước đó tôi đã cùng dùng cơm với trưởng phòng triệu, trưởng phòng triệu thật sự rất tán thưởng đại công tử nhà ngài. Vẻ mặt chủ tịch như chợt biến đổi, lão đưa mắt nhìn gương mặt với nụ cười tùm tỉm của vương tử quân, trong lòng không hiểu vì sao sinh ra ý nghĩ bội phục. Thầm nghĩ trước nay nghe người ta nói chủ tịch vương là kẻ thủ đoạn cao siêu, bây giờ xem ra cũng không phải là cao siêu bình thường. Chính mình lần này đến thật sự không quá tốt, nếu tiếp tục náo loạn sẽ ảnh hưởng đến tương lại con trai, điều này cũng không thể đùa được. Chủ tịch như có ba người con trai, nhưng đứa con làm lão cảm thấy dạng dỡ tổ tông nhất chính là con trai cả đang công tác ở phòng tài chính tỉnh. Chỉ cần nhắc đến con trai đầu nhà mình thì hai mắt lão chợt tỏa sáng. Bây giờ Vương Tử Quân nhắc đến con trai cả của lão, tất nhiên lão biết mình không nên tiếp tục chen vào vụ này, cũng không nên tiếp tục trở mặt với chủ tịch Vương. Vương Tử Quân không làm gì được lão, thế nhưng nếu chủ tịch Vương ngáng chân con trai của lão, đây không phải là một đả kích không nhỏ với mình sao? Chủ tịch Nghiêu thầm nghĩ như vậy mà thật sự vã mồ hôi lạnh, xem ra chỉ có thể xin lỗi đứa cháu ngoại của mình. Dù tiểu tử kia thật sự rất tôn kính nhà mình, ngày lễ ngày Tết cũng không quên tặng quà, thế nhưng cháu cũng khó thể nào sánh với con được. Ôi, chủ tịch Phương, con trai lớn nhà tôi ra ngoài công tác có chút ẩu tả, thế nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nếu ngài là người làm chú và trưởng phòng triệu đã nói như vậy, thế thì sau này còn cần ngài quan tâm hơn, thuận tiện giúp đỡ cháu nó một chút. Chủ tịch Nhiêu không hỗ danh là người ở trên vị trí chủ tịch mặt trận tổ quốc, mới đó đã treo danh phận một người chú lên đầu vương tử quân. Vương tử quân liên tục cười trộm, hắn cũng có chút hỗ thẹn. Hắn cũng chỉ vừa xem qua sơ yếu lý lịch của con trai chủ tịch Nhiêu, nghĩ đến tình huống mình làm chú một người đàn ông trung niên hơn 40, hắn thật sự cảm thấy áp lực quá lớn. Chủ tịch Nhiêu, ngài cứ yên tâm, chuyện của ngài là chuyện của tôi. Hai ngày nữa tôi rảnh rỗi sẽ hẹn trưởng phòng triệu đến thành phố Đông Bộ, lúc đó chúng ta cố gắng tận tình địa chủ nhân cơ hội trao đổi giao lưu một chút nụ cười trên mặt chủ tịch như trở tăng lên vài phần tuy mình không làm tốt chuyện của cháu trai thế nhưng nếu có thể nhân cơ hội mà hoàn thành chuyện của con trai điều này không phải mất một hạt dưa mà lấy về cả quả dưa hấu sao vì vậy sau khi thấy vương tử quân đồng ý mời thủ trưởng của con mình đến thành phố đông bộ ánh mắt chủ tịch như nhìn về phía vương tử quân đã tràn đầy thiện ý và nịnh nọt chủ tịch vương mỗi ngày anh đều bận rộn công tác có bao nhiêu công tác chờ anh cho ra quyết sách, vì vậy sắp xếp chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi công tác ở thành phố Đông bộ nhiều năm, chưa nói đến những thứ gì khác. Nếu nói về phương diện ăn uống thì cũng không ai vượt mặt được. Chủ tịch Nghiêu nở nụ cười mỹ mãn đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Chủ tịch Nghiêu, Vương Tử Quân thật sự có chút mỏi mệt. Anh Nghiêu không phải là một cựu chiến binh duy nhất đến phòng làm việc của hắn tất nhiên hắn sẽ không thể dùng thủ đoạn cứng nhắc với bọn họ, như vậy sẽ càng làm mâu thuẫn tăng mạnh. Tuy đám cựu chiến binh kia căn bản là không có quyền lợi, thế nhưng càng là như vậy thì bọn họ càng coi trọng thể diện của mình. Vì vậy Vương Tử Quân cho ra nhận định sẽ hốt thuốc đúng bệnh đối với những cựu chiến binh này. Quan trường chú ý hợp ý hợp lý, phải tìm hiểu tâm tư của bọn họ, sau đó trực tiếp ném ra chút ích lợi để trấn an đám người chỉ vì nhận được chút hủy thác của người mà đến gây khó cho mình, sự việc diễn tiến rất dễ dàng nói chung là phải biến đổi linh hoạt, nói lời khuyên bảo cho tốt, vừa đánh vừa xoa, sử dụng hai cây bút để ghi chép cùng một lúc, thế cho nên ai cũng thỏa mãn quay về giống như chủ tịch Nhiêu. Con người thường vì lợi ích mà làm việc, vì lợi ích quá lớn mà đám người kéo đến từng đợt như đèn kéo quân, điều này làm cho vương tử quân cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì, hắn làm quan đứng đầu một phương dù không tạo ra phúc đức vô lượng thì cũng phải làm ra vài thứ có tính hiện thực, làm tốt chuyện chứng thực, Vương tử quân chưa từng bao giờ cho rằng mình là người cao thượng, nhưng hắn cảm thấy mình ở trên vị trí hiện tại cũng không nên phụ chính lương tâm của mình. Hắn có thể thỏa hiệp trên nhiều chuyện, nhưng trên sự kiện này thì hắn căn bản không thương lượng. Khi vương tử quân đang trầm tư thì tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó triệu quốc lương đẩy cửa đi vào, theo sau là phó chủ tịch tôn quốc lĩnh. Chủ tịch quốc lĩnh đến đấy à, mời anh ngồi. Vương tử quân đứng lên khỏi ghế làm việc của mình, hắn chỉ về phía ghê salon, sau đó đi đến ngồi đối diện với tôn quốc lĩnh. Tôn quốc lĩnh chờ triệu quốc lương châm trò rót nước và rời khỏi phòng mới khẽ nói. Chủ tịch vương, thời gian này có lẽ ngài chịu áp lực rất lớn. À, muốn làm chút chuyện thì cần chịu áp lực, đây là chuyện bình thường. Vương tử quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng hời hợt nói. Tôn quốc lĩnh hiểu ý của vương tử quân, hắn thật sự rất bội phục sự ra tay quyết đoán của vương tử quân. Tuy hắn không nắm công tác xây dựng và lao động, thế nhưng hắn rất tán thành chính sách của Vương Tử Quân, chẳng qua hắn cũng cảm nhận được những mâu thuẫn bên trong sự việc lần này. Chủ tịch Vương, ngài có áp lực thì nên thả lỏng một chút, đôi khi những chuyện như thế này cũng cần hoàn thiện từng bước một. Vương Tử Quân nhìn gương mặt chăm chú của Tôn Quốc Lĩnh, hắn khẽ cười nói. Chủ tịch Tôn, anh không nhận được áp lực, bây giờ chạy đến chỗ tôi nói bóng gió, muốn gây áp lực cho tôi phải không? Triệu Quốc Lương vò đầu cười nói. Chủ tịch Vương, thật sự giống như những gì anh nói, lần này tôi thật sự đến gây áp lực cho anh. Tôn Quốc Lĩnh vừa nói vừa lấy ra một phần tài liệu đặt lên bàn. Hạng mục này là của thành phố chúng ta xin được từ ủy ban cải cách tỉnh, vốn đã đàm phán rất tốt, bây giờ lại bị dừng một cách khó giải thích. Vương Tử Quân tiếp nhận tư liệu của Tôn Quốc Lĩnh mở ra xem, sau đó khẽ đặt lên bàn, ánh mắt nhìn về phía Tôn Quốc Lĩnh, chờ Tôn Quốc Lĩnh tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương, tôi đã hai lần gọi điện thoại cho trưởng phòng tần là người phụ trách hạng mục này ở Ủy ban Cải cách. Lúc bắt đầu thì trưởng phòng tần còn dùng chính sách quốc gia và quy định của tỉnh để nói lời qua loa với tôi. Tôi thật sự không cam lòng nên hỏi nhiều lần hơn, thế là anh ấy nói tôi liên lạc với phó chủ nhiệm lục. Tôn quốc lĩnh nhấp một ngụm trà rồi nói. Hôm qua tôi tự mình chạy vào tỉnh, phó chủ nhiệm lục thấy tôi đến thì cực kỳ vui vẻ, giữa trưa mời tôi dùng cơm. Nhưng trên bàn rượu lại nhắc rằng có một người bạn cũ gần đây luôn gọi điện thoại quấy rối, làm cho anh ấy rất phiền phức, mà người bạn của anh ấy đang làm công tác xây dựng ở thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân không hỏi tên của người bạn học kia, hắn biết rõ đây là đám người kia liên hợp gây áp lực cho mình. Đám người này nhìn thì có vẻ rất phối hợp công tác với mình, nhưng sau lưng thì ai cũng có quan hệ. Bây giờ những mối quan hệ nằm ẩn giấu sau lưng bắt đầu kéo đến như bão táp phong ba chuyện này trước tiên không cần quan tâm, tôi giải quyết xong vấn đề cái đã. Vương tử quân trầm ngâm dây lát, sau đó nói với tôn quốc lĩnh. Tôn quốc lĩnh nhìn vẻ mặt ngưng trọng của vương tử quân, hắn thở dài một hơi nói. Chủ tịch vương, có một số việc chúng ta cũng không nên quá áp đặt, cũng nên cho ra chút ưu đãi đặc biệt. Sau khi bàn luận thêm vài câu liên quan đến công tác với vương tử quân thì tôn quốc lĩnh rời khỏi phòng. Tôn Quốc Lĩnh vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì trưởng phòng vệ Hòa Nguyên phòng giao thông công tránh thành phố đã đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân với vẻ mặt khổ sở. "Chủ tịch Vương, hạng mục tu sửa cầu đường từ huyện Lâm Hoàn đến huyện Uyên Lộc lần này chỉ sợ sẽ bị treo mất." Vệ Hòa Nguyên đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng không ngừng kêu khổ để báo cáo với Vương Tử Quân. "Hạng mục cầu đường từ huyện Lâm Hoàn đến huyện Uyên Lộc là hạng mục của thành phố Đông Bộ được định ra từ trước Tết." Lúc đó bí thư Tiết Diệu Tiến và lãnh đạo Sở Giao thông Công tránh đã ký hiệp định, Sở Giao thông sẽ hỗ trợ 40% tài chính cho hạng mục này. Vương Tử Quân nghe thấy Vệ Hòa Nguyên nói như vậy thì biết trong chuyện này có vấn đề, hắn khoát tay áo nói với Vệ Hòa Nguyên. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chủ tịch Vương, Sở Giao thông gần đây phát xuống văn kiện, nói rằng sẽ toàn lực giúp đỡ tỉnh xây dựng đường cao tốc, hạng mục của chúng ta phải rời lại. Vệ Hòa Nguyên mở miệng trầm giọng nói, Vương tử quân xem như hiểu, cái gọi là văn kiện kia chỉ sợ đặc biệt được tạo ra vì thành phố đông bộ. Hắn nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của vệ hòa nguyên, thế là cười nhạt một tiếng nói. Trường phòng vệ, có phải lãnh đạo sở giao thông còn có chỉ thị gì khác phải không? Đúng vậy, Chủ tịch Vương, Giám đốc hào sở giao thông công tránh mong ngài quan tâm hơn đến em trai của mình, bây giờ đang làm một con đường ở thành phố đông bộ. Vệ hòa nguyên vừa nói vừa nhìn về phía vương tử quân hắn là một trưởng phòng có tư cách và kinh nghiệm, tất nhiên hắn biết rõ vì sao sự việc lại phát sinh theo chiều hướng như vậy nhưng không dám nói ra. Dù sao thì hạng mục cầu đường từ huyện Lâm Hoàn đến huyện Uyên Lộc Trình là trọng điểm của thành phố, nếu như không được thi công, đến lúc truy cứu trách nhiệm thì vệ Hòa Nguyên sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Vương Tử Quân nhìn gương mặt căng thẳng của vệ Hòa Nguyên, hắn dùng giọng thản nhiên nói. Trường phòng vệ, chuyện này tôi biết rồi, thế này đi, hai ngày nữa tôi sẽ cho ra câu trả lời. Vâng, Chủ tịch Vương, tôi xin phép về trước. Vệ Hòa Nguyên nói rồi đứng lên khỏi ghế sa lông, khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì hắn lại có chút do dự nói. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói thành phố Tam Hồ đang lợi dụng thời cơ để tranh thủ chạy lên tác động với lãnh đạo tỉnh. Vệ Hòa Nguyên tuy không nói rõ ràng nhưng ý nghĩa lời nói lại yêu cầu Vương Tử Quân nhanh lên, nếu để cho thành phố hàng xóm tiếp nhận được hạng mục, chỉ sợ hạng mục tu sửa đường của thành phố đông bộ phải gác lại. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói thêm điều gì, vệ hòa nguyên lại rất biết điều rời khỏi phòng làm việc của vương tử quân. Quốc lương, nếu như hôm nay không có việc gì thì cả những người muốn gặp tôi lại. Đồng thời gọi chủ tịch lưu và thư ký nguyên thương đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương tử quân trầm ngâm một lúc lâu rồi bấm số điện thoại của triệu quốc lương. Vâng, chủ tịch vương. Triệu quốc lương đồng ý một tiếng, sau đó hắn cúp điện thoại mười phút sau lưu nham phú và thái nguyên thương một trước một sau đi vào phòng làm việc của vương tử quân lúc này vương tử quân đang nở nụ cười ngồi bên bàn trà đang cười tủm tỉm châm trà vào ly chủ tịch nham phú thư ký trưởng nguyên thương mời các anh đến thưởng thức trà ngon của tôi xem thế nào có phụ danh tiếng trà ngon người ta đặt cho không vương tử quân vẫy vẫy tay với lưu nham phú và thái nguyên thương hắn cười ha hả nói thái nguyên thương và lưu nham phú nhìn nụ cười trên mặt vương tử quân bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ không phải chỉ liên hệ với vương tử quân ngày một ngày hai, bọn họ biết rõ chủ tịch vương tìm bọn họ đến không phải chỉ là uống một ngụm trà đơn giản như vậy. Tôi có khả năng chứ không phải không thể chịu nổi. Cậu lộ, cần phải để cho bên kia thêm chút sức. Lưu siêu cử ngồi dựa lưng thoải mái trên ghế, hắn thản nhiên nói về phía đầu dây bên kia. Người ở đầu dây bên kia không biết nói những gì mà vẻ mặt Lưu siêu cử chợt trở nên rất nghiêm túc, Hắn nói: "Cậu lộ, bây giờ nên hiểu cho rõ, muốn cùng anh em phát tài hay khuất phục tên họ Vương, trở thành người bị kẻ khác khinh thường. Cậu cũng biết rồi đấy, chúng ta kinh doanh làm việc ở thành phố Đông Bộ không nói gì khác, chỉ chú trọng một chữ nghĩa. Nếu như mất đi thanh danh, hi hi, nếu muốn tiếp tục phát triển ở thành phố Đông Bộ này thì cũng không dễ dàng." Cậu Lộ ở đầu dây bên kia giống như bị thuyết phục bằng những lời nói của Lưu Siêu Cử, giọng nói của hắn cũng lớn hẳn lên. Khi âm thanh trong điện thoại càng lúc càng lớn thì Lưu Trí Bân đứng bên cạnh Lưu Siêu Cử cũng nghe được một vài câu. Lưu Nhị Ca, không phải tôi không nghe theo lời anh, nhưng bạn học của tôi bên kia đã chào hỏi một tuần nhưng tên họ Vương căn bản không có chút động tĩnh. Hơn nữa tôi còn nghe nói người này sắp ra tay, sắp thanh trừ tất cả công ty xây dựng làm trái với hợp đồng, nếu thật sự là như vậy thì chúng tôi sẽ bồi thường rất nặng. Cậu Lộ, cậu nghe ai nói vậy? thành phố đông bộ này không phải là bầu trời của một mình vương tử quân, vì thế cậu cứ yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho ra áp lực lớn hơn, đến lúc đó phiền toái của vương tử quân sẽ ngày càng lớn. Đến khi sự việc không thể nào cứu vãn được nữa thì tên họ vương kia sẽ phải cúi đầu với chúng ta. Tôi nghe nói có nhiều người phản ánh sự việc lên bí thư đồng, mà bí thư đồng cũng rất tức giận. Vẻ mặt lưu siêu cử rất bình thản, giọng nói cũng càng lúc càng ôn hòa sau khi đầu dây bên kia nói hai lời khẳng định thì Lưu Siêu Cử mới cúp điện thoại, hắn vừa đặt điện thoại xuống thì Lưu Trí Bân ở bên kia đã đưa đến một ly trà ngon. chương 527, có bản lĩnh thì tham gia, tôi sẽ cho các anh bị thương nặng. Nhị Thúc, tên họ Lộc kia có phải chẳng đáng tin không? Lưu Trí Bân nhìn vẻ mặt Lưu Siêu Cử không được tốt, thế là hung hăng nghĩ kế. Nếu tên này ăn cây táo rào cây sung, không bằng cho đối phương một bài học, để cho hắn biết rõ có một số việc không nên làm một cách tùy tiện cút đi lưu siêu cử càng nghĩ càng cảm thấy phiền hắn vung tay lên lại quên mình đang cầm ly nước thế là nước đổ lên người tay cũng ướt một mảng lớn ôi nhị thúc lưu trí bân nhìn lưu siêu cử bị đổ nước trà lên người hắn vội vàng nhận lấy ly nước trong tay lưu siêu cử sau đó kéo lưu siêu cử đứng lên khỏi ghế tuy lưu siêu cử không bị phỏng nhưng vẻ mặt lại rất buồn bực hắn cao mày nhìn Lưu Trí Bân, sau đó dùng giọng giận dữ nói. Này Trí Bân, tôi muốn uống nước, cậu đừng đứng ở bên cạnh nói này nọ nó được không? Lưu Trí Bân thầm kêu oan, hắn liên tục nhận lỗi với Lưu Siêu Cử, trong lòng thầm oán. Đây là do chú tay chân không linh hoạt, nào có liên quan đến cháu. Ngày thường chú quá an nhàn sung sướng, bây giờ xem ra sức khỏe kém, cần phải luyện tập nhiều hơn mới đúng. Sau khi giúp Lưu Siêu Cử thay một bộ trang phục mới, lưu siêu cử lại dựa lưng nằm lên ghế của mình nhưng lúc này hắn cũng không tiếp tục uống nước hắn nhìn thoáng qua lưu trí bân rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói được rồi được rồi cũng đừng nghiêm mặt như con lừa như vậy tôi cũng không trách cậu nhị thúc lưu trí bân định nói vài câu trung tâm lại bị lưu siêu cử vung tay lên nói cũng đừng nói những lời thừa thãi thế này hai ngày tới cũng không cần mỗi ngày đều phải chạy đến chỗ tôi trước mắt chuyện quan trọng đối với cậu chính là nhìn chằm chằm vào đám người cỏ trên đầu tường kia. Vương tử quân không có ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ, tôi chỉ sợ thời gian đình công quá dài sẽ làm bọn họ nhịn không được phải chủ động thỏa hiệp với vương tử quân. Cháu biết rồi nhị thúc, cháu nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào đám người họ lô, cháu cũng không tin ngài đã nói như vậy mà bọn họ vẫn không nghe. Lưu Trí Bân đồng ý một tiếng, nụ cười lại tiếp tục xuất hiện trên mặt. Ừ, Lưu Siêu Cử khẽ gật đầu, sau đó trịnh trọng nói. Chí Bân à, dù sao sự việc cũng đã đến nước này rồi, cũng không còn cách xa thời điểm thắng lợi. Lúc này vài hạng mục trọng điểm đã dừng lại, hơn nữa một vài hạng mục mà thành phố đông bộ chạy được trên tỉnh cũng gặp sự cố, không vài ngày nữa bí thư đồng sẽ phải ra tay thu dọn cục diện rối rắm vào lúc này. Thế cho nên càng vào thời điểm hiện tại, càng vào lúc căng thẳng này thì chúng ta cũng không nên rơi vào tình huống đốn củi 3 năm đốt hết trong vòng 1 giờ. Chú cứ yên tâm, cháu rất nắm chắc tâm lý, chắc chắn sẽ không chủ quan. Lưu Trí Bân dùng giọng đảm nhiệm nói. Lưu Siêu cử nhìn bộ dạng không quá quan tâm của Lưu Trí Bân, hắn thật sự khó thể nào yên lòng, thế là phất phất tay nói. Đi thôi, cũng đừng ở lại đây nữa, tranh thủ thời gian làm việc của mình đi. Sau khi đuổi Lưu Trí Bân ra khỏi phòng thì Lưu Siêu cử vẫn có chút lo lắng, hắn suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên, điện thoại còn chưa nối thông thì trên mặt hắn đã xuất hiện nụ cười thư ký trưởng Phương, chào anh, tôi là Lưu Siêu Cử của công ty Lập Phong. Điện thoại nối thông, Lưu Siêu Cử khách khí nói với người ở đầu dây bên kia. Người nhận điện thoại của Lưu Siêu Cử chính là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy Phương Hồng Viễn. Vị thư ký trưởng Phương Hồng Viễn này căn bản không biểu hiện tư thái của một quan viên cấp cao với Lưu Siêu Cử, hắn nghe điện thoại và cười ha hả nói. Giám đốc Lưu, lúc này gọi điện thoại cho tôi có gì cần phân phó sao? phân phó thì không dám nhận, chỉ là muốn hỏi thư ký trưởng xem sự việc bên kia như thế nào rồi. Lưu Siêu Cử vừa cười vừa trầm giọng hỏi. Phương Hồng Viễn nghe thấy Lưu Siêu Cử nhắc đến sự kiện kia thì khẽ cười nói. Giám đốc Lưu, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, hai ngày này tâm tình của thư ký trưởng đảng không được tốt, tôi còn phải chọn thời cơ thích hợp để nói với anh ấy. Lúc này tôi xin cảm ơn thư ký trưởng Phương, nhưng mong thư ký trưởng đẩy mạnh tiến độ lên một chút chỗ này của tôi có thể chống đỡ được vài ngày nếu như không sớm nhận được lời trợ giúp của bí thư đồng chúng tôi có thể thở vào nhẹ nhõm và bỏ ngọn núi ép xuống đầu nhanh hơn một chút lưu siêu cử nhướng mày hắn dù nóng lòng như lửa đốt nhưng thế nào cũng là tìm người làm việc cũng không nên nói quá mức phương hồng viễn có thể nghe thấy lưu siêu cử có chút mất hứng nếu là người khác thì phương hồng viễn căn bản sẽ không có kiên nhẫn ứng phó thế này nhưng lưu siêu cử thì khác người này không phải tầm thường không những có bối cảnh thâm sâu, lại có một điểm mấu chốt, năm xưa con trai hắn ra nước ngoài du học cũng là nhờ tài sản tài trợ ràng buộc của công ty bất động sản Lập Phong. Có câu ăn thịt của người ta thì miệng cũng ngắn lại, bắt người ta cũng phải nương tay, dù Phương Hồng Viễn là quan lớn có thể đè chết người nhưng đứng trước mặt Lưu Siêu Cử cũng không thể nào quá cứng nhắc cho được. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng làm tốt vụ này. Phương Hồng Viễn trầm ngâm một lát, sau đó nói với đầu dây bên kia. Ha 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 như vậy tôi chờ tin tốt từ anh. Đúng rồi, hai ngày này vừa vặn có người cho tôi chút trà ngon, tôi còn chưa động vào, lát nữa tôi sẽ cho Trí Bân đưa đi, anh cũng có thể nếm thử. Phương Hồng Viễn biết rõ lá trà từ miệng Lưu Siêu Cử cũng không đơn giản là trà, thế là hắn cảm tạ Lưu Siêu Cử một phen, sau đó cắt điện thoại. Phương Hồng Viễn cũng không phải là người có vị trí hàng đầu trong số các phó thư ký trưởng của văn phòng thị ủy, vì nguyên nhân ở phía sau không có cây đại thụ nào. Những người như hắn tuy không phải là nhân tài xuất chúng nhưng cũng không phải là kẻ bình thường. Phương Hồng Viễn nghĩ đến chuyện của Lưu Siêu Cử mà có chút trầm ngâm, hắn cũng biết bây giờ đã đúng thời điểm rồi. Hắn ngồi một lúc, sau đó bấm số điện thoại phòng làm việc của thư ký trưởng Đảng Hằng. Sau khi điện thoại nối thông, Phương Hồng Viễn nở nụ cười sáng lạn như mặt trời ban mai. Thư ký trưởng, tôi là Hồng Viễn, bây giờ anh có rảnh không? Tôi có việc cần báo cáo với anh. Phương Hồng Viễn vừa cười như hoa vừa khẽ nói với đầu dây điện thoại ở bên kia. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Đảng Hằng thì Phương Hồng Viễn hạ điện thoại xuống, nhưng hắn cũng không đi qua ngay. Hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình, lại sửa sang bản thân trước gương, sau đó mới cười cười đi về phía phòng làm việc của thư ký trưởng Đảng Hằng. Phòng làm việc của hai người không cách nhau quá xa, vài phút sau Phương Hồng Viễn đã đi đến phòng làm việc của Đảng Hằng. Tuy hai bên đều là thư ký trưởng nhưng Phương Hùng Viễn biết rõ độ nặng của Đảng Hằng là như thế nào. Trong quan trường thành phố Đông Bộ có ai không biết mối quan hệ giữa Đảng Hằng và Bí Thư Đồng? Đảng Hằng sở dĩ được tán thưởng và trở thành ái tướng tâm phúc của Bí Thư Đồng Quốc Khánh cũng là dựa vào tài cán của mình, bản thân hắn cũng không có bối cảnh đặc thù, không phải gia đình làm chính trị. Vì vậy vào lúc bình thường thì thư ký trưởng Đảng Hằng luôn cố gắng an phật, ngoài cần cù công tác thì cũng không khoe khoang quan hệ với Đồng Quốc Khánh, mỗi khi nghe người khác nói về mối quan hệ giữa mình và Đồng Quốc Khánh, hắn còn cực lực phủ nhận. Nhưng trong quan trường càng chú ý đến phương diện đúng mực, Đảng Hằng rõ ràng là một cán bộ vừa thông minh giỏi giang lại vừa không quá hoanh hoang, đây chính là lãnh đạo trực tiếp của Phương Hồng Viễn. Dù Phương Hồng Viễn thật sự có chút không phục vị lãnh đạo trẻ tuổi này, thế nhưng hắn cũng vẫn phải lau mắt mà nhìn, thầm nghĩ Đảng Hằng thật sự có tài năng. Lúc này Phương Hồng Viễn thấy rõ ràng thế cục ở thành phố Đông Bộ, giữa bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố có một trận chiến, chỉ cần mình có thể đứng vững giữa trận chiến này, như vậy con đường tương lai tươi sáng sẽ trải dài trước mặt. Trong đầu Phương Hùng viễn lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn khẽ gõ cửa phòng làm việc của đảng Hằng. Hắn nhìn đảng Hằng đang phê duyệt văn kiện thì cười hì hì nói. Thư ký trưởng, không quấy dày anh công tác đấy chứ. Khi thấy Phương Hùng viễn đi vào thì đảng Hằng vội vàng đặt bút xuống, sau đó hắn đứng lên khỏi ghế làm việc, đi về phía bộ sa lông trong phòng. Hắn ngồi xuống đối diện với Phương Hồng Viễn rồi nói. Anh Hồng Viễn đến vừa đúng lúc, tôi cũng đang định tìm anh trò chuyện một chút. Chúng ta uống chút trà, đây chính là trà thiết quan âm mà một người bạn đưa đến cho tôi từ vùng sản xuất chính thống. Vậy sao, thế thì xem như hôm nay tôi có lộc ăn. Phương Hồng Viễn ngồi trong phòng và cũng không quá gỏ bó, hắn nhanh chóng cầm ấm pha trà, vài phú sau đã có hai ly trà bốc khói trên bàn đảng hàng uống một ngụm trà rồi cười nói với phương hồng viễn con người của tôi uống trà cũng không quá chú ý vì thế trà cực phẩm rơi vào tay tôi thì cũng giống như trà thường mà thôi thư ký trưởng quá khiêm nhường rồi tôi thấy anh pha trà rất nghệ thuật cũng không phải là quen việc dễ làm còn tôi uống trà thì chỉ có ba bước thứ nhất là bỏ trà vào ấm đổ nước vào ấm sau đó rót nước từ ấm ra ly mà thôi phương hồng viễn thật sự là người biết cách nói chuyện hắn nói ra những lời tự diễu như vậy thì lập tức làm cho đảng hằng nở nụ cười, bầu không khí trò chuyện giữa hai người cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều. Phương Hồng Viễn quan sát đảng hằng, đảng hằng cũng đưa mắt quan sát vị trợ thủ của mình. Tuy hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, là thường ủy thị ủy, là người trời sinh có ưu thế áp chế những vị phó thư ký trưởng khác trong văn phòng thị ủy, thế nhưng hắn cũng không chủ quan. Hắn biết rõ những người có thể tiến lên vị trí phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy thì cũng phải có năng lực, Chính mình nếu quá chủ quan sẽ có ngày lật thuyền trong mương. Trong mắt Đảng Hằng thì Phương Hồng Viễn là người cực kỳ ẩn nhẫn, công tác rất tốt, đáng giá khẳng định. Chính Đảng Hằng mới ngồi lên vị trí thư ký trưởng được vài tháng, đến bây giờ mới càng ngày càng thích ứng vị trí mới. Anh Phương, rốt cuộc là có chuyện gì mà thần bí như vậy? Lại không thể nói trong điện thoại, cần phải tự mình đến nơi đây thế này. Đảng Hằng chỉ vào ly trà rồi hỏi Phương Hồng Viễn: Thư ký trưởng tôi cũng không phải có chuyện gì quá quan trọng cũng chỉ là một chuyện bình thường sở dĩ tôi đến đây cũng là vì muốn nghe lời dạy bảo của thư ký trưởng phương hùng viễn nói báo cáo vài chuyện xảy ra trong văn phòng thị ủy vào thời gian gần đây cho đảng hằng đảng hằng nghe phương hùng viễn báo cáo mà nụ cười trên mặt càng sáng lạn đến khi phương hùng viễn thấy tâm tình của đảng hằng rất tốt với lên tiếng thư ký trưởng vừa rồi tôi đi ra vừa vặn gặp anh vệ của phòng giao thông những ngày gần đây anh ấy thật sự mặt ủ mày trao, nghe nói bây giờ hạng mục cầu đường của anh ấy vốn đã được làm tốt từ trước đó rất lâu nhưng bây giờ chợt dừng lại, đây không phải là kiếm củi 3 năm đốt trong một giờ sao. Đảng Hằng không mở miệng, chỉ dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào phụ đạo viên, lúc này Phương Hồng Viễn cũng đưa mắt nhìn gương mặt bất động của Đảng Hằng, hắn nói tiếp. Tôi khuyên trưởng phòng vệ hai câu, anh vệ mới nói ra tình hình thực tế. Anh ấy nói rằng khối chính quyền của chúng ta quá mạnh mẽ cứng nhắc, vì thế mà đắc tội với lãnh đạo tuyến trên, mới xảy ra tình huống như vậy. Anh vệ nói cũng không quá quan tâm đến chuyện này, thế nhưng chỉ sợ không làm cho xong thì cuối năm cũng không biết báo cáo với lãnh đạo thị ủy như thế nào. Thư ký trưởng, tôi nghe nói lúc này có không ít cán bộ đang có chuyện uất ức như anh vệ, dưới tình cảnh này thì nhân tâm sẽ tản mát, công tác của chúng ta sẽ bị ngăn trở. Tôi cảm thấy lúc này bí thư đồng nên cho ra câu kết luận, chỉ cần bí thư đồng cho ra quyết tâm, tôi tin nhất định sẽ được nhiều người ủng hộ. Phương Hồng Viễn nói một hơi khá nhiều lời, khi nói xong thì ánh mắt nhìn về phía Đảng Hằng, cùng đợi phản ứng của thư ký trưởng. Đảng Hằng nhìn chằm chằm vào Phương Hồng Viễn, hảo cảm của hắn với Phương Hồng Viễn chợt biến sạch. Đảng Hằng thật sự giơ hai tay đồng ý với hành động đảm bảo quyền lợi của công nhân khi đến thành phố Đông Bộ Lao động của Vương Tử Quân, tuy hắn không công khai giúp đỡ Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng hắn lại rất bội phục Vương Tử Quân vì có thể đứng vững trước bao nhiêu áp lực như vậy khối chính quyền bên kia gặp phải chuyện gì thì đảng hằng cũng có nghe nói nhưng hắn cũng không muốn làm chuyện bỏ đá xuống giếng hắn muốn cùng vương tử quân vượt qua cửa ải khó khăn này nhưng hắn không ngờ phương hồng viễn lại muốn giật dây mình và đồng quốc khánh cùng công kích vương tử quân tuy đây là một cơ hội tốt nhưng nếu mình lợi dụng cơ hội này để tiến công vương tử quân như vậy người ta sẽ coi mình là thứ gì trong lòng đảng hằng chợt bùng lên cảm giác tức giận ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo hắn nhìn Phương Hồng Viễn ngồi bên cạnh mình rồi nói. Thư ký trưởng Phương, tôi hiểu ý của anh, nhưng hai chúng ta là đồng sự, tôi cũng muốn khuyên anh một câu. Phương Hồng Viễn lúc này cũng cảm thấy sự việc tiến triển không tốt, hắn thầm có chút run rẩy nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh như thường. Mong thư ký trưởng cho ra chỉ thị. Làm người cũng không nên quá vô sỉ. Đảng Hằng nói rồi đứng thẳng người trên ghế salon, hai con ngươi nhìn chầm chầm vào Phương Hồng Viễn làm người cũng không nên quá vô sỉ. Đây là một câu nói quá khó nghe. Phương Hồng Viễn đưa mắt nhìn Đảng Hằng. Lúc này thư ký trưởng Đảng thật sự không thèm nhìn mình. Thế là hắn chợt sinh ra cảm giác nản lòng thoái chí, xem như trò đầu cơ của mình đã thất bại. Không những thất bại, hơn nữa địa vị trong lòng Đảng Hằng cũng giảm xuống ngàn trượng. Phương Hồng Viễn chợt cảm thấy bàng hoàng. Hắn muốn mở miệng giải thích, thế nhưng cảm thấy mình bây giờ càng nói chỉ càng bôi đen mà thôi. Thư ký trưởng Phương. Anh về trước đi, tôi còn có hội nghị quan trọng cần tham gia, cũng không giữ anh lại được." Đảng Hằng nói rồi đi đến chiếc ghế của mình sau bàn làm việc, hắn ngồi xuống ghế rồi phất tay với Phương Hồng Viễn, tỏ ý cho đối phương rời khỏi phòng. Phương Hồng Viễn miễn cưỡng cười cười rời khỏi phòng làm việc của Đảng Hằng. Đảng Hằng nhìn Phương Hồng Viễn rời đi, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Tuy hắn mắng Phương Hồng Viễn nhưng lúc này trong lòng thật sự không bình tĩnh. Nếu đã có người chạy đến đây đặt bom, như vậy tuyệt đối sẽ có người ngáng chân Vương Tử Quân với các vị thường ủy thị ủy khác, cũng không biết dưới tình huống tấn công trong ứng ngoại hợp như thế này thì Vương Tử Quân có thể chống đỡ được bao lâu. Tuy cũng là đối thủ của Vương Tử Quân, thế nhưng đảng hằng hy vọng trích sách với công nhân lao động sẽ được phổ biến, thậm chí có thể mở rộng khắp thành phố, như vậy sẽ là một chiến tích lớn của đảng ủy chính quyền thành phố. Khi đảng hằng đang lo lắng cho Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang đi đến khách sạn Đông Bộ. Thái Nguyên Thương đã chuẩn bị tốt ở khách sạn Đông Bộ, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì cùng một người đàn ông trung niên tiến lên chào đón. Chủ tịch Vương, đây là tổng giám đốc lỗ của công ty xây dựng nhất kiến trong tỉnh chúng ta. Thái Nguyên Thương giới thiệu người đàn ông trung niên kia, sau đó nói với giám đốc lỗ. Giám đốc lỗ, đây là chủ tịch Vương của chúng tôi. Giám đốc lỗ năm nay hơn 50, mái tóc bạc trắng, tuy mặc tây trang đen nhưng khí thế của một người quân nhân vẫn bừng bừng, dù mặc một bộ tây trang cũng không che giấu được. Vương tử quân vươn tay nhiệt tình bắt tay với giám đốc lỗ nói. Chào tổng giám đốc lỗ, chào mừng anh đến thành phố Đông Bộ để cho ra cống hiến. Ha ha ha, chủ tịch vương, anh nói như vậy rõ ràng là quá khách khí. Chưa nói đến phân phó của lão thủ trưởng, chỉ riêng tình huống anh ném công trình cho công ty xây dựng nhất kiến chúng tôi. Đây rõ ràng là một sự quan tâm rất lớn cho hơn một ngàn nhân viên của công ty, phải là chúng tôi cảm tạ anh mới đúng. Tổng giám đốc Lỗ Thiên Hòa của công ty Nhất Kiến nhìn vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi trước mặt, sau đó dùng giọng tươi cười nói. Thái Nguyên Thương nhìn tình huống hai chủ khách là Vương Tử Quân và Lỗ Thiên Hòa khách khí với nhau, trái tim bình tĩnh chợt có chút kích động. Khoảnh khắc này hắn chợt mạnh mẽ ý thức được vấn đề, chủ tịch Vương sắp bắt đầu phản kích. "Anh Lỗ, anh nói xem thư ký trưởng Thái tập trung chúng ta ở khách sạn Đông Bộ này để làm gì?" trong phòng họp ở lầu 2 khách sạn đông bộ có 6-7 người đàn ông trung niên đang nói chuyện phiếm với nhau, nếu như những người có liên quan đến công tác xây dựng xuất hiện ở chỗ này thì nhất định sẽ nghĩ rằng có chuyện lớn phát sinh, vì đám người ngồi đây chính là lãnh đạo các công ty xây dựng lớn trong thành phố. Người được hỏi là anh Lộ, hắn hơn 40 nhức trên đỉnh đầu đã không còn sợi tóc nào, điều này làm hắn nhìn qua có ve già trước tuổi. Lúc này thấy nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, hắn cười nói. Còn là gì nữa, chắc chắn là chuyện tốt. Tôi cũng cảm thấy đây sẽ là chuyện tốt. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh anh lộ chợt cười ha hả rồi dùng giọng thần bí nói. "Hi hi, tôi tin tưởng lời nói của cậu Đinh, đây tuyệt đối là chuyện tốt." Một người đàn ông nhìn có vẻ nhỏ gầy cười ha hả tiếp lời. Đám người mở miệng nghị luận, đột nhiên nghe thấy người đàn ông vừa rồi mở miệng đầu tiên tiếp tục lên tiếng. "Nếu là chuyện tốt thì sao chỉ có đám người chúng ta?" Sao không có mặt Lưu lão nhị? Một câu Lưu lão nhị làm cho bầu không khí trở nên yên ắng, vài vị giám đốc đã ý thức được vấn đề, thế là đều đưa mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Các anh cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nếu không thì chúng ta gọi điện thoại hỏi anh Lưu, hỏi anh ta thì sẽ biết ngay thôi. Người đàn ông tiếp tục lên tiếng, sau đó cười ha hả với mọi người. Khi mọi người cảm thấy biện pháp kia có thể thực hiện được, đúng lúc này cửa phòng họp mở ra thái nguyên thương cười ha hả đi vào phòng họp thư ký trưởng thái hôm nay ngài tập trung chúng tôi là có chuyện tốt gì vậy nếu thật sự như vậy thì thật sự quá tốt nhưng tôi nói lời không hay trước nếu ngài có yêu cầu gì khác thì chúng tôi cũng không làm chủ được anh lộ là người có chút quen thuộc thái nguyên thương hắn lên tiếng cũng không có quá nhiều cố kỵ nếu giám đốc lộ đã không làm được như vậy cũng không cần phải làm một âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên sau lưng Thái Nguyên Thương. Sau đó Vương Tử Quân với vẻ mặt lạnh nhạt đi vào phòng họp. Khi thấy mặt Vương Tử Quân thì đám người trong phòng họp chợt ngậm miệng lại. Đám người bọn họ có thể nói vài lời vui đùa với Thái Nguyên Thương và không ảnh hưởng đến toàn cục. Thế nhưng lúc này đối mặt với Chủ tịch Vương, là người mà bọn họ liên hợp lại để chống đối, dù là bất kỳ ai cũng sinh ra cảm giác kinh sợ theo bản năng. Vì vậy anh lộ bị Vương Tử Quân điểm danh càng tỏ ra xấu hổ. Hắn nở nụ cười tự chế diễu nói. Chủ tịch Vương, tôi chỉ đùa một chút với khu thường chú Thái mà thôi. Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn phất phất tay với anh lộ rồi nói. Tôi cũng biết anh nói đùa, một câu vừa rồi của tôi cũng là đùa cho vui mà thôi. Hôm nay tôi triệu tập mọi người để giới thiệu một người cùng ngành, sau này anh ấy sẽ tiến quân vào công tác xây dựng ở thành phố Đông Bộ, sẽ cùng mọi người cống hiến cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Tôi hy vọng sau này mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hoàn thành ý nguyện, xây dựng thành phố đông bộ càng thêm tươi đẹp. Vương Tử Quân nói rồi nhìn ra ngoài cửa nói: "Giám đốc Lỗ, ngài là một dòng máu mới của ngành xây dựng thành phố Đông Bộ, anh tiến vào sẽ làm cho bầu không khí bừng bừng sức sống, có lẽ tôi cũng không cần giới thiệu thì các anh cũng biết đó là ai rồi." Khi Vương Tử Quân lên tiếng giới thiệu thì đám người Giám đốc Lỗ nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa, khi bọn họ thấy Lỗ Thiên Hòa nở nụ cười đi vào, vẻ mặt kẻ nào cũng cực kỳ khó coi lỗ thiên hòa là một người nổi tiếng tỉnh sơn nam tất nhiên đám người giám đốc lộ biết rất rõ lỗ thiên hòa đi vào thành phố đông bộ đây là một dấu hiệu cực kỳ không tốt với bọn họ bây giờ các công ty kiến trúc và xây dựng ở thành phố đông bộ mọc như nấm sau mưa rơi vào tình thế đông đảo cạnh tranh với nhau rất khốc liệt nếu như nói thị trường kiến trúc của thành phố đông bộ như một miếng bánh nếu có người gia nhập vào thì miếng bánh của mỗi người sẽ thu nhỏ lại hơn nữa lỗ thiên hòa cũng không phải một giám đốc bình thường Công ty nhất kiến dưới tay lão có thể nói là xí nghiệp nổi danh trong tỉnh Sơn Nam. Vì vậy nhìn vào điểm này có thể thấy Lỗ Thiên Hòa đến thành phố Đông Bộ, xâm nhập vào thị trường kiến trúc của thành phố Đông Bộ cũng không đơn giản là muốn giành một phần bánh. Đám người giám đốc lộ nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, trong lòng càng thầm nghĩ. Lỗ Thiên Hòa chính là người được Vương Tử Quân đưa đến, nếu như chủ tịch Vương Tử Quân có chút chính sách nghiêng, chỉ sợ nhiều người sẽ bị chặt mất đường sống. Chào các vị tôi là Lỗ Thiên Hòa, tôi thấy các vị ngồi đây đều khá quen mắt, chúng ta có lẽ cùng là người quen. Mong rằng sau này các vị quan tâm đến công ty nhất kiến của chúng tôi nhiều hơn, dù sao chúng tôi cũng là người mới ở thành phố Đông Bộ, có gì không hay thì mong các vị chỉ giáo cho. Lỗ Thiên Hòa tiêu sái nói hai câu rồi đứng sang bên cạnh Vương Tử Quân. Người mới, nếu Lỗ Thiên Hòa anh tình nguyện làm người mới, chỉ sợ sẽ không được đứng ở chỗ này. Đám người dám đốc lộ thầm nghĩ như vậy, nhưng bọn họ dù sao cũng là những người lăn lộn nhiều năm thế là nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh người được xưng là giám đốc đinh trầm ngâm dây lát rồi đứng lên nói giám đốc lỗ tôi là đinh thạch cường của công ty xây dựng mỹ uyển tôi muốn hỏi anh một chút anh đến thành phố đông bộ chúng tôi vì coi trọng hạng mục gì tôi ở thành phố sơn viên được anh quan tâm giúp đỡ bây giờ anh đến thành phố đông bộ không biết có gì để cho tôi có thể cống hiến một chút hay không lỗ thiên hòa cười nói với đinh thạch cường tôi xin nhận ý tốt của cậu Thạch Cường, lần này tôi đến thành phố Đông Bộ cũng không vì hạng mục gì lớn, chỉ là vài hợp tác nho nhỏ, đã đàm phán tốt với khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Thái Nguyên Thương là người lanh trí, hắn thấy Lỗ Thiên Hòa không nói ra thì cười nói. Bây giờ công ty nhất kiến hợp tác với chúng tôi ở 4 hạng mục, ví dụ xây trường tiểu học, tòa nhà phục vụ tổng hợp. Tuy Thái Nguyên Thương không nói quá lớn nhưng lọt vào tai lại làm cho đám giám đốc công ty xây dựng ở trong phòng cảm thấy kinh hoàng. Trường tiểu học và tòa nhà phục vụ tổng hợp là hạng mục trọng điểm của thành phố Đông Bộ, quan trọng là những hạng mục kia đều thuộc về công ty bất động sản lập phong. Bây giờ Vương Tử Quân ném hạng mục kia cho công ty nhất kiến, công tay lập phong phải làm sao bây giờ? Đám giám đốc nơi đây nghĩ đến tình huống mà giám đốc lưu siêu cử của công ty lập phong sắp đối mặt, thế là có kẻ đã cảm thấy sợ hãi. Đó không phải là những hạng mục của công ty nhất phong sao? Một vị giám đốc dùng giọng có chút lo lắng nói chính là những hạng mục này dựa theo hợp đồng đã ký nếu công ty nhất phong vì các nguyên nhân của mình mà không khởi công và hoàn công đúng thời hạn quy định bên chúng tôi có thể quyền lợi thay đổi đơn vị xây dựng bây giờ công ty nhất phong đã căn bản không có năng lực khởi công vì không muốn làm cho công trình chậm tiến độ chúng tôi chỉ có thể cho công ty nhất kiến ra tay chúng tôi cần hoàn thành hai hạng mục quan trọng kia vào đúng thời gian quy định vương tử quân nở nụ cười nhìn thoáng qua đám người nơi đây rồi nói các vị cũng đang nằm hạng mục trong tay, nếu như các vị lực bất tòng tâm, khối chính quyền cũng không làm khó mọi người, có thể đưa hạng mục cho người khác nắm giữ. Tôi cũng đảm bảo các vị sẽ không chịu tổn thất khi đầu tư vào những hạng mục kia. Không gặp tổn thất nhưng sẽ không có tiền, đám giám đốc công ty xây dựng cũng không nghĩ giống như những lời nói của Vương Tử Quân. Đám người này đều là hạng tinh danh, bọn họ đều là cao thủ sổ sách, Vương Tử Quân nói như vậy thì bọn họ đã căn bản biết được mình tổn thất bao nhiêu tiền chủ tịch vương, chúng tôi. Đinh Thạch Cường đã thật sự ngồi không yên, hắn đứng lên định nói, nhưng chưa kịp nói xong thì vương tử quân đã khoát tay chặn lại. Tôi biết rõ các anh có ý gì, nếu nói theo đúng hợp đồng, tôi không bắt các anh bồi thường, cũng không làm cho các anh bị thiệt hại gì, như vậy có thể nói là hết lòng rồi. Đám giám đốc công ty xây dựng mắt to mắt nhỏ nhìn vương tử quân nở nụ cười tủm tìm, bọn họ thật sự không biết phải làm sao cho phải. Tôi biết rõ các anh cảm thấy tôi đang ngăn cản đường phát tài của các anh, tôi cũng thành thật nói cho các anh biết, tôi làm như vậy cũng không phải là ngăn cản đường phát tài hay nâng đỡ các anh. Tôi là chủ tịch thành phố Đông Bộ, tôi không thể vì đường phát tài của các anh mà không quan tâm đến đường sống của người khác. Các anh có thể nổi giận, thế nhưng đáng lý ra không phải là các anh nổi giận, chính là những người công nhân khổ sở giúp các anh làm việc mà không nhận được tiền công, những người cần tiền gấp lại không nhận được vào đúng thời điểm, đó chính là những người sẽ đi vào đường cụt các anh có bao giờ hỏi mình một câu, tiền công của công nhân đã được các anh giấu đi đâu rồi không? Vương Tử Quân càng nói càng lớn tiếng, lúc này đám giám đốc công ty thật sự nổi giận với Vương Tử Quân, thế nhưng đối mặt với ánh mắt của Chủ tịch Vương thì kẻ nào cũng phải cúi đầu. Tất nhiên đám người bọn họ cảm thấy xấu hổ, thật sự không thể mở miệng nói gì hơn. Lúc này bọn họ đang cúi đầu, chợt giám đốc lộ đứng đầu nói. Chủ tịch Vương, cho dù chúng tôi có sai, ngài cũng không thể tôi cũng không thể cắt đứt hợp đồng như vậy được có phải không? Vương tử quân cười tùm tỉm nhìn giám đốc lộ, lúc này hắn đã biến từ một vị chủ tịch thành phố nổi giận đùng đùng thành gương mặt bình thường. Thế nhưng giám đốc lộ nhìn gương mặt với nụ cười đầy lực tương tác của vương tử quân lại khó thể nào cười nổi. Chủ tịch vương, tôi không phải có ý đó, tôi nói là dù có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể thương lượng. Giám đốc lộ dù gì cũng là giám đốc lâu năm, sau khi ổn định tâm thần thì dùng giọng giải thích nói. Vương tử Quân cười cười, hắn ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà do Thái Nguyên thương đưa đến, sau đó cười nói: "Tôi cũng đã sớm cho các anh thương lượng, nhưng các anh cảm thấy liên hợp lại tôi sẽ cúi đầu, thế cho nên mới không chịu thương lượng. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần phải thương lượng với các anh làm gì cả. Thế giới này mạnh được yếu thua, chuyện gì muốn quyết định phải xem quyền lực nằm trong tay ai. Ví dụ như đám công nhân kia muốn có tiền lương, các anh sao không đi thương lượng với bọn họ?" khi bọn họ yêu cầu quyền lợi chính đáng của mình, sao các anh không đi thương lượng với bọn họ? Bây giờ các anh cảm thấy mình chịu uất ư các anh lại muốn thương lượng với tôi, tôi nói cho các anh biết, hai chữ thương lượng này cũng không phải đặc biệt dành riêng cho các anh. Phương tử quân đặt ly trà xuống bàn rồi nói tiếp. Vừa rồi tôi đã nói lý với các anh, tất nhiên các anh hiểu rất rõ, nhưng lại không chịu phục. Lúc này tôi nói trắng ra, không cần tiếp tục đi đường vòng, khối chính quyền phổ biến hợp đồng lao động, Thực tế cũng không có gì tổn thất với các anh, các anh phát tiền lương cho công nhân vào đúng tháng cũng là lẽ đương nhiên. Các anh không bỏ được chút lợi ích nhỏ, đó là vì các anh tự tin với mình, các anh tự tin vì mình có thể liên hợp lại. Các anh nghĩ rằng vì tiến độ của công trình mà một người chủ tịch như tôi sẽ phải cúi đầu, hơn nữa với đủ mọi áp lực đến từ mọi hướng thì tôi sẽ thỏa hiệp với các anh, có phải không? Ha ha, hôm nay tôi cũng nói thật với các anh, thủ đoạn của các anh thật sự có tác dụng sau khi cả anh liên hợp bãi công thì có không ít lãnh đạo tìm đến tôi, có vài vị thường ủy nói tôi cần suy xét đến kỳ hạn công trình. Còn có vài vị lãnh đạo mở miệng chào hỏi, nói chung là tất cả gây ra cho tôi áp lực rất lớn. Lỗ Thiên Hòa nghe thấy Vương Tử Quân nói những lời châm chọc như vậy thì khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn bây giờ có thể nói là không gì liên quan đến mình, tất nhiên chỉ nở nụ cười nhìn vào cuộc vui. Nhưng đám giám đốc công ty xây dựng lại thật sự không thể cười nổi, Chủ tịch Vương đã ra tay, như vậy sẽ tuyệt đối không đơn giản thu hồi. Nhưng con người của tôi là như vậy, có cá tính cố chấp ương ngạnh như vậy, có người nói tôi lôi kéo không đi, đánh không chạy. Các anh không phải gây áp lực cho tôi sao? Vừa vặn phù hợp với tính tình của tôi, tôi thích đi lên dưới áp lực như vậy. Các anh không khởi công, tốt, địa phương khác còn rất nhiều công ty xây dựng, tôi hợp tác với bọn họ biết đâu còn làm tốt hơn cả các anh. Còn những mối quan hệ của các anh ở khắp nơi gây áp lực cho tôi tôi cũng nói cho các anh biết chút áp lực như vậy thì tôi không sợ các anh có thể tìm người tôi cũng có thể tìm người thậm chí là tìm người hùng mạnh hơn đắc lực hơn những người mà các anh đã tìm đến chúng tôi mất đi vài hạng mục thế nhưng ở thành phố đông bộ này vẫn còn rất nhiều hạng mục khác tôi cũng không tin người các anh quen biết có thể bác bỏ tất cả đây không phải là đắc tội với tôi sao nói một lời không khách khí bọn họ cần gì phải làm như vậy hôm nay tôi nói rõ với các anh Cùng lắm thì tôi là một chủ tịch thành phố và mãi không được đề bạt, tôi sẽ ở lại Đông Bộ này công tác vài chục năm. Coi như tôi là người hao tổn rất lớn, nhưng nhóm xí nghiệp không tuân theo nguyên tắc pháp luật các anh đừng mơ mộng có bất kỳ công trình nào ở thành phố Đông Bộ khi tôi còn tại vị. Hơn nữa tôi sẽ dùng danh nghĩa của người đứng đầu khối chính quyền thành phố để báo cáo với tỉnh, sẽ đưa các công ty xây dựng sử dụng lao động trái pháp luật và trả lương công nhân không đúng thời điểm vào sổ đen, đến khi đó dù các anh có thần thông quảng đại thế nào thì cũng xin lỗi, cũng chỉ có thể chạy ra tỉnh ngoài mà đào vàng, mà phát tài. Vương tử quân lên tiếng làm cho đám lãnh đạo xí nghiệp nơi đây cúi đầu, bọn họ thật sự không ngờ chủ tịch vương lại mạnh mẽ như vậy, lại đến đây nói những lời như vậy với bọn họ. Nhưng từng câu của vương tử quân đều đánh vào đầu bọn họ, đều đập vào lòng bọn họ. Đặc biệt là câu nói vương tử quân sẽ làm chủ tịch thành phố đông bộ vài chục năm, thì bọn họ biết đó chỉ là câu đùa vui, thế nhưng nó cũng làm cho bọn họ cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Chủ tịch Vương còn trẻ, những người trẻ tuổi đều có cá tính mạnh mẽ, rất kiên cường, cũng rất cố chấp. Nếu như mình đắc tội với người này, chỉ sợ sau này đừng hòng làm ăn gì. Nếu so với những tổn thất về sau thì rõ ràng chuyện phát lương cho công nhân chỉ là quá nhỏ nhặt, nếu như vì nó mà chọc giận Vương Tử Quân thì thật sự bỏ qua dưa hấu để nhặt lấy hạt dưa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đám lãnh đạo xí nghiệp chợt biến đổi, thế là hắn biết sách lược của mình đã đạt được những hiệu quả không thể nào tốt hơn đám người kia bình thường nhìn qua thì tươi cười hớn hở, nhưng khi liên quan đến lợi ích của mình thì nhanh chóng hiện nguyên hình, sẽ nhe răng há miệng về phía anh. Nếu muốn làm cho đám người này nghe lời, biện pháp duy nhất là đánh cho thật đau, đánh càng đau thì bọn họ sẽ càng chịu nghe lời. Vương tử quân thầm mắng một câu loại đê tiện, sau đó hắn cười nói. Hôm nay cũng không có người ngoài, cho nên tôi nói ngắn gọn và đơn giản thôi. Coi như tôi đã nói xong, nói thêm mọi người sẽ cảm thấy rác tai, giám đốc lỗ còn chờ bữa tiệc đón gió tẩy trần của tôi nếu tiếp tục nói nhảm thì giám đốc lỗ cũng đói bụng ha ha chủ tịch vương cứ nói đùa bụng tôi cũng không quý giá như vậy lỗ thiên hòa nhìn thấy vương tử quân thay đổi thủ đoạn như trong chóng trong, trong lòng càng thêm bội phục vụ chủ tịch trẻ tuổi này thế là lúc này lão nói chuyện càng hạ thấp chính mình hơn vài phần vương tử quân khoát tay chặn lại nói giám đốc lỗ ngài nói như vậy nhưng tôi là một chủ nhân cũng không đứng diễn thuyết để khách đói bụng được. Tôi đã nói xong, mọi người có thể đi. Các vị ở trong thành phố đông bộ thì cần phải dựa theo quy củ. Đó là con đường phát tài của các anh. Tôi là chủ tịch thành phố, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, cùng chung thắng lợi. Nói thế này cho gọn, chúng ta cùng hợp tác vì một ngày mai tươi đẹp. Phương Tử Quân vừa nói vừa cười. Tôi đã nói quá rõ ràng với mọi người rồi. Mọi người nghe xong có lẽ thấy nó tầm thường vậy thì cứ làm theo ý mình để xem không làm theo quy củ thì có hậu quả gì. Các vị đều là người có chút bản lĩnh, nhưng tôi thiện ý nhắc nhở mọi người một câu, muốn chơi tôi thì các người còn chưa có đủ tư cách. Vương tử quân nói không quá lớn nhưng cực kỳ khí phách, cực kỳ có lực. Thái Nguyên Thương ngồi bên cạnh giật mình chừng mắt nhìn vương tử quân, hắn thật sự không tin những lời như vậy có thể phát ra từ trong miệng một vị chủ tịch gần đây văn vẻ nhã nhặn như vương tử quân. Đám lãnh đạo công ty xây dựng Vốn đã bị những lời của Vương Tử Quân làm cho đỏ mặt tía tai, bây giờ nghe những lời cảnh cáo giống như châm cứu của chủ tịch Vương mà lạnh cả cột sống, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Không thể chơi được, thật sự là bọn họ không thể chơi được, cho dù bọn họ có thể tiếp tục tìm người gây áp lực với Vương Tử Quân, nhưng đối với một người căn bản không sợ hãi áp lực như Vương Tử Quân thì được gì? Nếu người kia một khi cho ra quyết tâm, chỉ sợ người sau lưng mình cũng chỉ có thể thu tay mà bọn họ chẳng lẽ không thể tiếp tục sống ở thành phố Đông Bộ. Thật sự không chơi được, đám người bọn họ thật sự không chơi được. Khi thấy vương tử quân đứng lên xoay người bỏ đi thì nhóm người giám đốc lộ chợt đứng lên nói. Chủ tịch vương, chúng tôi rõ ràng có ánh mắt hạn hẹp ở sự kiện này, kính xin chủ tịch cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ tình nguyện làm theo quy củ của anh. Không phải dựa theo quy củ của tôi, mà làm làm việc theo nếp, kinh doanh thành tín. Vương tử quân cười cười với anh lộ, lại dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Tiểu tử cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem. Lưu Trí Bân nhìn tên thanh niên hơn 20 trước mặt, vẻ mặt chợt lộ ra chút dữ tợn. Nếu anh đã không nghe rõ ràng, tôi sẽ nói lại một lần nữa. Vì công ty lập phong các anh làm trái với hợp đồng, vì vậy phòng giáo dục chúng tôi cắt hợp đồng xây dựng trường học với công ty các anh. Tên thanh niên kia rõ ràng là nghe con không sợ cọp, Hắn nhìn thoáng qua Lưu Trí Bân, sau đó dùng giọng nghiêm trang nói Hôm nay thời tiết hơi nóng, mời anh đứng cách xa tôi một chút Mày! Lưu Trí Bân dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên nhân viên công tác kia Hận không thể tiến lên đấm vào mặt đối phương một cái Nhưng hắn thật sự không dám thực hiện Vì tên thanh niên kia tuy chỉ là một nhân viên công tác bình thường Nhưng dù sao cũng là công chức, đối phương lại đại biểu cho phòng giáo dục thành phố Nếu bây giờ hắn ra tay đánh đối phương chỉ sợ sẽ có nhiều di chứng, sẽ phải chịu nhiều trách nhiệm. Nhưng nếu cứ để yên như vậy thì thật sự khó chịu, khi hắn đang cảm thấy khó xử thì chợt nghe thấy Lưu Siêu cử ngồi phía sau hô lên. Trí Bân, còn không mau cút ra, đã mất mặt như vậy rồi còn ngại chưa đủ sao. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 60